Hiện tại ma tổ vô thiên thân xác, đã cùng quay về Trần Dung hợp, chỉ là linh hồn còn không hoàn toàn ma hợp. Nếu như ma hợp thành công, tình cảnh kia đem là đặc biệt khủng bố. Ma tổ vô thiên rất có thể, trở thành mới tử thần. Diệp thần trong lòng rét một cái, thiên ma tinh hải là ma thần nhất mạch hạch tâm pháp bảo, thần độ uyển nhi cũng muốn chấp trường. Nếu như cái này thiên ma tinh hải, bị ma tổ vô thiên ăn cắp, sao quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Một khi ma tổ vô thiên, tấn vị tử thần, có thần cách, vậy đối với Diệp thần mà nói, lại là đả kích chí mạng. Ta biết, ta sẽ chú ý. Diệp thần hướng Phật tổ nói. Được, vậy chúc ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh thuận lợi. Phật tổ cười nói. Hôm nay Diệp thần muốn đối kháng ma tổ vô thiên mà nói, ít nhất phải tấn thăng đến thiên huyền cảnh mới được. Nếu như không có đầy đủ thực lực, căn bản không cách nào cùng ma tổ vô thiên chống lại. Diệp thần lại cùng Già Thiên Ma Đế nói chuyện cũ, hôm nay Già Thiên Ma Đế, hồn loại uy hiếp đã giải trừ, hoàn toàn khôi phục trạng thái tột cùng. Diệp thần, đa tạ ngươi giúp ta bắt được sạch sẽ tim tuyết liên. Ma Đế mỉm cười hướng Diệp thần nói cảm ơn. Nếu như không phải là Diệp thần ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, đẫm máu chiến đấu hăng hái, giúp hắn bắt được sạch sẽ tim tuyết liên khen thưởng, hắn cũng không khả năng như thế thuận lợi khôi phục. Không có sao. Diệp thần cười nói. Lần này ngươi đánh vào thiên huyền cảnh, ta đã chuẩn bị xong vì ngươi ăn mừng ngươi chân chính trở thành thiên quân thượng vị giả. Ma Đế nói. Thừa ngươi chúc lành. Diệp thần chắp tay cười một tiếng, sau đó lại cùng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi các nàng, ôm nhau một phen, cuối cùng bước vào chính giữa quảng trường tế đàn. Hắn rất nhiều hồng nhan bên trong, chỉ có Kỳ Tư Thanh không có tới. Kỳ Tư Thanh đã xuất bên ngoài tìm cơ duyên, nếu như thuận lợi, nàng vận mạng đại lộ, rất có thể lột xác đột phá, từ đó nắm trong tay nhân quả luật diệu pháp. Ma thần cung đệ tử nghe lệnh, là luân hồi cầu nguyện. Thần Độ Uyển Nhi gặp Diệp thần bước vào tế đàn, chính là lớn tiếng quát làm nói. Chung quanh tất cả ma thần cung đệ tử, lập tức cúi đầu ngâm sướng, tán tụng luân hồi, là Diệp thần cầu nguyện. Diệp thần ở trong tế đàn, liền cảm thấy bốn phương tám hướng, truyền tới hùng hồn tín ngưỡng lực. Ở nơi này cổ tín ngưỡng lực ra chỉ xuống, hắn tinh thần cũng là lớn là phấn chấn, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Tấn thăng thiên huyền cảnh, ngay tại hôm nay. Diệp thần ánh mắt sắc bén, chiến ý dọn ra, luân hồi huyết mạch cháy, huyết long gầm thét sông lên bay ra, còn quấn hắn thân thể xoay tròn. Thằng nhóc, chúc ngươi may mắn, nếu là ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh, phỏng đoán liền có thể đem ta đại hoang không kinh, tu luyện tới tầng thứ 9 bước. Đến lúc đó, ngươi nắm trong tay đại hoang thâu thiên thuật, liền có thể ăn cắp không không cách nào thì, tu thành nhân quả luật bí ẩn. Luân hồi mộ địa bên trong, hoàng lão gặp Diệp thần chuẩn bị bắt đầu đánh vào thiên huyền cảnh, cũng là mỉm cười khích lệ đứng lên. Một mực che giấu vĩnh dạ ma thần, bóng người cũng là từ trên mộ bia nổi lên, mị mắt thấy Diệp thần. Hắn vậy rất muốn xem, Diệp thần ngày hôm nay, có thể hay không có thể thuận lợi đột phá đến thiên huyền cảnh. Ở vô số người ánh mắt mong đợi bên trong, Diệp thần hít sâu một hơi, luân hồi huyết mạch cháy, một tiếng nổ, hắn cả người kim quang tách thả ra, Thụy Hà nhô lên, luân hồi thiên quốc thở mạnh voi, trực tiếp nổi lên. Hào hùng luân hồi thiên quốc, hồng mông tinh không, ở Diệp thần trên đỉnh đầu nhấp nhô, tinh không trên luân hồi thất tinh văn lạc, mơ hồ có thể gặp, trong đó một viên long đằng mệnh tinh, sáng chói lóng lánh, ánh sao lấp lánh. Long đằng mệnh tinh lóe lên dưới. Vô số rồng thần hư ảnh lao ra, gầm thét biến dạng, là Diệp thần trợ uy. Một miếng to lớn môn hộ, ở luân hồi thiên quốc trong tinh không xuất hiện. Đó là trong truyền thuyết thiên quân chi môn. Chỉ cần xông phá cánh cửa này hộ, là có thể lĩnh ngộ cấp trên quy luật, bước vào thiên huyền cảnh, chính thức trở thành thiên quân. Diệp thần, người đánh vào thiên huyền cảnh, chuyện lớn như vậy, cũng không gọi ta sao. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị bắt đầu đánh thời điểm. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ gặp trong hư không băng tuyết phiêu vũ, một đạo tuyệt đẹp ung dung dáng người, ngự gió đạp tuyết, hạ xuống, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Thiên nữ. Diệp thần thấy thiên nữ xuất hiện, tâm thần nhất thời chấn động. Chung quanh thần Độ Uyển Nhi, địa ngục thần vũ trụ, chân lý Phật tổ các người, cũng là kinh ngạc phòng bị. Bọn họ biết, thiên nữ cùng Diệp thần quan hệ, đặc biệt phức tạp, tương lai nhất định là không chết không thôi. Thiên nữ mỉm cười nhìn Diệp thần, trong ánh mắt mang vô hạn quyến luyến.
Không nghi ngờ chút nào, nàng đối Diệp Thần tình ý là thật, nàng thật thích Diệp Thần. Chỉ là, vì đánh vào cảnh giới cao hơn, vì nắm giữ thiên hạ quyền vị, nàng tình nguyện chặt đứt tơ tình, vậy muốn giết chết Diệp Thần. Ta có thể làm cái phổ thông người xem sao? Thiên nữ cười hỏi, nụ cười bên trong mang chút phức tạp mịt mờ tâm trạng, nàng cuối cùng là thích Diệp Thần. Như ta ngày hôm nay phi thăng thành công, thiên nữ, người muốn lập tức cùng ta quyết chiến. Diệp Thần hỏi, hắn là không ngừng kêu thiên nữ tên chữ, lại nữa gọi nàng là tỷ tỷ. Bởi vì hắn biết, hai người quan hệ, đã không thể nào trở lại quá khứ. Đặc biệt là Diệp Thần xem qua tương lai kỷ nguyên sau đó, đối thiên nữ tàn nhẫn, có khắc sâu hơn nhận biết. Nếu như hắn quyết chiến thất bại, vậy chờ đợi hắn, sẽ là đặc biệt bi thảm vận mệnh. Không, ngươi nếu như tấn thăng thành công, chúng ta cũng sẽ không lập tức khai chiến. Thứ nhất, ngươi sơ sơ tấn thăng, căn cơ bất ổn, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Thứ hai, ngươi luân hồi khí vận, quá mức bàng bạc, muốn chiến thắng ngươi, ta còn được hơn chuẩn bị một chút. Thiên nữ búng ngón tay một cái, cười nói. Diệp Thần xem qua tương lai kỷ nguyên, biết nàng muốn cùng Hồng Quân lão tổ liên thủ, trong bụng nhất thời cảm thấy bi thương. Vô luận là thiên nữ, vẫn là Hồng Quân lão tổ, đều là hắn đã từng kiên cố bằng hữu, nào nghĩ tới ngày hôm nay, lại có thể luân lạc tới sống chết gặp nhau bước. Nhưng, cái này cổ thê lương tâm trạng, chỉ là thoáng hiện chốc lát, liền bình thản đi xuống. Diệp Thần biết, sự việc đã phát sinh, không thể tránh, hắn điều có thể làm, chính là nghiêm túc đối mặt cùng giải quyết. Thôi, vậy ngươi làm cái người xem là được. Diệp Thần bình tĩnh nói. Đa tạ. Thiên nữ khẽ mỉm cười, liền tìm cái tĩnh lặng xó xỉnh chỗ ngồi, ngồi xuống. Thân Độ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh đám người ánh mắt, đều tụ tập ở thiên nữ trên mình, âm thầm phòng bị. Nhưng xem thiên nữ hình dáng, ngày hôm nay đích xác không có muốn quyết chiến ý, các nàng vậy thoáng yên tâm. Diệp Thần tâm thần chấn định lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tinh không thiên quân chi môn. Hắn ngưng tụ tinh thần, thần thức hóa thành đao kiếm, hung hăng hướng vậy thiên quân chi môn phóng tới. Chanh đích một tiếng, Diệp Thần thần thức đao kiếm, đánh vào ở thiên quân chi môn trên, phát ra một hồi chanh như vậy tiếng. Vậy thiên quân chi môn, như cũ vững vàng đóng chặt, không gặp chút nào dung chuyển hình dáng. Mà Diệp Thần tinh thần, đang nhận được liền một chút phản chấn. Thiên huyền cảnh, quả nhiên không dễ dàng. Diệp Thần cái này một tí đánh vào, đã cảm nhận được vậy thiên quân chi môn vững chắc, muốn giải khai mà nói, tuyệt không phải chuyện dễ. Tự do dực, mở. Diệp Thần quanh thân gió bão nổ tung, tự do dực trực tiếp ở sau lưng mở ra, hắn chấn dực bay đến tinh không trên, trong tay nham thổ khí tức hội tụ, hóa thành một cán cổ xưa hồng hoang chiến thương, long ảnh vần quanh, chính là long đấu chi thương. Cầm trong tay long đấu chi thương, ở tự do dực ra chỉ xuống, Diệp Thần uy thế vô cùng phách liệt, hung hăng một súng, liền hướng vậy thiên quân chi môn đâm đi. Cái này một súng uy thế, coi như là một cái vũ trụ đại thế giới, Diệp Thần đều có thể trực tiếp xuyên qua. Nhưng, cái này nổ một súng vào thiên quân chi môn phía trên, phịch đích một tiếng, nổ lên va chạm kịch liệt, nhưng vẫn không có thể đem cửa kia hộ phá vỡ. Ngược lại, Diệp Thần đầu bị chấn động, một hồi kịch liệt xé đau. Trong tinh không thiên quân chi môn, nhưng thật ra là hắn đầu óc bên trong môn hộ hiển hóa. Cái này phiến thiên quân chi môn, ở người óc bên trong, một khi giải khai, ngang hàng là mở ra thiên môn, từ nay về sau, là có thể tiếp nhận được trong chỗ U Minh Thái Thượng quy luật, siêu thoát trần tục, thành là chân chính thượng vị giả. Chỉ là, Diệp Thần cho dù vận dụng tự do dực và long đấu chi thương hai đại thần thông, đều không có thể đem cái này thiên quân chi môn phá vỡ. Cái này thiên quân chi môn vững chắc, vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên nữ, Thân Độ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, còn có Thiện Nhu, Gấm Hoa, Võ Giao các người, thấy Diệp Thần như vậy cuồng bạo đánh vào dưới, vậy thiên quân chi môn, cũng không có động tĩnh, không khỏi được một hồi khiếp sợ. Bọn hắn tu vi, đã sớm bước chân vào thiên huyền cảnh, ban đầu thời điểm đột phá, vậy đã thử đánh vào thiên quân chi môn. Nhưng bọn hắn đánh vào, là dễ như trở bàn tay, không hề phí cái gì tâm lực, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nhưng mà Diệp Thần đánh vào, gian nan như vậy, nhưng ra tất cả mọi người dự liệu. Chỉ có thể nói, Diệp Thần võ đạo nội tình, chân thực cường hãn, hắn muốn đánh vào thiên huyền cảnh, cũng phải so với người bình thường khó khăn rất nhiều rất nhiều.
Vì sao là trời quân? Vì sao là thượng vị giả? Diệp thần không có nổi giận, gọi ra thần thích tụng đời điển chương 1, Thiên Vấn Đạo Thư. Cái này cuốn Thiên Vấn Đạo Thư, bên trong thu ghi trước từ cổ chí kim, vô số các cường giả ý chí. Hàng tỷ đời tới nay, vô số người phát ra thiên vấn, muốn theo dõi đại lộ cuối cùng bí ẩn. Giờ khắc này, Diệp thần vậy phát ra mình thanh âm, hướng trời tùy hỏi, kết quả là cái gì là thiên quân, cái gì là thượng vị giả? Giao! Thiên Vấn Đạo Thư, toát ra từng luồng sáng chói chói lọi. Ở nơi này cổ huy hoàng chiếu dọi xuống, vậy thiên quân chi môn, lại là hơi lay động, nứt ra một kẽ hở. Cái này cái khe hở sau lưng, có vô cùng quy luật linh khí, thái thượng năng lượng, không ngừng dâng trào ra. Diệp thần cảm nhận được những năng lượng này hơi thở, nhất thời như mộc gió xuân, cả người tinh thần đại chấn. Hắn thiên vấn, lại là lấy được đại lộ cuối cùng đáp lại. Thiên Vấn Đạo Thư lóng lánh chói lọi, liền Diệp thần long đấu chi thương, cũng không phá nổi thiên quân chi môn, giờ khắc này ở Thiên Vấn Đạo Thư chiếu dọi xuống, lại là xuất hiện kẽ hở. Quảng trường chung quanh chỗ ngồi, mọi người thấy một màn này, cũng là khẩn trương, không chớp mắt nhìn chăm chú. Vũ Hóa Đạo Thư, Vũ Hóa Phi Thăng, phá cho ta. Diệp thần gặp thần thích tụng đời điển có hiệu quả, lập tức lại gọi ra liền một quyển đạo thư. Là chương 3 Vũ Hóa Phi Thăng Đạo Thư. Cái này cuốn đạo thư, ghi lại Vũ Hóa Phi Thăng bí ẩn, có thể giúp người phi thăng thiên huyền cảnh, thậm chí tương lai phi thăng không không, đều có thể phát huy tác dụng, giá trị to lớn. Diệp thần gọi ra Vũ Hóa Đạo Thư, thoáng chốc tới giữa, trong chỗ U Minh đại lộ chân lý, liền rơi xuống điểm lành, vô số thủy vân bay lên, kim quang đỏ nghê lăn. Diệp thần sau lưng tự do rực, lại là huy hoàng sáng chói đến chói mắt bước. Từng cổ một đại lộ lực, hướng vậy thiên quân chi môn đánh tới. Ở Diệp thần mãnh liệt dưới sự xung kích, vậy thiên quân chi môn kẽ hở, càng ngày càng lớn. Đột phá có hy vọng, cho ta ổn định. Diệp thần khẽ cắn răng, hắn cảm thấy vậy thiên quân chi môn kẽ hở, tùy thời cũng có thể đóng cửa. Hắn sử dụng luân hồi thiên kiếm, cắm ở khe cửa bên trong, dùng sức đem cái này thiên quân chi môn cạy ra. Ung ung, theo thiên quân chi môn khe hở, càng ngày càng lớn, trên bầu trời, vậy truyền ra sấm sét tiếng vang. Thiên kiếp đang nổi lên, lôi kiếp sắp hạ xuống. Diệp thần thấy thiên kiếp sắp đến, nhưng là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì, thiên kiếp tới, liền đại biểu, hắn cách thiên huyền cảnh, chỉ kém cuối cùng một chút khoảng cách. Ô, tình thế một phiến thật tốt, nhưng lúc này, một cổ vô hình uy áp, đột ngột hạ xuống, đem ngày trước kiếp lôi mây, toàn bộ nghiền diệt. Thiên quân chi môn bên trong, vậy truyền ra cường đại lực trùng kích. Diệp thần thân thể, trực tiếp liền người mang kiếm, bị đánh lui chạy đi. Phịch đích một tiếng. Vậy thiên quân chi môn, lần nữa đóng thật chặt, không có thấm ra một chút khe hở. Diệp thần hai cuốn đạo thư, ánh sáng cũng là một hồi ảm đạm, tựa như bị lực lượng gì áp chế. Là bởi vì quả luật áp chế. Diệp thần trong sâu thẳm, có dũng khí đặc biệt cảm giác bị đè nén. Đầu thật giống như bị người dẫm ở dưới chân. Là vậy hoàn mỹ sử giả nhân quả luật, cái này nguyền rủa quả nhiên ứng nghiệm. Diệp thần nội tâm bi phẫn, hắn vốn là đã sắp độ kiếp tấn thăng, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, có một cổ vô hình nhân quả lực lượng, nghiền đè xuống, đánh nát hắn tất cả hy vọng. Đây là hoàn mỹ đại thánh nguyền rủa. Chỉ cần Nhâm Phi phàm không phi thăng, Diệp thần thì không thể tấn thăng thiên huyền cảnh, thậm chí liền độ kiếp thử cơ hội cũng không có. Đây là một cái nguyền rủa, như số mệnh vậy nguyền rủa. Thiên nữ, Huyền Hàn Ngọc, Thần Đồ Uyển Nhi, Địa Ngục Thần Vũ Trụ, Chân Lý Phật Tổ các người, thấy như vậy tình cảnh, cũng là sợ ngây người. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Thần đánh vào thiên huyền cảnh thất bại, thậm chí không cơ hội độ kiếp, cái này sau lưng hết thảy, đều là nhân quả luật đang dở trò. Là hoàn mỹ đại thánh nguyền rủa, ở trong chỗ U Minh xảy ra tác dụng, ngăn chặn Diệp Thần phi thăng. Vậy hoàn mỹ đại thánh, thật là đáng ghét, ta sớm hẳn giết hắn. Chỉ cần giết hắn, nguyên rủa tự nhiên liền có thể phá giải. Huyền Hàn Ngọc trong bụng âm thầm hối hận, vừa áy náy. Trước ở Xích Phú Tháp bên trong, nếu như nàng tàn bạo điểm, rất có thể liền đem hoàn mỹ đại thánh giết chết. Hoàn mỹ đại thánh tuy là chân lý hội sứ giả, nhưng hạ xuống đến thế giới hiện thật, tu vi tất nhiên bị hạn chế. Thật đánh, Huyền Hàn Ngọc phần thắng cực lớn. Tuy nói giết chết hoàn mỹ đại thánh,
hậu quả so thí thần còn nghiêm trọng hơn, nhưng vì Diệp Thần, cho dù chịu đựng giá phải trả, Huyền Hàn Ngọc cũng là ở không tiếc. Chỉ là nàng ban đầu, không ngờ tới vậy hoàn mỹ đại thánh nguyền rủa lại có thể mãnh liệt đến tình cảnh này, thật không nói phải trái, liền cắt đứt Diệp Thần phi thăng bước chân. Mạng ta do ta. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, nhưng là không cam lòng lúc này thất bại, tay phải cầm luân hồi thiên kiếm, tay trái kim quang chớp động, sử dụng nhân hoàng thánh đao. Đao kiếm nơi tay, Diệp Thần luân hồi huyết mạch cháy, cả người hơi thở hung ác tới cực điểm, luân hồi thiên kiếm cùng nhân hoàng thánh đao, đồng thời chém chết ra, hung hăng hướng vậy thiên quân chi môn bổ tới. Hắn muốn chém cắt hết thảy nhân quả gông xiềng, thể phải xông vào thiên huyền cảnh. Phịch! Ở luân hồi thiên kiếm cùng nhân hoàng thánh đao điên cuồng chém hạ, vậy thiên quân chi môn, lần nữa nứt ra một kẽ hở. Diệp Thần trong lòng vui mừng. Nhưng mà, cái này vui sướng, cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, vậy nứt ra khe cửa, ở một cổ minh minh lực lượng bao phủ hạ, lại lần nữa khép lại. Hoàn mỹ đại thánh bày ra nhân quả nguyền rủa, lại là khủng bố như vậy. Diệp Thần một mặt kinh ngạc, nội tâm dâng lên một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ cái này nguyền rủa thật không cách nào phá rõ ràng sao? Hắn muốn lại đánh vào môn hộ, nhưng lực lượng đã không theo kịp. Đồng thời vận dụng luân hồi thiên kiếm và nhân hoàng thánh đao, hắn linh khí tiêu hao cực kỳ to lớn, hiện tại hơi có chút tâm lực quá mệt mỏi. Diệp Thần ca ca, coi là. Võ Giao thấy Diệp Thần đánh vào thất bại, tâm lực quá mệt mỏi hình dáng, nội tâm thương cảm không dứt, mắt đục đỏ ngầu, bay xuống đến trên tế đàn. Nàng ôm lấy Diệp Thần, rốt cục thì không nhịn được, khóc, nói. Diệp Thần ca ca, ngươi không thể bước vào thiên huyền cảnh vậy không quan hệ, ta sau này bảo vệ ngươi, có được hay không? Diệp Thần nghe Võ Giao mà nói, cũng không do được lộ ra một nụ cười khổ. Hắn võ đạo, là dũng mãnh tinh tiến, kiên quyết mạnh dạn, há chịu ngồi chờ chết. Võ Giao tu vi, coi như mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng không phải mình. Bị người bảo vệ, tự nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Nghĩ như vậy, Diệp Thần vừa có thể cảm nhận được thiên nữ tâm tình. Thiên nữ cũng là kiên quyết mạnh dạn, muốn xưng bá gọi tôn, cho nên nàng cho dù khắc cốt quyến luyến Diệp Thần, cũng phải chặt đứt tơ tình, đem Diệp Thần giết chết, cướp đoạt luân hồi hết thảy. Nghĩ tới tương lai cùng thiên nữ quyết liệt, Diệp Thần lại là mệt mỏi, ngã ở Võ Giao ghi trong tim bên trong, mỏi mệt đánh tới, mơ màng buồn ngủ. Chẳng lẽ mạng ta, thật không khỏi ta? Diệp Thần ngơ ngác nhìn bầu trời, cảm thấy thế giới lảo đảo muốn rơi xuống, rồi sau đó hôn mê bất tỉnh. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Thiện Nhu, Gấm Hoa, Diệp Lạc Nhi các người, cũng là lật đật vò tới trên tế đàn, thấy Diệp Thần đã hôn mê, chúng nữ một hồi tay chân luống cuống. Thiên nữ vẫn là một người cô độc, ngồi ở trong góc, thấy Diệp Thần đánh vào thiên huyền cảnh thất bại, trong lòng ngược lại khó hiểu có chút vui mừng. Hắn cả đời này, nếu như đều không thể bước vào thiên huyền cảnh, ta cũng không dùng cùng hắn quyết chiến. Có lẽ, như vậy vậy là chuyện tốt. À, ta đang suy nghĩ gì đấy, Chu Diệt luân hồi, xưng bá gọi tôn, là ta tâm nguyện, há là chính là tơ tình có thể ngăn trở. Thiên nữ suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng im lặng không tiếng động, lặng lẽ rời đi ma thần cung. Diệp Thần ở ngủ mê man bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng bên trong, hắn tựa hồ thấy được một cổ trăng đỏ chói lọi, trong lòng khẽ run, mở mắt ra, tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Diệp Thần liền phát hiện, mình đã không có ở đây ma thần cung, chung quanh là một phiến hoang vu huyết nguyệt thế giới, lại là Nhâm Phi Phàm lãnh địa. Cách đó không xa, một cây đại thụ hạ, hai người đang đánh cờ, là Nhâm Phi Phàm và Huyền Hàn Ngọc. Phi Phàm tiên đế, người ban đầu hẳn liền giết chết vậy hoàn mỹ đại thánh. Huyền Hàn Ngọc ăn Nhâm Phi Phàm một con trai, thanh âm mang một chút lạnh lùng nói. Ta muốn giết, nhưng dạ mẫu không để cho. Nhâm Phi Phàm thanh âm bình tĩnh, thật ra thì hắn ban đầu, đã sớm muốn động sát thủ, giải quyết tai họa ngầm. Nhưng làm sao, dạ mẫu nhưng ra tay ngăn cản. Hoàn mỹ đại thánh cuối cùng là chân lý hội sứ giả, nếu như giết hắn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, không cách nào tưởng tượng. Không thể giết người, đây là dạ mẫu ranh giới cuối cùng. À, có thể đây là số mệnh đi. Huyền Hàn Ngọc một tiếng thở dài. Diệp Thần tại đại thụ hạ tỉnh lại, mơ mơ màng màng đi tới bên cạnh hai người, chắp tay thi lễ, Nhâm tiền bối, Huyền tiên tử. Thấy Diệp Thần tỉnh lại,
Nhâm Phi Phàm và Huyền Hàn Ngọc dừng lại đánh cờ. Ngươi tỉnh. Nhâm Phi Phàm nói. Ừ. Diệp Thần tâm tình phức tạp. Ngươi cũng hôn mê đã mấy ngày, thật may nội tình thâm hậu, ngược lại cũng không có chuyện gì. Huyền Hàn Ngọc nói. Mấy ngày trước, Diệp Thần ở Ma Thần Cung đánh vào Thiên Huyền Cảnh thất bại, là nàng đem Diệp Thần mang về. Thằng nhóc, đưa tay cho ta. Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần như cũ đưa tay tới. Nhâm Phi Phàm cau mày, cầm liền cầm hắn mạch đập, trầm ngâm không nói. Nhâm tiền bối, ta thế nào, chẳng lẽ ta đời này, đều không cơ hội tấn thăng Thiên Huyền Cảnh? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Cơ hội vẫn phải có, chỉ cần ta phi thăng đi không không lúc nào không? Nhâm Phi Phàm nói. Nhâm tiền bối, ngươi phải đi, há chẳng phải là nhượng bộ vậy hoàn mỹ đại thánh? Hắn nhân quả luật nguyền rủa, thật chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao? Diệp Thần cắn răng, nội tâm tràn đầy không cam lòng. Nhâm Phi Phàm cúi đầu trầm ngâm một hồi, nói cái này nhân quả luật nguyền rủa, đặc biệt quỷ dị, muốn chặt đứt, cơ hồ không thể nào, nhưng có thể thử nghiệm mai táng. Diệp Thần sửng sốt một chút, mai táng. Nhâm Phi Phàm mừ một tiếng, nói cái này thế gian, tồn tại một môn kiếm pháp, tên là Đại Mộ Thần Kiếm, là tam thập tam thiên thần thuật một trong, cũng là cửu thiên thần thuật, Mạn Châu xa hoa trải qua ngọn nguồn. Cái này môn kiếm pháp, truyền thuyết có thể mai táng hết thảy, đem ở giữa thiên địa, hết thảy đủ loại, cũng chôn giấu ở phần mộ bên trong, cho nên kêu Đại Mộ Thần Kiếm. Ta có một người bạn, kêu Phong Hỏa Linh Tổ, mời hắn xuất thủ, có lẽ có thể giải quyết ngươi vấn đề. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ, tam thập tam thiên thần thuật, Đại Mộ Thần Kiếm. Trong đầu nghĩ Nhâm Phi Phàm quả nhiên là giao thiệp rộng hào phóng, lại còn biết nắm trong tay tam thập tam thiên thần thuật cường giả. Phải biết, tam thập tam thiên thần thuật, đặc biệt khó tu luyện, ở bên trong thế giới hiện thật, vậy thật khó nắm trong tay. Một bên Huyền Hàn Ngọc, nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, nhỏ cảm thấy ngoài ý muốn, nói, Phong Hỏa Linh Tổ sao? Kiếm pháp của hắn, chẳng lẽ liền nhân quả luật đều có thể chặt đứt? Nhâm Phi Phàm nói, chém không ngừng, nhưng có thể mai táng, cũng giống như vậy. Huyền Hàn Ngọc khẽ cau mày, nói cái này Phong Hỏa Linh Tổ. Là Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lên một đời lãnh tụ, thân phận không phải chuyện đùa, ta đã từng có một người làm, kêu Huyền Tâm, vậy từng ở Phong Hỏa Linh Tổ tọa hạ tu luyện qua. Theo ta người hầu kia mà nói, vậy Phong Hỏa Linh Tổ nóng nảy, đặc biệt cô độc, tuy là chính phái lãnh tụ, nhưng thủ đoạn tàn bạo, trừ ác xúc hung, hở một tí diệt người cả nhà, muốn mời hắn ra tay, chỉ sợ không phải là chuyện dễ. Phong Hỏa Linh Tổ, là Tử Hoàng Tiên Cung trước kia chính phái lãnh tụ. Hắn thoái ẩn sau đó, liền do Trùng Dương chân nhân tiếp vị. Hôm nay Trùng Dương chân nhân, tránh khí cuồn cuộn, làm việc có nguyên tắc, rất ít giết người, cho dù đụng phải gian tà chuyện, vậy lấy áp chế khuyên nhủ làm chủ. Nhưng hắn tiền nhậm Phong Hỏa Linh Tổ, nhưng vừa vặn ngược lại. Phong Hỏa Linh Tổ thờ phượng nhổ cỏ tận gốc quy luật, chỉ cần là đụng phải kẻ ác, nhất luật giết người cả nhà. Năm đó hắn chấp trưởng chính phái đạo chính thống thời điểm, toàn bộ thái thượng thế giới. Tất cả kẻ ác đều là run lẩy bẩy, e sợ cho đụng phải cái này tên sát tinh. Sau đó, Phong Hỏa Linh Tổ giết hại quá nhiều, sát nghiệt triền thân, bất đắc dĩ thối vị. Hôm nay ở Thái Thượng Thế Giới, đã rất ít có người nghe qua Phong Hỏa Linh Tổ truyền thuyết, thời đại đó quá rất xưa. Nhưng, Huyền Hàn Ngọc xuất thân cổ xưa, tự nhiên rất rõ ràng Phong Hỏa Linh Tổ đáng sợ. Cái đó Phong Hỏa Linh Tổ, nổi danh cô độc ngoan lệ, sát phạt dọn ra. Muốn mời hắn xuất thủ, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhâm Phi Phàm nói, ta cùng vậy Phong Hỏa Linh Tổ, có chút giao tình, có lẽ có thể thử một chút. Diệp Thần tim căng thẳng, nói, Nhâm tiền bối, chúng ta phải đi Tử Hoàng Tiên Cung sao? Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu nói, hôm nay ngươi nhân quả luật nguyền rủa, chỉ có vậy Phong Hỏa Linh Tổ có thể phá giải, chúng ta đi liền Tử Hoàng Tiên Cung một chuyến. Yên tâm, chúng ta cùng Đạo Đức Thiên Tôn tới giữa, tuy có không cùng. Nhưng còn chưa tới hoàn toàn quyết liệt bước, sự việc còn có chỗ trống thương lượng. Diệp Thần yên lặng không nói, trong lòng nhớ tới thứ hai yêu cơ, liền gật đầu một cái. Nếu như đi Tử Hoàng Tiên Cung mà nói, có lẽ cũng có thể hỏi dò một tí thứ hai yêu cơ tình trạng gần đây. Huyền Hàn Ngọc nói, ta cũng cùng các người cùng nhau. Thương nghị đã định, Nhâm Phi Phàm Tiên Chi sẽ Tử Hoàng Tiên Cung, bảo là muốn viếng thăm. Hôm nay Tử Hoàng Tiên Cung. Cùng luân hồi trận doanh tới giữa, tuy có ngăn cách,
nhưng đúng như Nhâm Phi Phàm mà nói, sự việc còn có chỗ trống thương lượng, còn chưa tới quyết liệt bước. Tử Hoàng Tiên Cung bên kia, cũng là truyền tới tin tức, nói nguyện ý tiếp gặp. Hai phía trận doanh, ước định ở 3 ngày sau gặp mặt. Cái này 3 ngày thời gian, Diệp Thần vậy ủy thác Thanh Lại Thương Hội, đi điều tra phong hỏa linh tổ tình báo. Biết người biết ta, mới khá không chỗ nào bất lợi. Rất nhanh, Thanh Lại Thương Hội liền đem tất cả điều tra tình báo, phát tới cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn những tin tình báo này, lại phát hiện một cái kinh người qua lại. Phong hỏa linh tổ từng có một đứa con gái, từng nhận một đời luân hồi chi chủ trợ giúp. Nói cách khác, phong hỏa linh tổ con gái, cùng nào đó một đời luân hồi chi chủ, có liên quan mật thiết. Tình báo này, để cho Diệp Thần đặc biệt giật mình, đồng thời vừa âm thầm lo âu. Bởi vì trong tình báo nói, phong hỏa linh tổ con gái, đã chết. Năm đó phong hỏa linh tổ thoái ẩn, từ đi chính phái lãnh tụ chức vị, trừ sát nghiệt triền thân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là con gái yêu bỏ mình, để cho hắn mất hết ý chí. Trong tình báo không nói rõ ràng, phong hỏa linh tổ con gái nguyên nhân cái chết, đó tựa hồ là một cọc bí mật, liền Thanh Lại Thương Hội vậy tạm thời đều không tra được. Muốn điều tra, cần càng nhiều hơn thời gian, hiển nhiên không phải 3 ngày có thể giải quyết. 3 ngày đi qua, ước định thời gian đến. Nhâm Phi Phàm, Huyền Hàn Ngọc, Diệp Thần 3 người, biến dạng hư không, đi Tử Hoàng Tiên Cung. Tử Hoàng Tiên Cung bên này, tuy đồng ý tiếp gặp, nhưng tiếp đãi nghi thức, đặc biệt đơn sơ, chỉ phái ra mấy cái đón khách trưởng lão, còn có chút người làm người làm. Diệp Thần thấy đám người bên trong, có một đạo quen thuộc bóng người, là ngày xưa vô cùng diệt cung phó cung chủ, thứ hai yêu cơ dưới quyền, Ao Phi Huyết. Diệp Thần cùng Ao Phi Huyết 4 mắt nhìn nhau, hai người trong lòng đều là hơi rung rung một tí. Phi Phàm Tiên Đế, mời. Vậy mấy cái đón khách trưởng lão, mời Nhâm Phi Phàm vào núi, đối Diệp Thần nhưng là bất kể không hỏi, tựa hồ cố ý lạnh nhạt. Nhâm Phi Phàm và Huyền Hàn Ngọc sải bước đi vào, Diệp Thần hướng Ao Phi Huyết nháy mắt, hai người liền đi ở đội ngũ phía sau. Chỉ cô nương, yêu cơ nàng thế nào? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi, nhất lo lắng thứ hai yêu cơ tình huống. Tiểu thư nàng không có sao, nhưng trước mắt còn bị phạt đối diện tường, trưởng giáo đại nhân giận cơn giận còn chưa tan. Ao Phi Huyết nói, Diệp Thần nghe được thứ hai yêu cơ chỉ là bị phạt đối diện tường, không có bị cái khác trách phạt, nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng yêu cơ đi ra, chúng ta 3 người thật tốt đoàn tụ một phen. Diệp Thần nói, ừ. Ao Phi Huyết nhẹ khẽ gật đầu, gò má mang chút đỏ ửng, chủ động nhẹ nhàng cầm Diệp Thần bàn tay, là tỏ rõ tâm ý ý. Nàng cùng thứ hai yêu cơ như nhau, cũng là thích Diệp Thần. Diệp Thần nhìn nàng đỏ mặt ngượng ngùng hình dáng, tâm thần cũng không khỏi hơi rung động. Hai người bàn tay nắm nhau một lát sau, chính là buông lỏng. Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phàm và Huyền Hàn Ngọc, bước vào Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn Chủ Điện. Chủ điện bên trong, Đạo Đức Thiên Tôn tiên khí khoáng đạt, ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế, cả người tường vân lượn lờ, mơ hồ cùng không không lúc nào không thông suốt, hơi thở huy hoàng hết sức. Hắn đã sớm có phi thăng tư cách, chỉ là bỏ không được buông tha mồi lửa, mới vẫn không có phi thăng. Đa Bảo Thiên Quân và Trùng Dương Chân Nhân, một trái một phải, ngồi ở Đạo Đức Thiên Tôn đầu dưới. Diệp Thần quan sát Đạo Đức Thiên Tôn một mắt, liền bắt được một cổ quen thuộc nhân quả, là Hoàn Mỹ Đạo Thư nhân quả. Xem ra vậy Hoàn Mỹ Đại Thánh, vậy đi tìm Đạo Đức Thiên Tôn, đoán chừng là muốn buộc hắn phi thăng. Bất quá, và Nhâm Phi Phàm như nhau, Đạo Đức Thiên Tôn cũng là không muốn phi thăng. Nhâm huynh, vẫn khỏe chứ, người tu vi lại có tinh tiến, nghe nói người ở Tiên Đế Đại Đại Phát Thần Uy, lấy nhân quả luật oai, tổn thương nặng Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Ma Tổ Vô Thiên, hung hãn như vậy chiến tích, thật là làm người ta kính nể không thôi. Đạo Đức Thiên Tôn ngắm nhìn Nhâm Phi Phàm, khen ngợi nói. Bỏ ra lập trường không nói, hắn cùng Nhâm Phi Phàm, thật ra thì quan hệ là rất tốt, hai người đều là cao cấp cường giả, đạo pháp tu vi tinh thâm, tinh tinh tương thích. Chỉ là may mắn thôi. Nhâm Phi Phàm bình tĩnh nói. Vị này là, Thương Huyền Nữ Đế. Đạo Đức Thiên Tôn vừa nhìn về phía Huyền Hàn Ngọc, đã nghe qua Huyền Hàn Ngọc lai lịch, biết nàng thừa kế Thương Huyền Đại Đế đạo thống. Thiếp gặp qua Đạo Đức Thiên Tôn. Huyền Hàn Ngọc liễm nhẫm thi lễ, giọng ôn hòa. Nữ đế không cần đa lễ, người có siêu thoát hiện thế tư cách, ta có thể không chịu nổi đại lễ của ngươi.
Đạo Đức Thiên Tôn khoát khoát tay, cười nói. Sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào Diệp Thần trên mình, nói các ngươi ngày hôm nay mang Luân Hồi Chi Chủ tới đây, là vì giải quyết hắn nhân quả luật nguyền rủa chuyện. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, Đạo Đức Thiên Tôn, ta muốn mời Phong Hỏa Linh Tổ ra tay, lợi dụng Đại Mộ Thần Kiếm, mai táng cái này đứa nhỏ trên mình nguyền rủa. Như có thể thuận lợi, ta có thể ra tay, vì ngươi chu diệt Hồng Xuân Thu. Lời nói này nói được vang vang có lực. Vì giúp Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm vậy thì nguyện ý trả giá thật lớn. Trước mắt hắn thật ra thì cũng không thích hợp động võ, bởi vì một khi hơi thở tiết lộ, rất có thể đưa tới chân lý cảm cho đòi. Đến lúc đó, coi như hắn chẳng muốn phi thăng, đều phải bị tiếp dẫn tới. Hơn nữa hắn muốn giết người, vẫn là ma nữ dưới quyền, Hồng Xuân Thu. Một khi giết chết Hồng Xuân Thu, vậy thì hoàn toàn đắc tội chết ma nữ, hậu quả lại là nghiêm trọng. Nhưng vì giải cứu Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm cũng là không tiếc giá phải trả. Đạo Đức Thiên Tôn nghe được Nhâm Phi Phàm mở ra như vậy điều kiện, cũng là một hồi lộ vẻ xúc động. Nhưng, dừng một chút, hắn nhưng có chút không biết làm sao nói, Phong Hỏa Linh Tổ đã hoàn toàn bế quan, liền ta cũng không cách nào mời hắn rời núi. Nhâm Phi Phàm từ Diệp Thần điều tra tới trong tình báo, cũng biết Phong Hỏa Linh Tổ bế quan, lập tức gật đầu nói, ta biết, Phong Hỏa Linh Tổ mở ra một cái phong hỏa vực, ở bên trong bế quan không biết nhiều ít năm, muốn mời hắn xuất quan, phải là muôn vàn khó khăn. Chính là bởi vì khó khăn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mời ngươi ra mặt, Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn thở dài nói, Phong Hỏa Linh Tổ nóng nảy, ngươi cũng không phải không biết, hắn bế quan, ta nơi nào có như thế dễ dàng mời hắn rời núi. Đừng nói các ngươi muốn gặp Phong Hỏa Linh Tổ, ta cũng muốn gặp. Các ngươi đều nói ta có tư lợi, nói ta ý chí, ăn mòn mồi lửa, nhưng ta lại có cái gì tư lợi? Ta chẳng qua là muốn bảo vệ thực tế ổn định thôi. Ta cũng muốn mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, mời hắn dùng Đại Mộ Thần Kiếm, mai táng ta ý chí, giữ mồi lửa tinh khiết, cứ như vậy, ta xem các ngươi còn có lời gì có thể nói. Nói xong lời cuối cùng, Đạo Đức Thiên Tôn lời của bên trong, lại mang một chút tức giận. Hắn tự hỏi tâm cảnh thản nhiên, không có chút nào tư lợi, làm hết thảy, cũng là vì kéo dài mồi lửa, gìn giữ thế giới hiện thật. Nhưng, Diệp Thần hiểu sai, nhưng để cho hắn đặc biệt tức giận. Hắn muốn dùng hành động chứng minh, mình đích xác không có tư lợi. Hắn muốn mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, mai táng hắn ý chí, cho dù giá phải trả to lớn, hắn cũng phải hướng Diệp Thần chứng minh, hắn không sai, sai là Diệp Thần. Luân Hồi Chi Chủ, người ban đầu mang đi Thần Hy Thiên Kiếm, đưa đến hắc ám khí tức mất đi áp chế, hôm nay hắc ám ổ ạt đánh tới, sai lầm đều ở đây ngươi, ngươi là vạn cổ tội nhân. Đạo Đức Thiên Tôn giọng cũng thay đổi được nghiêm nghị. Diệp Thần nhưng là không có động tĩnh, bởi vì hắn đã dòm ngó gặp tương lai, biết mình làm hết thảy, tuyệt đối không sai. Tuy nói hôm nay hắc ám tàn phá, giá phải trả to lớn, nhưng nếu như để cho Đạo Đức Thiên Tôn, một mực chiếm đoạt mồi lửa, giá phải trả lớn hơn. Bởi vì, một khi mồi lửa tắt, thế giới hiện thật liền hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại hắn tinh nguyệt giới, thậm chí đã được ảnh hưởng, thiên địa xuất hiện một nơi sụp đổ dấu hiệu. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, cho nên, đã từng là lựa chọn, Diệp Thần tuyệt đối là không hối hận. Đạo Đức Thiên Tôn, ta chỉ sợ ngươi ý chí, không phải bất kỳ thủ đoạn có thể mai táng, liền liền Đại Mộ Thần Kiếm cũng không được. Bỏ mặc ngươi có hay không tư lợi, ngươi ý chí, đã ăn mòn đến mồi lửa, sự thật này không thay đổi, mồi lửa chỉ có tắt kết quả. Diệp Thần đúng mực nói. Ngươi nói gì sao? Đạo Đức Thiên Tôn nhất thời tức giận, trong mắt lướt qua sát khí, trán gân xanh nhúc nhích. Đa Bảo Thiên Quân và Trùng Dương Chân Nhân, đều đứng lên, cảnh giác nhìn Diệp Thần. Chỉ cần Đạo Đức Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, bọn họ thì phải lập tức ra tay. Đạo Đức Thiên Tôn cái này cố tức giận, kéo dài một hồi, chính là tiêu điều đi xuống, ảm đạm nói thôi, người ta tới giữa, hiểu lầm quá sâu, nói nhiều cũng là vô ích. Các ngươi muốn mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, mấu chốt không có ở đây ta, mà ở ngươi, Luân Hồi Chi Chủ, biết không? Diệp Thần sửng sốt một chút, đưa tay từ chỉ ta. Đạo Đức Thiên Tôn nói, đúng vậy, năm đó Phong Hỏa Linh Tổ có cô con gái, đã từng bị ngươi luân hồi nào đó một đời chiếu cố, nếu như ngươi tự mình ra mặt, đi mời Phong Hỏa Linh Tổ mà nói, có lẽ có thể mời hắn rời núi. Ta là mời không nhúc nhích, ha ha,
tên kia nóng nảy quá cổ quái, ta cũng là nhức đầu. Nói xong lời cuối cùng, Đạo Đức Thiên Tôn cũng có chút không biết làm sao. Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Huyền Hàn Ngọc ba người nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới, mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi mấu chốt, lúc đầu lại có thể ngay tại Diệp Thần trên mình. Người vẫn có thể đi Phong Hỏa vực thử một chút, như có thể thuận lợi mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, ta cũng có thể mượn dùng hắn Đại Mộ Thần Kiếm, chặt đứt mồi lửa ô nhiễm, cho dù lấy mai táng ý ta chí làm giá. Ta nói, ta không có tư lợi. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, lần nữa trọng thân. Diệp Thần không có tranh cãi nữa cái gì, bởi vì hắn xem qua tương lai, Đạo Đức Thiên Tôn ý chí ăn mòn, là không thể nào tiêu trừ hết, mồi lửa chỉ có một mực bị ăn mòn, cho đến tắt kết quả. Diệp Thần, vậy ngươi đi liền Phong Hỏa vực thử một chút. Nhâm Phi Phàm nói. Đạo Đức Thiên Tôn nói, luân hồi chi chủ, như ngươi có thể mời Phong Hỏa Linh Tổ xuất quan, ta cũng sẽ thả yêu cơ. Hắn biết thứ hai yêu cơ, đối Diệp Thần vô cùng trọng yếu, cho nên hiện tại lấy thả người là điều kiện, là hy vọng Diệp Thần thành tâm thành ý, hết sức đi mời Phong Hỏa Linh Tổ xuất quan. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Đạo Đức Thiên Tôn, ta hôm nay có thể đi gặp yêu cơ sao? Đạo Đức Thiên Tôn yên lặng một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói, đi đi. Vách núi Hối Lỗi, là Tử Hoàng Tiên Cung một nơi cấm địa. Một ít nhân vật trọng yếu, nếu như phạm sai lầm, cũng sẽ bị phạt tới nơi này đối diện tường. Diệp Thần khi lấy được Đạo Đức Thiên Tôn đồng ý sau đó, chính là đi tới vách núi Hối Lỗi, Ao Phi Huyết đi theo hắn bên người. Vách núi Hối Lỗi trên, Diệp Thần thấy được thứ hai yêu cơ bóng người, so trước kia gầy nhom thanh giảm rất nhiều, xem ra ở vách núi Hối Lỗi ngày, nàng cũng không tốt qua. Diệp Thần, Phi Huyết, các ngươi tới. Thứ hai yêu cơ thấy hai người tới, khẽ mỉm cười, đứng dậy. Diệp Thần muốn tới gặp nàng, người làm sớm có truyền đạt, cho nên nàng trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, chuyên tâm rửa mặt trải đầu lối ăn mặc qua. Yêu cơ cô nương, vất vả ngươi. Diệp Thần ảm đạm than thở, ban đầu thứ hai yêu cơ, là bởi vì là lấy trộm băng vân cổ đèn giúp mình, mới bị phạt bế quan đối diện tường. Không việc gì cực khổ, ta ở chỗ này một người tự do tự tại, vậy không có người nào quản ta. Thứ hai yêu cơ mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, một bộ không câu chấp hình dáng. Chỉ là cái này cổ không câu chấp sau lưng, Diệp Thần nhưng có thể cảm nhận được nàng nội tâm đã từng là đau khổ. Diệp Thần, bây giờ có thể thấy ngươi, ta rất là cao hứng. Thứ hai yêu cơ trong mắt tràn đầy quyến rũ, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới, trực tiếp ngay trước Ao Phi Huyết mặt, không chút kiêng kỵ ôm Diệp Thần, hôn Diệp Thần môi. Ao Phi Huyết cũng không phải cái gì người ngoài, cho nên Diệp Thần vậy không cố kỵ, ngược lại ôm lấy thứ hai yêu cơ, một hồi kịch liệt si quấn cùng ôm hôn. Ngươi phải đi mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi sao? Thứ hai yêu cơ hỏi. Ừ, như có thể thuận lợi, người phụ thân vậy sẽ thả ngươi đi ra. Diệp Thần nói. Hi hi, tốt lắm, bất quá ngươi phải đi Phong Hỏa vực, cũng không cần gấp ở tạm thời, trước cùng ta một đêm. Thứ hai yêu cơ quyến rũ sinh tư, trêu chọc nói. Diệp Thần đang ôm chặt eo nàng. Nhìn nàng như vậy mị hoặc hình dáng, tâm thần cũng không khỏi hơi dạo dực. Đêm đó, Diệp Thần ở lại vách núi Hối Lỗi trên, và thứ hai yêu cơ, Ao Phi Huyết hai cô gái, vượt qua một cái đặc biệt khoái trá ban đêm. Đến được sáng sớm hôm sau, Diệp Thần chính là có chút không thôi tạm biệt thứ hai yêu cơ, mang Huyền Hàn Ngọc, lên đường đi trước Phong Hỏa vực. Nhâm Phi Phàm không thích hợp lâu dài bại lộ, cho nên đã trở về. Có Huyền Hàn Ngọc bầu bạn. Lần đi Phong Hỏa vực, coi như đụng phải nguy hiểm gì, Diệp Thần cũng có thể ung dung giải quyết. Căn cứ điều tra tới tình báo, Diệp Thần biết hôm nay Phong Hỏa vực, khá là khép kín, chúa tể thế lực, tên là Phong Hỏa Linh Cung. Cái này Phong Hỏa Linh Cung, dĩ nhiên là Phong Hỏa Linh Tổ khai sáng, hắn tuy bế quan ẩn cư, nhưng lại không đành lòng đạo thống thất truyền. Người tu luyện, có một hơi, điểm một ngọn đèn, coi như mình bỏ mình, đạo thống cũng là tuyệt đối không thể ngừng tuyệt. Chỉ cần đạo thống còn ở, coi như người chết rồi, tương lai cũng có thể sống lại, chỉ cần giữa trời đất còn tồn lưu có người quý tích. Mà đạo thống, chính là trọng yếu nhất quý tích. Vạn cổ tới nay, Phong Hỏa Linh Cung cũng sẽ ở ngoại giới tìm tốt mầm non, mang về Phong Hỏa vực bên trong đào tạo. Cho nên, cho dù Phong Hỏa vực rất ít cùng ngoại giới trao đổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn khép kín, thậm chí cùng Thanh Lại Thương Hội, đều có giao dịch lui tới.
Phong hỏa linh cung đào tạo đệ tử, cũng là cần phải hao phí tư nguyên, dựa hết vào một cái phong hỏa vực, tự nhiên chống đỡ không nổi, cần Thanh Lại Thương Hội chống đỡ. Còn như phong hỏa linh cung cụ thể vận chuyển, phong hỏa linh tổ đã sớm không hỏi tới, giao cho dưới quyền đệ tử xử lý. Hắn thì bế quan ẩn cư, không hỏi thế sự. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, đi tới phong hỏa vực lối vào. Ở đến trước, Diệp Thần liền hướng phong hỏa vực, phát ra thiệp mời, bảo là muốn viếng thăm. Hai người đi tới lối vào, liền thấy có mười mấy trấn thủ người, đang bày trận chờ đợi. Diệp Thần đi lên, hướng đám người chắp tay, nói tại hạ Diệp Thần, gặp qua các vị. Rất nhiều trấn thủ người quan sát Diệp Thần, gặp hắn tu vi tuy chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9, nhưng ngôn hành cử chỉ lộ ra trầm ổn khí thế, nhưng là siêu phàm thoát tục, trong lòng ngần than thầm. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần đắc tội chân lý hội, bị Hoàn Mỹ Đại Thánh rơi xuống nguyền rủa, mọi người thần sắc lại xuất hiện biến hóa. Có người thương tiếc, có người khinh miệt, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Một cái trấn thủ người tiến lên trước hai bước, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người muốn viếng thăm nhà chúng ta sư tổ sao? Diệp Thần nói, đúng vậy. Vậy trấn thủ người cười hắc hắc, nói ta ra sư tổ bế quan nhiều năm, cho tới bây giờ không gặp người ngoài. Hơn nữa, người đắc tội chân lý hội, có thể nói là xông hạ di thiên đại họa, chúng ta cũng không dám thả ngươi đi vào, nếu không nếu như bị ngươi liên lụy, ta phong hỏa vực liền nguy hiểm. Chân lý hội ở không không lúc nào không bên trong, là nhất là thế lực thần bí, không người biết chân lý hội đầu não là ai, thậm chí có truyền thuyết, vậy chân lý hội lãnh tụ, chính là lớn đạo cuối cùng hóa thân. Hoàn Mỹ Đại Thánh là chân lý hội sứ giả, lớn như vậy nhân vật, Nhâm Phi Phàm và Huyền Hàn Ngọc kiêu ngạo, có thể không quan tâm, nhưng ở phong hỏa vực, nhưng là người người kính sợ, không dám đắc tội. Luân hồi trận doanh đã mạo phạm chân lý hội, cho nên, bọn họ cũng không chịu cùng Diệp Thần quá nhiều giao thiệp, tránh khỏi liên lụy. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói ta nghe phong hỏa linh tổ, cũng là một tôn đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, ngày xưa là chính phái lãnh tụ, ta muốn lão nhân gia ông ta, nhất định không sẽ sợ cái gì chân lý hội, xin các vị đi truyền đạt một tiếng. Vậy trấn thủ người nói, sư tổ hắn bế quan, chúng ta những thứ này đệ tử bình thường, vậy không tư cách bái kiến. Chung quanh trấn thủ người, cũng là phụ họa, cũng không muốn cho Diệp Thần truyền đạt. Bọn họ tới hôm nay gặp Diệp Thần, thật ra thì đã là cho luân hồi mặt mũi, nếu như là người bình thường cầu gặp, bọn họ tuyệt sẽ không để ý tới. Diệp Thần gặp những người này đẩy nhờ cự tuyệt, chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Huyền Hàn Ngọc lạnh lùng nói, các ngươi phong hỏa linh tổ con gái, từng nhận một đời luân hồi chi chủ trợ giúp, lớn như vậy ân, chẳng lẽ các ngươi muốn vong ân phụ nghĩa? Chúng ta muốn gặp phong hỏa linh tổ một mặt cũng không được sao? Đám người trấn thủ người nghe được Huyền Hàn Ngọc nói tới phong hỏa linh tổ con gái, đều là lộ ra một chút kinh hãi kiêng kỵ thần sắc. Tựa hồ cô gái này sự việc, ở phong hỏa vực bên trong là cấm kỵ. Một cái trấn thủ người nói, Tiêu Tĩnh tiểu thư năm đó vẫn diệt, là nhà chúng ta sư tổ chọn đời đau, trọng đại như vậy đau đớn, chúng ta những thứ này làm đệ tử, quả quyết không dám ở lão nhân gia ông ta trước mặt nói tới, luân hồi chi chủ năm đó ân tình, chúng ta có thể cho một ít thiên tài địa bảo và nguyên ngọc, để báo đáp lại. Nhưng, các ngươi muốn đánh nhiễu sư tổ, đó là tuyệt đối không thể. Huyền Hàn Ngọc gặp những người này thái độ kiên quyết như vậy, không khỏi được khí để bụng đầu. Lạnh lùng nói thôi, xem ra các ngươi không làm chủ được, kêu các ngươi Huyền Tâm tổng quản đi ra. Vậy trấn thủ người sửng sốt một tí, nói cái gì Huyền Tâm tổng quản? Huyền Hàn Ngọc búng ngón tay một cái, nói ta năm đó có một cái nô bộc, tên là Huyền Tâm, đi theo phong hỏa linh tổ chính phái tọa hạ tu luyện, ta suy tính đến thiên cơ, nàng ngay tại phong hỏa vực, hơn nữa còn là toàn bộ phong hỏa vực tổng quản, dưới một người, trên vạn người, các ngươi kêu nàng đi ra. Đám người nghe được Huyền Hàn Ngọc mà nói, đều là kinh ngạc. Ta phong hỏa vực đại tổng quản, hình phạt điện điện chủ Ngọc Hàn Thiện Cô, tục danh tựa hồ liền kêu Huyền Tâm. Đại tổng quản là người này nô bộc. Làm sao có thể? Đại tổng quản bực nào nhân vật, làm sao sẽ cho người làm nô? Nữ nhân này nói láo vậy không biết xấu hổ ra. Đám người xì xào bàn tán, nhưng là không tin Huyền Tâm đại tổng quản, chính là Huyền Hàn Ngọc nô bộc. Huyền Hàn Ngọc, người tự xưng Thương Huyền Nữ Đế, tu vi xác thực cường hãn, nhưng nhà chúng ta đại tổng quản, cũng là đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, tuyệt không thể nào cho ngươi làm nô,
hi hi, nếu đánh thật, người thậm chí chưa chắc là lão nhân gia nàng địch thủ. Một cái chấn thủ người kia cười lên, trong lời nói đối vậy đại tổng quản tràn đầy kính sợ, lại khinh thường tại Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc nhất thời nổi giận, quát lên, các ngươi một đám vô danh tiểu tốt, xem ra không cho các ngươi một chút dạy bảo, các ngươi là không biết ta lợi hại. Dứt lời, Huyền Hàn Ngọc bàn tay dâng lên một tầng hàn mang, nhanh như tật phong vậy, hướng vậy chấn thủ người lướt đi. Một kích này thật là ác liệt, nếu như đánh chúng, vậy chấn thủ người không chết cũng phải trọng thương. Vậy chấn thủ người hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Hàn Ngọc sẽ động thủ. Đừng xung động. Diệp Thần lại gấp vội vàng nắm Huyền Hàn Ngọc tay, không để cho nàng ra tay. Hắn là tới mời Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, không phải tới đánh nhau, nếu là tổn thương người, sự việc cũng không dễ xử lý. Huyền Hàn Ngọc lông mày nhíu một cái, hướng Diệp Thần nói, những người này ngạo mạn tự đại, từ đầu đến cuối không chịu cho chúng ta truyền đạt, ngươi có thể như thế nào? Diệp Thần cau mày, trầm ngâm suy nghĩ phương pháp. Chuông reo. Lúc này, sau lưng truyền tới một hồi chuông thanh âm. Diệp Thần trở lại vừa thấy, nhưng thấy một chi lạc đà thương đội, chở rất nhiều hàng hóa chậm rãi đi tới. Xem vậy thương đội quần áo trang phục, hiển nhiên là đến từ Thanh Lại Thương Hội. Rất nhiều chấn thủ người, cảm nhận được Huyền Hàn Ngọc sát khí, đều là sợ hãi, thấy thương đội tới, một cái chấn thủ người liền rẽ ra chuyện, nói, luân hồi chi chủ, thương huyền nữ đế, các ngươi đi thôi, ta gia sư tổ tuyệt sẽ không khách khí người, chúng ta ngày hôm nay còn muốn bận bịu giao dịch, xin thứ cho không thể chiêu đãi. Lại là thằng tiếp hạ lệnh trục khách. Chi kia lạc đà thương đội, đi tới trước, cầm đầu thương đội đầu mục, thấy Diệp Thần, nhất thời thất kinh, cúi người liền bái. Kêu lên, bái kiến Diệp đại nhân. Diệp Thần là Dạ Mẫu bằng hữu, Thanh Lại Thương Hội chỗ thượng khách. Ở Thanh Lại Thương Hội bên trong, người người đều biết hắn, đối hắn vô cùng kính sợ. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói các ngươi là tới nơi này mua bán. Vậy thương đội đầu mục nói, ừ. Diệp Thần nói, tốt lắm, các ngươi đi vào Phong Hỏa vực, giúp ta hướng Phong Hỏa Linh Tổ truyền đạt một tiếng, nói luân hồi viếng thăm. Vậy thương đội đầu mục lộ ra vẻ khó xử, nói, Phong Hỏa Linh Tổ bế quan nhiều năm, Diệp đại nhân, ta một cái du thương, nhưng là không tư cách yết kiến. Huyền Hàn Ngọc nói, vậy ngươi giúp ta đi gọi Huyền Tâm đi ra. Vậy thương đội đầu mục sửng sốt một chút, nói cái gì Huyền Tâm? Huyền Hàn Ngọc nói, chính là Phong Hỏa vực đại tổng quản, hình phạt điện điện chủ, người khác cũng nàng Ngọc Hàn Thiện Cô, ngươi có thể thấy nàng sao? Vậy thương đội đầu mục nói, ta nhóm hàng hóa này, chính là cùng đại tổng quản giao dịch. Huyền Hàn Ngọc vui vẻ nói, như vậy quá tốt, ngươi thấy nàng, liền cùng nàng nói 8 chữ, hoa đào dưới kiếm, tương tư tình đoạn, nàng tự nhiên sẽ rõ ràng. Vậy thương đội đầu mục trầm ngâm không đáp, mong hướng bốn phía chấn thủ người, thấy những cái kia chấn thủ các người, cũng không có mở miệng phản bác, đều là yên lặng đồng ý, tựa hồ sợ hãi Huyền Hàn Ngọc thủ đoạn, mới gật đầu nói, ưng. Đám người chấn thủ người gặp Huyền Hàn Ngọc nói xác thực hình dáng, đều cảm ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, Ngọc Hàn Thiện Cô thật sự là nàng nô bộc? Đây là tuyệt không khả năng sự việc. Vậy thương đội đầu mục lập tức đứng dậy, mang người thủ hạ, tiến vào Phong Hỏa vực bên trong, chuẩn bị là Huyền Hàn Ngọc thông báo. Huyền Hàn Ngọc và Diệp Thần, đứng bên ngoài bên chờ. Hoa đào dưới kiếm, tương tư tình đoạn, đây là ý gì? Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Huyền Hàn Ngọc ánh mắt hơi có chút mê ly, than thở một tiếng, nói, nhắc tới, cũng là một đoạn oan nghiệt. Năm đó, ta tôi tớ kia Huyền Tâm, nàng lại có thể đối với ta có nghĩ không an phận. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, cái gì nghĩ không an phận? Huyền Hàn Ngọc gò má hơi đỏ lên, nói chính là nàng thích ta, thật là oan nghiệt, ta là phụ nữ, nàng vậy là phụ nữ, nàng làm sao có thể thích ta? Ta vì thay nàng chặt đứt vô vị này tơ tình. Ủy thác Thiên Khải Chí Tôn, chế tạo một cái hoa đào kiếm, kiếm này là tâm kiếm, kiếm khí động một cái, là được tuệ kiếm chém tơ tình. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Huyền Hàn Ngọc, không nghĩ tới Huyền Hàn Ngọc và vậy Huyền Tâm tới giữa, lại có một đoạn như vậy oan nghiệt qua lại. Ngươi còn biết Thiên Khải Chí Tôn? Diệp Thần lại hỏi. Biết, Thiên Khải Chí Tôn là không không lúc nào không cường đại nhất luyện khí sư, người nào không biết. Ta trí nhớ mài mòn quá nhiều. Có rất nhiều sự việc không nhớ nổi, nhưng ta tổng còn nhớ, ta từng xuất thân không không lúc nào không, Thiên Khải Chí Tôn là ta đã từng là bằng hữu. Bất quá,
hắn vì chế tạo nhân hoàng thánh đao, hao hết tâm huyết tánh mạng, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể rơi vào hắc ám, vậy thật sự là đáng tiếc. Huyền Hàn Ngọc thật sâu than thở. Đã từng là thiên khải chí tôn, là người tốt, chỉ là chế tạo nhân hoàng thánh đao, tánh mạng tâm huyết hao hết, vì kéo dài tánh mạng, dưới sự bất đắc dĩ, mới rơi vào hắc ám, hóa thân là tử thần giáo đoàn giáo chủ. Nhân hoàng thánh lưỡi đao mang bén nhọn như vậy, đó là bởi vì thanh đao này bên trong, dốc vào thiên khải chí tôn toàn bộ tâm huyết, là xứng đáng không thẹn dốc hết tâm huyết làm. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, một bên trò chuyện, một bên chờ đợi. Ước chừng sau nửa giờ, vậy thương đội đầu mục đi ra, đi theo phía sau một người cô gái. Phụ nữ kia, da thịt trắng nõn, nhưng tóc mai hoa râm, giữa trán đã bảo bọc một tầng bể dâu ý, cả người linh khí chập chờn mạnh mẽ, hiển nhiên là vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có một cổ uy nghiêm của cấp trên, vừa thấy cũng biết là thân cư địa vị cao thói quen. Rất nhiều trấn thủ các người, thấy phụ nữ kia, đều là lộ ra kính sợ thần sắc, rối rít quỳ xuống, cùng kêu lên. Bái kiến đại tổng quản. Phụ nữ kia lộ vẻ lại chính là Ngọc Hàn Thiện Cô, là Huyền Hàn Ngọc đã từng là nô bộc, tên thật kêu Huyền Tâm. Huyền Tâm thấy được Huyền Hàn Ngọc, thân thể phát run, môi vù vù động, trong tròng mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Huyền Hàn Ngọc mỉm cười không nói. Huyền Tâm đột nhiên hướng nàng quỳ xuống, xỉ xỉ xách xách kêu lên, nô tỳ Huyền Tâm, bái kiến tiên tử. Tại chỗ trấn thủ các người, thấy bọn họ trong lòng cao cao tại thượng đại tổng quản, lại có thể hướng Huyền Hàn Ngọc quỳ xuống, nhất thời sợ ngây người, một mặt kinh ngạc cùng rung động. Đứng lên đi. Huyền Hàn Ngọc mỉm cười hướng Huyền Tâm nói. Huyền Tâm run rẩy đứng dậy, đi tới Huyền Hàn Ngọc bên người, thần tình kích động, cặp mắt xoanh mãn nước mắt, cơ hồ muốn khóc lên. Huyền Tâm, người thương tàng rất nhiều. Huyền Hàn Ngọc khẽ vuốt ve Huyền Tâm tóc mai tóc trắng, cảm trong lòng nói. Nhân sự bể dâu, năm tháng mài mòn, nô tỳ đích xác là già yếu, thật may tiên tử phong thái như cũ, thật đáng mừng. Huyền Tâm nói, một đám trấn thủ các người, thấy Huyền Tâm ở Huyền Hàn Ngọc trước mặt, tự xưng nô tỳ, thái độ như vậy khiêm nhường, đều là ngây ngẩn. Lúc đầu Huyền Hàn Ngọc nói, quả nhiên là thật. Phong hỏa vực đại tổng quản, hình phạt điện điện chủ, tôn quý như thế nhân vật, lại có thể thật sự là nàng đã từng là nô bộc. Huyền Tâm lấy lại bình tĩnh, ánh mắt quét nhìn một đám trấn thủ các người, giữa trán nhưng lộ ra tức giận, thấm ra một cổ uy áp, quát lên, các người một đám phế vật, thấy Huyền tiên tử tới, còn không mau mau nghênh đón. Đám người kinh hoàng thất thố, lật đật quỳ bái kêu lên, bái kiến Huyền tiên tử. Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, nói, được rồi, một đám vô danh tiểu tốt thôi, không cần phải để ý đến bọn họ, Huyền Tâm, người cũng không cần trách trách bọn họ. Huyền Tâm nói, ừ. Hướng mọi người nói, Huyền tiên tử vì các người cầu tha thứ, các người còn không mau cảm ơn Huyền tiên tử. Đám người lật đật bái nói, đa tạ Huyền tiên tử. Huyền Hàn Ngọc che miệng cười một tiếng, tâm tình có vẻ sướng an ủi, kéo Huyền Tâm tay, nói, tốt lắm, Huyền Tâm, chúng ta vào đi thôi. Vừa quay đầu hướng Diệp Thần nháy mắt. Huyền Tâm nói, ừ. Lập tức, Huyền Tâm dẫn Huyền Hàn Ngọc, cùng bước vào phong hỏa vực bên trong. Diệp Thần dĩ nhiên là theo ở phía sau, cũng là thuận lợi tiến vào. Đi vào phong hỏa vực bên trong, Diệp Thần nhìn ra xa mảnh thế giới này, chỉ gặp thiên thanh thoải mái, lưu vân tu trúc, tiên hạc bay lượn, ngược lại cũng là một cái linh khí dư thừa tiên gia thánh cảnh. Diệp Thần ánh mắt híp lại, bắt trong chỗ u minh nhân quả, tựa như ở đã từng là năm tháng sông dài bên trong, thấy được một cái cô gái yếu đuối. Cô gái kia, chính là phong hỏa linh tổ con gái Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh đã chết, chết chân tướng không người biết. Diệp Thần thử nghiệm bắt thiên cơ diễn toán, nhưng năm tháng quá lâu xa, nhân quả dấu vết coi là không rõ, hắn chỉ mơ hồ dòm ngó gặp Tiêu Tĩnh dung mạo, còn có cặp mắt trong suốt kia, tựa hồ mang một chút tình ý. Huyền Hàn Ngọc và Huyền Tâm tay cặp tay, vừa đi vừa trò chuyện. Huyền Tâm, ta cho ngươi hoa đào kiếm đâu? Huyền Hàn Ngọc gặp vậy hoa đào kiếm, không có ở đây Huyền Tâm trên mình, khẽ cau mày hỏi. Vậy hoa đào kiếm là chặt đứt tơ tình lợi kiếm, nếu như thất lạc nói, nàng rất lo lắng Huyền Tâm tơ tình tái phát, lại dính loạn luân nghiệt duyên. Huyền Tâm nghe Huyền Hàn Ngọc lời ấy, hai hàng lông mày giơ lên, có vẻ tức giận, nói tiên tử, vậy hoa đào kiếm, đã bị trận linh điện lừa gạt, ngươi và luân hồi chi chủ, tới đúng dịp, ta một người có thể không đấu lại trận linh điện, các ngươi có thể được giúp ta một tay.
Huyền Hàn Ngọc nói, trận linh điện. Huyền Tâm nói, đúng vậy, ta phong hỏa linh cung dưới quyền, phân chia rất nhiều phân điện, ta trông coi hình phạt điện, trận linh điện chính là trông coi trận pháp đơn vị, đại khái ở trăm năm trước, bọn họ hỏi ta mượn đi hoa đào kiếm, bảo là muốn bảy trận, cùng bảy trận xong rồi, lại quay về trả cho ta. Nhưng trăm năm trôi qua, bọn họ chậm chạp không chịu đem kiếm trả lại, thật là lẽ nào lại như vậy? Tiên tử, vậy hoa đào kiếm, từ ngươi chết sau đó, trời ạ ngày hàng đêm để tâm máu rèn luyện, hôm nay vạn cổ năm tháng trôi qua, thanh kiếm kia tích lũy ta tâm huyết, còn có phong hỏa vực vô số tài nguyên, đã sớm lột xác thăng cấp, kiếm khí ác liệt, thắng được trước kia gấp vạn lần. Ta vốn là muốn giữ lại thanh kiếm này, chờ ngươi hồi phục sau đó, liền cho ngươi làm binh khí. Nào nghĩ tới trận linh điện mượn sau khi đi, lại có thể cự không trả lại. Nói tới chuyện này, Huyền Tâm vẫn là rất tức giận. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc nghe được, nhìn nhau, sắc mặt đều là trầm xuống. Huyền Hàn Ngọc hỏi, trận kia linh điện thực lực như thế nào? Huyền Tâm nói, bọn họ thực lực không tính là mạnh, nhưng trận pháp tu vi rất lợi hại, bọn họ cố ý mượn kiếm không trả, chính là muốn ép ta đi trận linh điện trụ sở chính đoạt lại. Một khi ta bước vào bọn họ địa bàn, tuyệt không khả năng chống lại bọn họ trận pháp. Bọn họ là muốn đào hố hại ta, cướp lấy ta đại tổng quản vị trí. Diệp Thần nghe đến chỗ này, cũng là rõ ràng tới đây. Tuy nói hình phạt điện và trận linh điện, cũng đồng loại phong hỏa linh cung, nhưng địa phương có người, thì có tranh đấu. Huyền Tâm cái này đại tổng quản vị trí, nhưng là đưa tới trận linh điện thèm thuồng. Như vậy mượn kiếm không trả. Nói rõ chính là muốn ép Huyền Tâm ra tay. Nói tới trận pháp tu vi, ta muốn thế giới hiện thật, có thể thắng được luân hồi chi chủ người, hẳn không có mấy cái. Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Huyền Tâm thấy Diệp Thần oai hùng anh vĩ hình dáng, ngẩn ngơ, hơi có chút tự ti mặc cảm giác, nói, như luân hồi chi chủ chịu ra tay, vậy. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Dừng một chút. Nàng có chút khẩn trương hướng Huyền Hàn Ngọc hỏi, tiên tử, ngươi và luân hồi chi chủ, là quan hệ như thế nào? Là đạo lữ, thầy trò. Huyền Hàn Ngọc bắn một tí Huyền Tâm chán, nói, ngươi suy nghĩ bậy bạ chút gì, ta và luân hồi chi chủ, chỉ là bạn bình thường, ngươi tơ tình, còn không chặt đứt sao? Ngươi những cái kia loạn luân ý niệm, có thể được thu, người phụ nữ tại sao có thể thích người phụ nữ? Huyền Tâm gò má đỏ lên, có vẻ quẫn bách. Thấp giọng nói, tiên tử, ngươi là thần tiên trên trời, nô tỳ sao dám khinh nhờn. Huyền Hàn Ngọc kéo tay nàng, nói, ngươi tuy là ta người làm, nhưng ta cho tới bây giờ không cầm ngươi làm người ngoài, ngươi là ta bạn thân nhất. Huyền Tâm cả người phát run, thụ sủng nhược kinh, rung giọng nói, cảm ơn tiên tử coi trọng, nô tỳ. Nô tỳ vô cùng cảm kích. Huyền Hàn Ngọc cười một tiếng, hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần. Không bằng chúng ta ngày mai đi trận linh điện nhìn một chút như thế nào. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, xem cũng không sao, nhưng phong hỏa linh tổ. Huyền Hàn Ngọc hướng Huyền Tâm nói, đúng rồi, Huyền Tâm, chúng ta muốn gặp phong hỏa linh tổ, người có thể giúp một tay truyền đạt sao? Huyền Tâm lộ ra vẻ khó xử, nói, sư tổ hàng năm bế quan, không gặp người ngoài, liền ta phong hỏa linh cung đệ tử, vậy không thể quấy nhiễu sư tổ. Toàn bộ phong hỏa linh cung, chỉ có một tòa đại trận, có thể cùng sư tổ câu thông. Sư tổ nói, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không cũng không ai có thể quấy rối hắn. Huyền Hàn Ngọc nói, hiện tại chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Huyền Tâm vẫn là làm khó, nói, tòa kia câu thông đại trận, ở trận linh điện bên trong, ta hình phạt điện, nhưng cùng bọn họ không cùng, bọn họ là quả quyết không thể nào giúp chúng ta. Huyền Hàn Ngọc ánh mắt run lên. Nói, bọn họ không chịu giúp, vậy chỉ dùng đao kiếm quyền cước, mệnh lệnh bọn hắn. Diệp Thần thần sắc hơi động, xem ra trận này linh điện, là vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến. Hắn và Huyền Hàn Ngọc, tới trước đến Huyền Tâm chỗ ở, nghỉ ngơi. Đến được sáng sớm hôm sau, ba người chính là mang một đội hình phạt điện cường giả, trực tiếp đi trận linh điện. Phong hỏa vực toàn bộ nhân khẩu, có chừng hàng tỷ, lãnh thổ bát ngát, đặc biệt sầm uất. Như thế nhiều nhân khẩu, như vậy thế giới phồn hoa, đều do phong hỏa linh cung trông coi. Phong hỏa linh cung dưới quyền, có hình phạt điện, truyền công điện, trận linh điện, dấu kinh điện cùng các loại cơ cấu, mỗi cái đơn vị đều là đẳng cấp xâm nghiêm, thế lực khổng lồ. Huyền Tâm thành tựu đại tổng quản,
là Phong Hỏa Linh Cung trên thực tế cao nhất nắm giữ, địa vị vô cùng vi tôn sùng, thuộc hạ rất nhiều đơn vị, cũng nhìn chằm chằm nàng vị trí. Trong đó, Trận Linh Điện thì có thay vào đó dã tâm. Diệp Thần cùng Huyền Hàn Ngọc, Huyền Tâm đi sóng vai, đi theo phía sau một đội cường giả, hướng Trận Linh Điện đi tới. Dọc theo con đường này, đụng phải mọi người, đối Huyền Tâm đều là tôn kính vô cùng, người người cũng khom người hỏi thăm sức khỏe, miệng hô đại tổng quản, có thể gặp Huyền Tâm địa vị cao. Huyền Tâm muốn tới Trận Linh Điện hương sư vấn tội, Trận Linh Điện bên này, đã sớm có chuẩn bị. Diệp Thần đoàn người đi tới Trận Linh Điện, liền thấy vậy điện chủ Cố Trường Sinh, đang mỉm cười chờ. Diệp Thần quan sát Trận Linh Điện, chỉ gặp cái trận này Linh Điện, giống như là một cái độc lập sơn môn thế giới, từng ngọn đại điện, xây dựng được 10 phần hùng vĩ. Tất cả ngôi đại điện tới giữa, căn cứ trước cửu cung bát quái, thất tinh phong thủy bố trí thi công, thở mạnh đường đường, có thể gặp trận kia Linh Điện trận pháp tu vi, đúng là có chút tiêu chuẩn. Diệp Thần là trận đạo thạo nghề, dĩ nhiên là một mắt thấy rõ sâu cạn. Hắn đoán chừng cái trận này Linh Điện, trận pháp tu vi ít nhất có mình 60% tiêu chuẩn, ở thái thượng thế giới coi là vô cùng lợi hại. Trận Linh Điện điện chủ Cố Trường Sinh, là cái râu tóc bạc trắng ông già, thấy Huyền Tâm, Huyền Hàn Ngọc, Diệp Thần đoàn người tới, biết sắp có thiên biến cố lớn, nhưng hắn gặp biến không sợ hãi, mỉm cười chắp tay một cái, nói. Đại tổng quản, các ngươi tới. Huyền Tâm lạnh lùng nói, Cố Trường Sinh, ngươi mượn đi ta kiếm, trăm năm không trả lại, ngày hôm nay ta lại cho một mình ngươi cơ hội, lập tức đem vậy hoa đào kiếm trả cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lời nói này rơi xuống, sau lưng nàng rất nhiều hình phạt điện cường giả, đều là rút ra binh khí, đằng đằng sát khí hình dáng. Trận Linh Điện bên này, rất nhiều cường giả, cũng là sử dụng binh khí pháp bảo, không yếu thế chút nào, hai bên gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng đè ép xuống bàn tay, tỏ ý người thủ hạ không nên vọng động, hướng Huyền Tâm cười nói. Đại Tổng Quản, người thanh kiếm kia, ta bày trận sau khi hoàn thành, kiếm cắm ở tâm trận bên trong, cùng địa mạch tương liền, không thể phân cắt. Ta tu vi nhỏ, nhưng thì không cách nào thanh kiếm rút ra, thật là xin lỗi. Ngươi thần thông vô biên, ngược lại là có thể tự mình ra tay thử một chút. Trong lúc nói chuyện, Cố Trường Sinh tay phải nặn quyết, Trận Linh Điện trung tâm quảng trường, ùng ùng vang dội, một cái trận pháp thật to, từ dưới lòng đất bốc lên. Trận pháp này, là một cái đẹp lạ thường kiếm trận. Phía trên lưu chuyển từng cái kiếm khí bén nhọn, ở kiếm trận nhất trung tâm, đổ cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, sáng bóng trong suốt, giống như là thủy tinh chế tạo, có thể ánh chiếu mặt người bàng. Ở trên thân kiếm, tô điểm mấy đóa hoa đào, mũi nhọn ác liệt bên trong, tăng cường một chút ưu nhã ý vận. Đó chính là Huyền Tâm hoa đào kiếm. Diệp Thần ngắm nhìn vậy hoa đào kiếm, liền cảm thấy kiếm này năng lượng bàng bạc, xem ra Huyền Tâm nói không sai. Cái này vạn cổ năm tháng, nàng đích xác là hao phí vô tận tâm huyết cùng tài nguyên, không ngừng rèn luyện hoa đào kiếm. Hôm nay hoa đào này kiếm, có thể nói là thần binh lợi khí, nếu như giao cho Huyền Hàn Ngọc sử dụng, nhất định có thể thật to tăng lên Huyền Hàn Ngọc thực lực. Huyền Tâm nhìn kiếm kia trận, trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ ý. Kiếm kia trận lấy hoa đào kiếm là hạch tâm, kiếm khí ác liệt vô cùng, nếu như tùy tiện đạp đi vào, rất có thể phải bị vạn kiếm phân thây. Luân hồi chi chủ. Huyền Tâm tự hỏi không cách nào đoạt kiếm, liền nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói, đây chỉ là một đơn giản kiếm trận, ta đi vào giúp ngươi thanh kiếm rút ra là được. Cố Trường Sinh thấy Diệp Thần như vậy tự tin bộ dáng ung dung, nhất thời thất kinh, cười khan một tí, nói, nghe tiếng đã lâu luân hồi chi chủ đại danh, hôm nay được gặp, thật là vô cùng vinh hạnh, truyền thuyết luân hồi chi chủ trận pháp thành tựu, thông thiên triệt địa, có 102 cổ kim. Tại hạ cũng là sớm có nghe đồn. Bất quá, tại hạ cái kiếm trận này, hao phí cực lớn tâm huyết bố trí, lực sát thương cực kỳ khủng bố, luân hồi chi chủ, người cuối cùng chỉ là bách gia cảnh, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, các ngươi luân hồi trận doanh cường giả truy cứu xuống, ta cũng gánh không nổi. Diệp Thần nói, yên tâm, các ngươi cái kiếm trận này, còn không tổn thương được ta. Lần này tự tin lời nói rơi xuống, Trận Linh Điện bên trong. Rất nhiều cường giả đều là xôn xao, lại cảm thấy Diệp Thần quá mức cuồng ngông. Bọn họ rất rõ ràng, cái này hoa đào kiếm trận lợi hại, chính là Trận Linh Điện âm thầm là Huyền Tâm bố trí, mục đích là tru diệt Huyền Tâm, cướp lấy đại tổng quản vị trí.
Huyền Tâm bực nào nhân vật, chính là vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, nàng cũng có thể bị cái kiếm trận này chu diệt, chớ nói chi là Diệp Thần. Cố Trường Sinh là lo lắng, không cẩn thận giết chết Diệp Thần, đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Coi như luân hồi khí vận bàng bạc, may mắn không chết, nhưng nếu như bị cái gì tổn thương nặng, giá phải trả cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Phong Hỏa vực người trong, cũng không ý cùng ngoại giới tranh đấu, tự nhiên không muốn cùng Diệp Thần nổi lên va chạm. Trận linh điện làm hết thảy, chỉ là vì mưu đoạt Phong Hỏa Linh Cung quyền bính. Dẫu sao một cái Phong Hỏa vực, đã cũng khá lớn, chỉ cần chấp trưởng trí cao quyền bính, đủ để cho bọn họ tiêu dao sung sướng, nắm giữ hàng tỷ người đại quyền sanh sát. Cố Trường Sinh vẫn là lo âu, ta nói vạn nhất. Diệp Thần cười nói, không cần vạn nhất, như ta thật không nhỏ tim chết, đó là ta sai, cùng các ngươi không liên quan. Dứt lời, Diệp Thần không cùng Cố Trường Sinh kịp phản ứng, trực tiếp sải bước vào Vậy Hoa Đào kiếm trận bên trong. Cố Trường Sinh thất kinh, toàn trường rất nhiều trận linh điện cường giả, cũng là kinh hô lên. Suy suy suy, chỉ gặp Diệp Thần một bước vào kiếm trận, toàn bộ kiếm trận, linh khí nhất thời nổ, vô số kiếm khí nổ bắn ra ra, hóa thành ngút trời nước lũ, vô cùng hung hãn hướng Diệp Thần đi giết. Kiếm khí kia mãnh liệt, đơn giản là long trời lở đất. Huyền Tâm và Huyền Hàn Ngọc thấy, đều là một hồi sợ hãi. Cho dù là các nàng, đối mặt kinh khủng như vậy kiếm khí, vậy không lòng tin trở lui toàn thân. Cái trận này linh điện, vì giết ta, thật đúng là bỏ vốn gốc sao. Huyền Tâm nội tâm cắn răng nghiến lợi, một hồi căm hận. Xem ra trận linh điện, vì mưu đoạt nàng đại tổng quản vị trí, không biết hao phí nhiều ít tài nguyên, mới bày như vậy tàn bạo trận pháp. Trận pháp bên trong, vô số kiếm khí bạo giết lúc đi ra, Cố Trường Sinh và trận linh điện rất nhiều cường giả, sắc mặt đều là hơi có chút trắng bệch. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, không phải là bị kiếm khí dọa sợ, mà là cái kiếm trận này, cùng bọn họ huyết mạch tương liên, một khi kiếm trận mở, bọn họ máu tươi, cũng sẽ bị tiêu hao, là kiếm trận cung cấp lực lượng. Diệp Thần cảm nhận được chung quanh cuồng bạo khủng bố kiếm khí, thần sắc như cũ bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Hắn bước chân, đạp ở kiếm trận bên trong, tuân theo một cái hoàn mỹ quỹ tích. Chung quanh kinh khủng kiếm khí, từ hắn bên người lướt qua, gần trong gang tấc, nhưng chính là không có thương tổn tới hắn. Phàm là cao cấp trận pháp, nhất định có sanh môn và tử môn chủ giết hại, sanh môn là phá trận thời cơ. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền thăm dò rõ cái này Hoa Đào kiếm trận cấu tạo. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều là đạp ở trận pháp sanh môn trên, từng bước đại cát. Những cái kia cuồng bạo kiếm khí bén nhọn, cũng từ hắn bên người thiếp thân mà qua, cũng không có làm tổn thương đến hắn chút nào. Diệp Thần như vậy đi dạo sân vắng, hướng trận pháp nhất trung tâm Hoa Đào kiếm đi tới. Cố Trường Sinh và rất nhiều trận linh điện các cường giả, đều là kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần như thế ung dung, liền phá giải hết cái kiếm trận này bí ẩn. Chẳng lẽ tiểu tử này trận pháp tu vi, lại có thể khủng bố đến tình cảnh này, liếc mắt một cái thấy ngay ta kiếm trận sống chết quỹ tích. Cố Trường Sinh tim co rút nhanh, không dám tin tưởng. Coi như là chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng, thế gian lại có thể sẽ có người, trận pháp thiên phú cường hãn đến tình cảnh này, một mắt liền nhìn thấu hắn cao nhất kiếm trận quỹ tích cấu tạo. Trận linh điện rất nhiều cường giả, cũng là truyền ra từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Huyền Tâm cũng là cơn sóng trong lòng dâng trào, hướng Huyền Hàn Ngọc nói, tiên tử, cái này luân hồi chi chủ, trận pháp tu vi lại có thể như vậy lợi hại. Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, nói ta nói, toàn bộ thái thượng thế giới, bàn về trận pháp tu vi, có thể thắng được người hắn, liền không mấy cái, ngày hôm nay coi là ngươi may mắn, có luân hồi chi chủ ở chỗ này, kiếm ngươi, có thể thuận lợi lấy về lại. Chỉ gặp Diệp Thần từng bước một, rất thuận lợi liền đi tới Hoa Đào thân kiếm trước. Hắn hít sâu một hơi, đem linh khí ngưng tụ ở trên bàn tay, đưa tay đi bắt Hoa Đào kiếm chuôi kiếm. Suy, một chảo ở Hoa Đào kiếm, Diệp Thần nhất thời cảm thấy, một cổ mãnh liệt cấm pháp sát phạt, từ trên thân kiếm nổ bắn ra ra, thẳng hướng hắn mặt bổ tới. Ha ha, quả nhiên có cổ quái. Diệp Thần cười, xem ra trận kia linh điện, vì mưu sát Huyền Tâm, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trừ kiếm trận ra, cái này cầm Hoa Đào kiếm bản thân, cũng bị trận linh điện ra chỉ đặc thù cấm pháp, khí tức giết hại đặc biệt ác liệt. Thật may, Diệp Thần sớm có chuẩn bị, cảm thấy được cấm pháp thần mang,
chém chết tới, hắn tay phải cầm kiếm, tay trái thúc dục thiết ngai vàng năng lượng, lại có thể hô hấp tới giữa, liền đem cái này đạo hữu hình vô chất cấm pháp ánh sáng, thiết hóa thành một mũi tên sắt, hất tay liền hướng Cố Trường Sinh phản xạ đi. Mũi tên sắt phá vỡ không khí, phát ra nhọn âm bạo thanh, vỗ đầu bắn về phía Cố Trường Sinh mặt. Cố Trường Sinh hoảng hốt, nào nghĩ tới Diệp Thần kích động cấm pháp, không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí muốn giết ngược hắn. Mũi tên sắt kia, thế đạo 10 phần hung mãnh, sau lưng lại mang thiết ngai vàng năng lượng khí tức, hoàn toàn không phải Cố Trường Sinh có thể ngăn cản. Nguy rồi, mạng ta xong rồi. Cố Trường Sinh ra đầu tê dại, Diệp Thần không chỉ là trận pháp tu vi cường hãn, liền võ đạo thần thông cũng là long trời lở đất. Cái này một cái xuất thủ giết ngược, đủ để đem hắn trong nháy mắt giết, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Mắt xem Cố Trường Sinh đầu, sẽ bị mũi tên sắt xuyên qua, nhưng lúc này, mũi tên sắt quỹ tích đột nhiên nghiêng về, từ đầu hắn bên cạnh lướt qua, chỉ thước đoạn hắn một chòm tóc. Là Diệp Thần nương tay. Hắn chỉ muốn dọa một chút Cố Trường Sinh, đổ cũng không phải thật muốn động sát thủ. Dẫu sao, hắn cùng Cố Trường Sinh không thù không oán. Đối phương cùng huyền tâm tranh đấu, coi như là sống chết gặp nhau, đó cũng là phong hỏa linh cung chuyện nội bộ, hắn sẽ không tùy tiện nhúng tay. Cố điện chủ, không có sao chứ? Diệp Thần cười một tiếng, đem hoa đào kiếm rút ra, từ kiếm trận bên trong bước ra. Hắn đi ra kiếm trận sau đó, kiếm trận không có gặp phải chút nào phá hoại, từ đầu chí cuối, Diệp Thần đều không phải là phá trận, mà là tuân theo trận pháp này sống chết quy tích, bởi vì thế đạo lợi, đem hoa đào kiếm lấy ra. Theo hoa đào kiếm lấy ra, vậy kiếm trận ánh sáng, cũng là mờ đi rất nhiều, nhưng toàn thể quy tích không thay đổi, như cũ duy trì hoàn chỉnh kết cấu. Mọi người thấy Diệp Thần thủ đoạn như vậy, đều là rung động bội phục. Cố Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, biết là Diệp Thần tha mình một mạng, hắn trong lòng lại là sợ hãi, lại là khâm phục, tại chỗ quỳ sụp xuống đất, bái phục nói, luân hồi chi chủ, người trận pháp cùng võ đạo, quả nhiên là thông thiên triệt địa, tại hạ bội phục, ta muốn bái ngươi làm thầy, cầu ngươi truyền thụ ta trận pháp cao nhất tuyệt nghệ. Hắn là trận linh điện điện chủ, cả đời đều ở đây điều nghiên trận pháp, giờ phút này thấy Diệp Thần trận pháp tu vi, cường hãn như vậy vô địch, hắn là thật tâm thành ý bội phục, liền trực tiếp quỳ xuống muốn bái sư. Diệp Thần sửng sốt một tí, sau đó vui vẻ cười to, không nghĩ tới cái này Cố Trường Sinh, lại còn muốn bái sư. Bái sư thì không cần, ta truyền cho các ngươi một quyển trận tự quyết, chính các ngươi từ từ lĩnh ngộ đi. Diệp Thần bàn tay động một cái, linh quang hội tụ, hóa ra một quyển bí tịch, đó chính là Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết bí tịch. Trận này tự quyết xuất xứ từ Vạn Khư, hết sức phức tạp tinh thâm, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem Cố Trường Sinh đám người ngộ tính. Cố Trường Sinh nhận lấy trận tự quyết bí tịch, đại hỉ như điên, dập đầu bái nói, đa tạ luân hồi chi chủ ban cho. Trận linh điện rất nhiều các cường giả, cũng là khom người hướng Diệp Thần nói cảm ơn, cùng kêu lên xưng tụng. Huyền Hàn Ngọc gặp Diệp Thần giơ tay tới giữa, liền thu phục trận linh điện đám người, cũng không khỏi gật đầu một cái. Diệp Thần ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, hắn truyền xuống trận tự quyết, chỉ là hưng chi sở trí. Cố điện chủ, ta muốn gặp phong hỏa linh tổ tiền bối, nghe nói các ngươi trận linh điện, có một cái trận pháp, có thể câu thông phong hỏa linh tổ. Diệp Thần hỏi, luân hồi chi chủ, người muốn gặp sư tổ, sợ rằng không quá dễ dàng, sư tổ cho tới bây giờ không gặp người ngoài, tùy tiện khởi động trận pháp quấy rối hắn, không hợp quy củ. Hơn nữa, vậy câu thông trận pháp, cũng không phải ta một người có thể làm chủ, cần mấy cái thái thượng trưởng lão cùng nhau đồng ý. Mà những cái kia thái thượng trưởng lão, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, một năm hết Tết đến cũng không xuất hiện mấy lần, ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Cố Trường Sinh đứng lên, có chút khó xử nói, hắn cũng muốn giúp Diệp Thần, nhưng quấy rối phong hỏa linh tổ, chuyện này không phải chuyện đùa, hắn không dám tùy tiện quyết định. Diệp Thần nhướng mày một cái, trầm ngâm chốc lát, nói, không sao, ngươi trước giúp ta khởi động trận pháp, ta tự mình và phong hỏa linh tổ nói một chút, nếu như lão nhân gia ông ta có cái gì trách phạt, ta một người đam hạ là được. Phong hỏa linh tổ, là Diệp Thần giải quyết nhân quả luật nguyền rủa hy vọng. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Cố Trường Sinh nghe được Diệp Thần mà nói, vẫn là cảm giác sâu sắc làm khó, nhìn xem trong tay trận tự quyết bí tịch, cảm kích Diệp Thần truyền thụ ân, cuối cùng là khẽ cắn răng, nói, được, luân hồi chi chủ, ta giúp ngươi khởi động trận pháp là được. Nhưng,
Câu Thông sư tổ, chuyện này không phải chuyện đùa, ta còn được chuẩn bị 2 ngày. Diệp Thần nghe được Cố Trường Sinh chịu đáp ứng, cũng là lớn vui, nói, được. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền ở lại trận linh điện bên trong. Hình phạt điện và trận linh điện ân oán, cũng là lúc này hóa giải, hai bên đồng quy tại tốt. Huyền Tâm có Diệp Thần chống đỡ, Cố Trường Sinh bên này, là hoàn toàn chặn tranh đấu ý niệm, cũng là thành tâm thành ý quy thuận. Huyền Tâm lấy về hoa đào kiếm, một hồi cảm trong lòng, cặp mắt đỏ lên muốn rơi lệ, đem kiếm này giao cho Huyền Hàn Ngọc, nói tiên tử, thanh kiếm này ngươi cầm đi. Huyền Hàn Ngọc nói, tại sao phải cho ta, ngươi giữ đi, có thể cho ngươi chặt đứt tơ tình. Huyền Tâm cười khổ một tí, nói tiên tử, thật ra thì tình của ta tơ, cho tới bây giờ chưa từng chặt đứt qua, chỉ là ngươi kêu ta không cho phép làm nghĩ không an phận, ta cũng không dám lại khinh nhờn xúc phạm ngươi, ở trong lòng ta vẫn là, nàng một phen ấp a ấp úng, lúc nói chuyện gò má đỏ lên, như hoài xuân thiếu nữ. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm bộ dáng kia, ho khan một tí, cũng là cảm thấy hết sức khó xử, muốn rời khỏi, nhưng Huyền Hàn Ngọc nhẹ nhàng kéo hắn, tỏ ý hắn không cần đi. Huyền Hàn Ngọc than thở một tiếng, rốt cuộc cũng là đem hoa đào kiếm nhận lấy, nói, Huyền Tâm, ngươi rất giỏi, đa tạ ngươi. Huyền Tâm kích động rơi lệ, lại hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, tiên tử nhưng mà trên đời người tốt nhất, ngươi có thể thật tốt tốt quý trọng nàng. Diệp Thần bật cười khanh khách, lắc đầu một cái, không nói gì. Huyền Tâm là hiểu lầm, hắn và Huyền Hàn Ngọc tới giữa, thật ra thì cũng không có gì đặc biệt tình cảm. Bất quá, không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc là tuyệt đối đồng minh. Ở luân hồi trận doanh bên trong, Huyền Hàn Ngọc cũng là trọng yếu nhân vật trọng yếu. Hiện tại Huyền Hàn Ngọc bắt được hoa đào kiếm, toàn thể sức chiến đấu cũng là tăng trưởng rất nhiều, đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Ở trận linh điện bên trong, chờ đợi 2 ngày sau đó, Cố Trường Sinh rốt cục thì làm xong tất cả chuẩn bị. Trận linh điện cụm núi đỉnh, khắc rõ một cái cổ xưa trận pháp. Trận pháp này, chính là duy nhất cùng phong hỏa linh tổ câu thông đường dây. Giờ phút này, Diệp Thần, Cố Trường Sinh, Huyền Hàn Ngọc, Huyền Tâm, còn có trận linh điện rất nhiều cường giả, cũng đứng ở trận pháp này chung quanh. Ở trận pháp bên cạnh, Cố Trường Sinh chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo, thành tựu tế phẩm. Đợi được mặt trời mọc đến giữa trời, ánh mặt trời thời điểm dày đặc nhất, Cố Trường Sinh chính là đi ra, hướng Diệp Thần ánh mắt tỏ ý. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị có thể bắt đầu, thật xảy ra vấn đề gì, hắn nguyện ý một mình gánh chịu. Cố Trường Sinh khẽ cắn răng, dùng một cây tiểu đao, phá vỡ lòng bàn tay, đem máu tươi nhỏ xuống ở trận pháp bên trong, liền chuẩn bị bơm vào linh khí, khởi động trận pháp, kêu gọi phong hỏa linh tổ. Cố Trường Sinh, cho ta dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, phương xa chân trời, truyền tới một hồi già nua chợt quát tiếng. Chỉ gặp mấy cái ông già, quanh thân thần quang lóe lên, từ phương xa nổ bắn ra tới. Thái thượng trưởng lão, Cố Trường Sinh thấy những thứ này ông già, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ. Huyền Tâm cũng là đề phòng. Vậy mấy cái ông già, chính là phong hỏa linh cung thái thượng trưởng lão. Ngày thường vậy ở phong hỏa vực các nơi sơn thủy dạo chơi, rất ít hiện thân. Hiện tại, mấy người này quá trên trưởng lão, toàn bộ hạ xuống, trên mặt đều là mang vẻ giận dữ, vừa rơi xuống tới, lập tức tất cả đẩy ra một trường, cuồng bạo trưởng phong, tại chỗ liền đem Cố Trường Sinh bước ra trận pháp. Trưởng lão, Cố Trường Sinh gương mặt chấn động. Vậy mấy trưởng lão, giữa trán một phiến khí sơ xác tiêu điều. Một cái trong đó trưởng lão, sải bước đi ra. Liếc mắt liếc liếc về Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc các người, lại hướng Cố Trường Sinh lạnh lùng nói. Cố Trường Sinh, ngươi lại dám cấu kết người ngoài, quấy nhiễu sư tổ trật tự, ngươi có thể biết tội. Cố Trường Sinh cả người run rẩy, không lời chống đỡ. Diệp Thần nói, các vị tiền bối, chuyện này cùng Cố Điện Chủ không liên quan, là ta muốn gặp phong hỏa linh tổ, xin các vị châm trước. Trưởng lão kia hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ. Trên mình ngươi lưng đeo nhân quả quá nhiều, ta không thể để cho ngươi quấy nhiễu sư tổ trật tự, ngươi lập tức rời đi cho ta không truy cứu, nhưng ngươi như u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn tiếng nói rơi xuống, những thứ khác thái thượng trưởng lão, cũng là đằng đằng sát khí nhìn Diệp Thần. Xem bộ dáng của bọn họ, chỉ cần Diệp Thần còn cố chấp muốn gặp phong hỏa linh tổ,
bọn họ lập tức liền muốn động thủ, không nể mặt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, sự việc đến tình cảnh này, hắn là tuyệt đối không thể nào buông tha. Diệp Thần nói, các vị tiền bối, ta ngày hôm nay phải thấy Phong Hỏa Linh Tổ, nếu như các ngươi không chịu châm trước, vậy ta cũng chỉ tốt đắc tội. Vừa nói liền rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm. Vậy mấy cái thái thượng trưởng lão, thấy Diệp Thần thật muốn động thủ, nhất thời tức giận bộ dạng sợ hãi. Chung quanh trận linh điện đệ tử, còn có hình phạt điện đệ tử, đều là chấn động, không biết như thế nào cho phải. Huyền Hàn Ngọc ánh mắt run lên, vậy nhẹ nhàng rút ra Hoa Đào Kiếm, chỉ cần Diệp Thần vừa động thủ, nàng liền sẽ trợ chiến. Một cái thái thượng trưởng lão khẽ cắn răng, hướng về phía Diệp Thần nói, Luân Hồi Chi Chủ, xem ra ngươi thật là u mê không tỉnh. Diệp Thần nói, ta không muốn cùng các vị tiền bối động thủ, ta chỉ muốn gặp Phong Hỏa Linh Tổ một mặt, nếu như câu thông qua sau đó, hắn còn không chịu gặp ta, ta tự đi rời đi chính là, nhưng các ngươi không thể liền câu thông cơ hội cũng không cho ta. Ở Diệp Thần trong lòng, hắn vẫn là cảm thấy, Phong Hỏa Linh Tổ tuyệt đối chịu gặp mình. Dẫu sao hắn luân hồi một đời, từng trợ giúp qua Phong Hỏa Linh Tổ con gái Tiêu Tĩnh. Có đoạn nhân quả này, Phong Hỏa Linh Tổ không thể nào liền gặp mặt cơ hội cũng không cho. Còn như hắn có chịu hay không rời núi, vậy cùng gặp mặt sau nói sau. Nhưng, vậy mấy cái thái thượng trưởng lão, cũng không nguyện cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội, rối rít rút ra đao kiếm. Một cái trưởng lão cả giận nói, Luân Hồi Chi Chủ, người cố ý muốn xúc phạm ta ra sư tổ, vậy không thể chê, liền để cho ta lãnh giáo một chút người cảm cho đòi. Vừa nói liền nắm chặt chuôi kiếm, liền muốn động thủ giết ra. Nhưng vừa lúc đó, trên trời thương khung chấn động, kim quang nhô lên, lại có thể hiển hóa ra một cái thật lớn thần bí thiên đường thế giới. Một cái ông già, chắp hai tay sau lưng, đứng ở đỉnh thế giới, cả người tràn ngập bá đạo vô cùng uy thế, lại có tiên đế hơi thở, ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, khí tượng bàng bạc vô cùng. Sư tổ xuất quan. Tại chỗ rất nhiều thái thượng trưởng lão, thấy vậy đứng ở trên đỉnh thế giới ông già, đều là chấn động ngạc kính sợ, dưới kinh ngạc, trong tay đao kiếm rớt xuống đất. Huyền Tâm, Cố Trường Sinh các người, còn có tại chỗ tất cả Phong Hỏa Linh Cung đệ tử, cũng là lộ ra kính sợ rung động thần sắc, chỉ nhìn vậy ông già một mắt, liền cúi đầu, không dám ngẩng mặt, hình như là rất sợ khinh nhờn mạo phạm vậy. Ngay sau đó, toàn trường tất cả người, cũng quỳ xuống, hướng ông già dập đầu bái nói, cung nghênh sư tổ xuất quan. Chỉ có Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, không có quỳ xuống. Vậy đứng ở thiên đường đỉnh thế giới ông già, lộ vẻ lại chính là trong truyền thuyết Phong Hỏa Linh Tổ, ngày xưa Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ, là Trùng Dương Chân Nhân tiền nhập. Trùng Dương Chân Nhân có thể có địa vị hôm nay, thật ra thì cũng cùng ngày xưa Phong Hỏa Linh Tổ dạy dỗ có liên quan. Ở Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, cho dù là Đạo Đức Thiên Tôn, đối Phong Hỏa Linh Tổ cũng phải kính trọng ba phần. Giờ phút này, Phong Hỏa Linh Tổ trên mình, tiên đế khí tượng lăn lăn, dị tượng lộ ra. Vậy cổ dị tượng, lại có thể để cho người xem võ đạo tăng trưởng, thậm chí có cảnh giới thấp kém người, tại chỗ đột phá. Những người ở chỗ này, cảm nhận được Phong Hỏa Linh Tổ cường thế cùng khủng bố, đều là rung động, lại là bội phục sùng bái. Ở Phong Hỏa vực bên trong, Phong Hỏa Linh Tổ, có thể nói là tuyệt đối nắm giữ. Phong Hỏa Linh Tổ quan sát phía dưới, ánh mắt mang một chút thương hại cùng phức tạp thần sắc, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Diệp Thần trên mình. Diệp Thần tiếp xúc tới Phong Hỏa Linh Tổ ánh mắt, liền cảm thấy đối phương ánh mắt, dị thường thê lương, thật giống như trải qua vô số kỷ nguyên bể dâu, còn có vô tận trắc trở. Luân Hồi Chi Chủ, đi lên trò chuyện một chút đi. Phong Hỏa Linh Tổ mở miệng, lại là đồng ý tiếp gặp Diệp Thần. Vậy mấy cái thái thượng trưởng lão, nghe được Phong Hỏa Linh Tổ muốn đích thân tiếp gặp, đều là chấn động ngạc. Phải biết, vạn cổ tới nay, Phong Hỏa Linh Tổ cũng không gặp ai, coi như Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân đã tới nơi đây, hắn vậy cự tuyệt tiếp gặp, ngày hôm nay nhưng bởi vì Diệp Thần mà ngoại lệ. Diệp Thần tâm tình kích động, chắp tay bái tạ, vừa quay đầu nhìn Huyền Hàn Ngọc một mắt. Huyền Hàn Ngọc nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý Diệp Thần nhưng đi không sao, nàng lưu tại chỗ, muốn đến cũng không có ai dám xúc phạm. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức ngự gió chớp mắt, trực tiếp bay đến trên trời, tiến vào vậy phiến thiên đường thế giới, gặp mặt Phong Hỏa Linh Tổ. Diệp Thần sau khi tiến vào, thiên đường thế giới liền dần dần không nhìn thấy ở đám mây, như cũ có kim quang bắn ra, khí tượng còn không tản đi.
Mọi người đang tại chỗ khẩn trương chờ đợi, đều đang suy đoán Diệp Thần cùng Phong Hỏa Linh Tổ tới giữa, rốt cuộc sẽ bàn cái gì. Diệp Thần vào được thiên đường thế giới, liền thấy một phiến mênh mông khoáng đạt khí tượng, khắp nơi là đền cùng thần miếu, lại có thể cùng hắn luân hồi thiên quốc, có 7-8 phần tương tự, thậm chí các nơi đền thần miếu, cũng thờ phụng hắn pho tượng. Thấy một màn này, Diệp Thần nhất thời ngây dại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Hỏa Linh Tổ tự đi mở ra thế giới, lại có thể sẽ cùng hắn luân hồi thiên quốc, như vậy tương tự. Phong Hỏa Linh Tổ từ đỉnh thế giới, bay xuống, đứng ở Diệp Thần bên người, hơi thở thu liếm, tựa như hóa thành một cái hiền hòa hòa ái phổ thông cụ già, hướng Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, quen thuộc sao? Diệp Thần ngạc nhiên, tiền bối, mảnh thế giới này. Phong Hỏa Linh Tổ nói, là ta căn cứ con gái ta trí nhớ, mở ra đi ra ngoài thế giới, nàng là luân hồi tín đồ, cả đời thờ phượng luân hồi thiên quốc là nàng mơ ước hoàn mỹ nhất thế giới. Hắn nhắc tới con gái, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại có tang nữ bi thương. Cái này cổ bi thương, cũng không có quá nồng mãnh liệt, nhưng sau lưng hiển hiện ra khắc cốt nhớ nhung, nhưng đủ để cho người xem lộ vẻ xúc động. Đa tạ. Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải, Phong Hỏa Linh Tổ con gái Tiêu Tĩnh, là luân hồi tín đồ, hắn tâm lý tự nhiên thật cao hứng. Nhưng hiện tại, Tiêu Tĩnh đã chết, nhưng để cho người cảm thấy thương tiếc cùng tiếc nuối. Ngươi muốn mời ta rời núi? Phong Hỏa Linh Tổ hỏi. Tại hạ sâu sắc nhân quả luật nguyền rủa, chỉ có tiền bối đại mộ thần kiếm, mới khá thay ta chặt đứt. Nhược tiền bối chịu ra tay, tại hạ vô cùng cảm kích, tiền bối muốn thù lao gì, tại hạ cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Diệp Thần nói, lòng hắn muốn, sau lưng mình có Thanh Lại Thương Hội chống đỡ, chỉ cần là ở thế giới hiện thật, thiên tài địa bảo gì đều có thể cầm ra được, cũng không sợ Phong Hỏa Linh Tổ đòi hỏi nhiều. Phong Hỏa Linh Tổ chỉ là cười một tiếng, giọng mang vẻ bi thương nói, như ta muốn con gái ta Tiêu Tĩnh sống lại, người có thể làm được sao? Nghe vậy, Diệp Thần ngẩn ngơ, không lời chống đỡ. Nếu như Tiêu Tĩnh là người bình thường nói, Diệp Thần lợi dụng trụ quang thần quyết, nghịch chuyển thời gian, có lẽ có thể sống lại. Hoặc là lợi dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, nguyện vọng thiên tinh lực lượng, cũng có thể sống lại. Nhưng, giới hạn tại người bình thường. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Tĩnh không phải người bình thường, nàng tu vi, khẳng định đến thiên quân cấp trên bước. Muốn sống lại một cái thiên quân thượng vị giả, vậy chân thực quá gian nan, trừ phi Diệp Thần có thể chấp trưởng luân hồi quy luật đỉnh, hiện tại còn kém xa. Thấy Diệp Thần không nói gì, Phong Hỏa Linh Tổ cười khổ, nói, ngươi không làm được, có phải hay không? Diệp Thần xấu hổ nói, xin thứ cho tại hạ bất lực. Phong Hỏa Linh Tổ vẻ mặt bi thương, nói, từ con gái ta chết sau đó, ta đối cái thế giới này, đã mất đi hứng thú, ta sẽ không ra núi, đối ngươi gặp gỡ, ta chỉ có thể biểu thị đồng tình. Huống chi, coi như ta rời núi, ha ha, đại mộ thần kiếm là tam thập tam thiên thần thuật, muốn thi triển, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần nghe được Phong Hỏa Linh Tổ cự tuyệt, vậy ở trong ý liệu. Dẫu sao Phong Hỏa Linh Tổ bế quan nhiều năm, hắn cũng không hy vọng xa vời, có thể lập tức rồi mời động lòng người rời núi. Nhưng, Diệp Thần tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hắn tiếp tục cùng Phong Hỏa Linh Tổ nói trò chuyện. Tiền bối, lệnh thiên kim chết, ta cũng rất là thương tiếc. Phong Hỏa Linh Tổ khoát tay một cái, ngăn cản Diệp Thần tiếp tục trò chuyện tiếp, hờ hững nói, lời ong tiếng ve liền không cần nói nhiều, ta nói, ta sẽ không ra núi. Dừng một chút, bàn tay hắn một chảo, một phiến trang sách, từ hắn lòng bàn tay nổi lên. Con gái ta năm đó chết trước lưu lại, nàng nói muốn để lại cho luân hồi đời sau người. Nàng từng nhận luân hồi nào đó một đời trợ giúp, cái này phiến trang sách ngươi cầm đi, coi là báo đáp. Từ nay về sau, ngươi và con gái ta nhân quả, xóa bỏ, mọi người cũng không ai thiếu ai. Ha ha, cái này phiến trang sách, chính là thần tích tụng đời điển chương 7, võ cực thiên hạ đạo thư trang sách, tuy chỉ có một trang, nhưng ngươi thật tốt hiểu, đối ngươi võ đạo cũng có rất có ích lợi. Nói xong, hắn liền đem cái này phiến trang sách, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần cầm cái này phiến trang sách, liền thấy trên trang sách mặt, tràn ngập lớn đạo kim quang, còn có hào hùng võ đạo hơi thở. Trên trang sách mặt, phác họa rất nhiều Diệp Thần không nhận biết ký tự. Những ký tự này, hắn mặc dù xem không hiểu, nhưng nhìn ký tự bút họa quỹ tích, trong lòng lại có cổ huyền diệu cảm ngộ, tự thân võ đạo phảng phất có tinh tiến.
chỉ bất quá, cái này cổ tinh tiến, lại bị trong chỗ u minh một cổ lực lượng chế trụ. Diệp thần biết, đó là nhân quả luật áp chế. Nếu như không có nhân quả luật nguyền rủa áp chế, cái này phiến trang sách, võ đạo hơi thở dư thừa, có lẽ có thể để cho Diệp thần một lần hành động bước vào thiên huyền cảnh. Đây là, võ cực thiên hạ trang sách. Diệp thần rất chấn động, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn cũng là dòm ngó thấy trang sách này lai lịch, lại có thể đến từ thần thích tụng đời điển chương 7. Thần thích tụng đời điển tổng cộng có cửu chương, trước mặt 6 chương Diệp thần đã thấy qua, lợi hại nhất là hoàn mỹ thế giới. Mà đây chương 7, so với hoàn mỹ thế giới còn lợi hại hơn, tên là võ cực thiên hạ, đại biểu võ đạo trình độ cao nhất bí ẩn, nếu như lĩnh ngộ, có thể chấp trưởng võ đạo đỉnh. Phong Hỏa Linh Tổ nói, không sai, truyền thuyết thần thích tụng đời điển chương 7, lúc ban đầu là vô tự thiên thư, sau đó võ tổ nhân quả, ở tương lai 5 tháng sông dài bên trong xuất hiện, lại có thể cùng cái này vô tự thiên thư đồng tình. Vô tự thiên thư hiện ra võ đạo ký tự, cuối cùng hóa thành võ cực thiên hạ. Là kỷ niệm võ tổ ra đời ý. Võ tổ ra đời, kinh động đại lộ trung cực, đại lộ làm kèm võ cực đạo thư, đây chính là võ cực thiên hạ lai lịch. Diệp thần nghe xong Phong Hỏa Linh Tổ một phen, nội tâm âm thầm rung động. Xem ra hắn võ tổ sư tôn, sinh ra ý nghĩa, còn có sau lưng đại biểu nhân quả, xa xa so hắn tưởng tượng, còn muốn mênh mông thần bí được hơn. Cái này võ cực đạo thư, là Tiêu Tĩnh tiểu thư lưu lại. Chẳng lẽ nàng đi không không lúc nào không? Diệp thần cầm võ cực đạo thư trang sách, trong lòng rất là ngạc nhiên. Phải biết, ở thần thích tụng đời điển bên trong, chỉ có trước mặt 5 cuốn đạo thư, là ở thế giới hiện thật, phía sau cường đại nhất 4 cuốn, đều ở đây không không lúc nào không bên trong. Chẳng lẽ nói, năm đó Tiêu Tĩnh, từng đi qua không không lúc nào không, cũng lấy được rồi một trang võ cực đạo thư. Phong Hỏa Linh Tổ ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Nói Tĩnh Nhi nàng chưa từng đi không không lúc nào không, trang sách này, là nàng từ Đà Đế Thiên Tông Dạ Xoa trong tay, đoạt vào tay. Diệp thần nội tâm chấn động một cái, nói, Đà Đế Thiên Tông. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đà Đế Thiên Tông, chính là không không lúc nào không bên trong thế lực cường đại nhất, do Đà Đế cổ thần tự tay sáng lập. Chẳng lẽ nói, Tiêu Tĩnh lại có thể cùng Đà Đế Thiên Tông đã giao thủ sao? Phong Hỏa Linh Tổ ý hưng suy yếu. Khoát tay một cái nói thôi, chuyện đã qua, ta không muốn nói thêm, chính ngươi cảm ngộ cái này phiến võ cực đạo thư, có lẽ có thể dòm ngó gặp ngày xưa nhân quả. Nói xong, Phong Hỏa Linh Tổ bước chân một dịch chuyển, lại lần nữa trở lại thiên đường thế giới nhất đỉnh cấp, không có xen vào nữa Diệp Thần. Diệp Thần cầm cái này phiến võ cực đạo thư, nội tâm suy nghĩ muôn vàn, lập tức liền tìm một tòa tĩnh lặng thần miếu, ngồi xếp bằng xuống, đem trang sách hợp ở hai tay mình tới giữa. Ngưng thần cảm ngộ luyện hóa. Không thể không nói, cái này võ cực đạo thư, không hổ là thần thích tụng đời điển chương 7, năng lượng khủng bố đến đáng sợ, coi như chỉ là một phiến trang sách, trong đó ẩn chứa võ đạo năng lượng khí tức, cũng là vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc, Diệp thần võ đạo tích lũy, đã đến bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp, nếu như không đột phá đến thiên huyền cảnh mà nói, hắn võ đạo, là không thể nào lại tiến bộ, hoàn toàn cắm ở cổ trai. Diệp thần tính hạ tâm lai, cảm ngộ võ cực đạo thư phía trên nhân quả, bắt ngày xưa thiên cơ hình ảnh. Oanh! Tinh thần chấn động. Diệp thần mơ hồ tới giữa, cũng là thấy được ngày xưa thiên cơ. Hắn thấy một cái cô gái yếu đuối, đang cầm kiếm cùng một cái vạn trượng cao cự thần chiến đấu. Vậy tôn cự thần, mang mặt nạ, xem trang phục lối ăn mặc, hiển nhiên là đến từ Đà Đế Thiên Tông hộ pháp Dạ Xoa. Tiêu Tĩnh, ngươi là thủy thần thiên tôn truyền nhân. Thần thông tu vi ta rất là bội phục. Nhưng, ngươi một mình bảo vệ tâm vực, làm sao có thể ngăn cản ta Đà Đế Thiên Tông uy nghiêm? Mau rời đi, ngươi còn có mạng sống hy vọng, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, ngày hôm nay cũng không giết ngươi. Vậy tôn hộ pháp Dạ Xoa, thanh âm lạnh lùng nói. Phù Đồ Huyền, ngươi muốn cướp đoạt thái thượng chi tâm, đó là mộng tưởng hảo huyền, trừ phi ngươi có thể giết ta. Tiêu Tĩnh cầm kiếm quát lạnh. Không có chút nào khuất phục, tiếp tục khua kiếm công kích vậy hộ pháp Dạ Xoa. Ở sau lưng nàng, là một phiến thần bí địa vực, tựa như thật như ảo, không thấy rõ hư thật. Nàng liều chết dưới, tựa hồ chính là muốn bảo vệ vậy mảnh xứ sở. Diệp thần đầu ông tác hưởng, cũng là rõ ràng cảm nhận được ngày xưa thiên cơ, không khỏi được một hồi rung động. Lúc đầu cái này Tiêu Tĩnh, không chỉ là Phong Hỏa Linh Tổ con gái,
vẫn là trong truyền thuyết chín thần một trong, thủy thần thiên tôn truyền nhân. Nàng bảo vệ địa vực, tên là tâm vực, trong truyền thuyết thái thượng chi tâm, liền núp ở tâm vực bên trong. Thái thượng chi tâm, là từ mồi lửa nguyên bên trong diễn hóa ra tới thần vật, có một chút mồi lửa năng lượng, có thể phụ trợ bảo vệ thế giới phép tắc ổn định. Nếu như bị không không thời không người, bắt được thái thượng lòng nói, hỏa chủng kia liền nguy hiểm. Bởi vì thái thượng chi tâm, là từ mồi lửa nguyên bên trong diễn hóa ra tới, một khi bắt được thái thượng chi tâm, liền có thể ngược dòng thiên cơ, phong tỏa mồi lửa tọa độ cùng hơi thở. Lấy không không thời không thủ đoạn, chỉ cần phong tỏa mồi lửa hơi thở, thậm chí không cần tự mình hạ xuống tử hoàng tiên cung cướp lấy, lợi dụng tất cả loại quỷ bí không không quy luật, liền có cơ hội thâu thiên hoán nhật, trực tiếp cây đuốc loại ăn cắp, triệu hoán tới đây. Ví dụ như hoàng lão xuất thủ, bắt được thái thượng chi tâm, phong tỏa mồi lửa, hắn có thể lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, ngày đêm ăn cắp, cuối cùng đem mồi lửa trộm qua tới. Như vậy ăn cắp thủ đoạn, ở không không lúc nào không bên trong, tuyệt không phải hoang lão có một không hai, những thứ khác cường giả, rất có thể vậy nắm giữ tương tự thần thông. Có thể nói, vậy quá trên chi tâm, là một cái tuyệt đẹp ván cầu. Bắt được thái thượng chi tâm, liền có thể ngược dòng hơi thở, phong tỏa mồi lửa tồn tại. Tiêu Tĩnh phải bảo vệ, chính là thái thượng chi tâm. Tĩnh Nhi, đừng hoảng hốt, cha tới đây giúp ngươi. Vừa lúc đó, Tiêu Tĩnh sau lưng, kim quang nổ tung, xuất hiện một tôn cường đại bóng người. Chính là Phong Hỏa Linh Tổ. Lúc đó Phong Hỏa Linh Tổ, vẫn là chính phái lãnh tụ. Ở sau lưng hắn, từng đạo thần quang biến dạng, rất nhiều chính phái cường giả, cũng là rối rít nổi lên. Thái thượng chi tâm trọng yếu như vậy, thủ hộ giả tự nhiên không thể nào chỉ là Tiêu Tĩnh một người, toàn bộ tử hoàng tiên cung, đều có rất nhiều cường giả, trong bóng tối bảo vệ. Diệp thần dò ngó ngày xưa thiên cơ hình ảnh, ở rất nhiều chính phái cường giả bên trong, cũng là thấy huyền tâm, trùng dương chân nhân tồn tại. Cha! Tiêu Tĩnh thấy Phong Hỏa Linh Tổ tới, nhất thời đại hỉ. Phong Hỏa Linh Tổ nhìn chằm chằm vậy hộ pháp Dạ Xoa, quát lên, Phù Đồ Huyền, người thân là Đà Đế Thiên Tông thập đại Dạ Xoa một trong, võ cực đạo thư người chấp trưởng, khi dễ một cái hậu sanh tiểu bối, lại coi là bản lãnh gì. Vậy vạn trưởng cao cự thần Dạ Xoa, tên là Phù Đồ Huyền, chính là Đà Đế Thiên Tông thập đại Dạ Xoa một trong. Đà Đế Thiên Tông hộ pháp Dạ Xoa rất nhiều, trong đó cường đại nhất có 10 cái, mỗi một cái đều là long trời lở đất vậy tồn tại. Cái này Phù Đồ Huyền, chính là vậy 10 vị Dạ Xoa một trong, chấp trưởng võ cực đạo thư, thực lực vô cùng lợi hại. Phù Đồ Huyền cười nói, nữ nhi ngươi là thủy thần thiên tôn truyền nhân, cũng không phải là cái gì tiểu bối. Phong Hỏa Linh Tổ quát lên, ngươi như là sợ, lập tức cho ta lăn, ngươi muốn mưu đoạt thái thượng chi tâm, trừ phi trước cầm ta người chính phái, toàn bộ giết. Vậy quá trên chi tâm, giá trị vô cùng trọng yếu, đã khiến cho Đà Đế Thiên Tông chú ý. Đà Đế Thiên Tông cũng muốn cướp lấy mồi lửa, nhưng cùng tử thần giáo đoàn không cùng, bọn họ phải cẩn thận rất nhiều. Tử thần giáo đoàn trực tiếp muốn xông vào tử hoàng tiên cung nơi chủ yếu bàn, cứng rắn cướp mồi lửa, cử động như vậy, quá mức trong mắt không người. Đà Đế Thiên Tông ngài chúa tể là Đà Đế cổ thần, là Vũ Hoàng cổ đế tương lai thân, tính cách nhưng vừa vặn cùng Vũ Hoàng cổ đế ngược lại, muốn trầm ổn bình tĩnh rất nhiều, chút nào cũng không gấp nóng này. Ở Đà Đế cổ thần dưới mệnh lệnh, Đà Đế Thiên Tông phái người hạ xuống thực tế, muốn đoạt lấy thái thượng chi tâm, lại lấy thái thượng chi tâm là ván cầu, đi ăn cắp mồi lửa. Phù Đồ Huyền, chính là phụng Đà Đế cổ thần mệnh lệnh, hạ xuống cường giả. Phù Đồ Huyền nhìn Phong Hỏa Linh Tổ và Tiêu Tĩnh bên này, bày trận đợi hình dáng, không khỏi được cười lên, nói, ngươi thật lấy là ta không giết được các ngươi. Ngày hôm nay liền để cho các người xem, ta võ cực đạo thư thần uy. Tiếng nói rơi xuống, Phù Đồ Huyền sau lưng, hiển hóa ra một quyển minh mông đạo thư, tràn đầy cuồng bạo bá đạo võ đạo hơi thở. Vậy là chân chính hoàn chỉnh võ cực đạo thư, võ cực thiên hạ bốn chữ, sáng chói lóng lánh, kim quang lấp lánh, rung động người tâm thần. Diệp thần dòm ngó thấy một màn này thiên cơ hình ảnh, nội tâm cũng là rung động, lại có mong đợi. Vậy võ cực đạo thư, là võ tổ mà ra đời, cùng hắn võ đạo, vậy là đặc biệt phù hợp. Nếu như cái này võ cực đạo thư, cho Diệp thần mà nói, vậy hắn võ đạo, sợ rằng sẽ trở thành vừa được một cái đặc biệt kinh khủng bước. Phù Đồ Huyền gọi ra liền võ cực đạo thư trên kim quang lóng lánh, từng cái Đà Đế Thiên Tông cường giả,
cũng là từ trong đó hạ xuống. Oanh! Hạ một sát, phù đồ huyền thúc dục võ cực đạo thư, kim quang lóng lánh tới giữa, hóa thành một con voi to, hung hăng đụng hướng phong hỏa linh tổ. Đầu này cự tượng, lại là võ tổ tuyệt học, thần tượng băng thiên đụng khí tượng. Võ cực đạo thư, cần phải võ tổ mà sống, bên trong thu lục rất nhiều võ tổ võ học thần thông. Phù đồ huyền tuy không tu luyện qua thần tượng băng thiên đụng, nhưng dựa vào võ cực đạo thư, hắn cũng có thể thúc dục võ tổ tuyệt học. Diệp thần thấy võ tổ tuyệt học, lại có thể ở một cái đà đế thiên tông dạ xoa trong tay mở ra hiện ra, nội tâm vô cùng là chấn động, hận không được đem vậy võ cực đạo thư, trực tiếp cướp đoạt lại, đó vốn chính là cần phải võ tổ sinh ra đồ, đà đế thiên tông không tư cách chiếm đoạt. Đáng tiếc, Diệp thần chỗ đã thấy hình ảnh, là ngày xưa thiên cơ hình ảnh, do như mộng ảo. Hắn trong lòng cho dù có muôn vàn đau khổ, cũng không khả năng xuyên Việt trở về, đem võ cực đạo thư đoạt lại. Phong hỏa linh tổ thấy vậy cự tượng vào tới, thần sắc cũng là ngưng trọng, khua kiếm ngăn cản ngự. Cùng lúc đó, phù đồ huyền thủ hạ các cường giả, gieo hò liều chết xung phong ra, cùng Tiêu Tĩnh, Trùng Dương chân nhân, Huyền Tâm cùng chính phái người trong, kích đánh nhau. Hai bên thể quyết chiến, đánh được trời đất u ám, cũng không có giữ lại chút nào. Nếu như chính phái đánh bại, tâm vực thất thủ, vậy núp ở thất vực bên trong thái thượng chi tâm, sẽ bị đà đế thiên tông cướp đi. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên trận chiến này, chính phái tuyệt không thể bại. Hai bên kịch chiến, kéo dài ước chừng đã mấy ngày, vô số tử thương, đều là tổn thất thảm trọng. Phong hỏa linh tổ và phù đồ huyền, hai lớn cường giả đỉnh phong tỉ thí, mấy ngày thời gian vậy không phân ra thắng bại. Bỗng nhiên tới giữa, một đạo thân ảnh, đột nhiên đi vòng qua phù đồ huyền phía sau, khua kiếm ám sát hướng phù đồ huyền sau lưng. Lại là Tiêu Tĩnh muốn đánh lén. Tự tìm cái chết. Phù đồ huyền ánh mắt run lên, hắn trước đây cùng Tiêu Tĩnh chiến đấu, thật ra thì cũng không có sự toàn lực, giữ lại lá bài tẩy đối kháng phong hỏa linh tổ. Hôm nay hắn mở ra võ cực đạo thư, tu vi hơi thở bạo tăng trăm lần, tuyệt không phải Tiêu Tĩnh có thể đối kháng. Nhưng Tiêu Tĩnh vẫn là không sợ chết, muốn đánh lén phù đồ huyền, là phụ thân tranh thủ cơ hội. Đáng tiếc, nàng đánh lén cũng không có thể làm bị thương phù đồ huyền. Phù đồ huyền nguy cấp bên trong, cho đòi hạ một phiến võ cực đạo thư trang sách, như tấm thuẫn vậy, bảo vệ mình sau lưng, chặn lại Tiêu Tĩnh một kiếm. Tiêu Tĩnh một kiếm gai đi giết, tự nhiên không có đưa đến chút nào hiệu quả. Một cái bé gái, còn muốn đánh lén ta. Thật lấy vì mình là thủy thần. Phù đồ huyền hừ một tiếng, thúc giục tờ kia võ cực đạo thư, hóa thành núi cao, hung hăng trấn áp hướng Tiêu Tĩnh. Tĩnh Nhi. Phong hỏa linh tổ thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Một tiếng nổ. Phù đồ huyền vũ cực núi cao trấn áp xuống tới, Tiêu Tĩnh không cách nào chống cự, tại chỗ bị đè ngã xuống đất, cả người xương cốt rắc rắc sát nổ vang, gân cốt nát hết, tim phổi tan vỡ, trong miệng tiết ra máu tươi, gương mặt một phiến trắng bệch. Tĩnh Nhi. Phù đồ huyền, người dám đả thương con gái ta. Phong hỏa linh tổ vành mắt hết sức nứt ra, cặp mắt phun ra lửa giận. Cả người phát run. Võ cực đạo thư kinh khủng bực nào, một trang này đạo thư trấn áp xuống đi, con gái hắn là chết chắc. Bi phẫn sợ hãi dưới, hắn cả người linh khí nổ, kiếm trong tay nổ lên lăn lăn như trời mộ vậy hơi thở, tựa như có thể mai táng chư thiên vạn giới hết thảy tồn tại. Đây là, đại mộ thần kiếm, trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật. Phù đồ huyền sắc mặt cuồng biến, lập tức liền nhận ra phong hỏa linh tổ kiếm khí. Đó là đại mộ thần kiếm kiếm khí, trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật. Tam thập tam thiên thần thuật, cho dù ở không không lúc nào không bên trong, cũng là siêu nhất lưu thần thông bí pháp, uy lực long trời lở đất. Phong hỏa linh tổ đại mộ thần kiếm, lại là hạng trước 10 khủng bố tồn tại, truyền thuyết kiếm khí kinh khủng, có thể mai táng hết thảy. Cho dù là hắn võ cực đạo thư, cũng không thể ngăn trở đại mộ thần kiếm mũi nhọn. Lớn mộ thiên táng, cho ta chết. Phong hỏa linh tổ hét điên cuồng, trường kiếm trong tay bộc phát ra phần mộ vậy sát khí, lăn lăn không trước, dễ như bỡn hướng phù đồ huyền lướt đi. Diệp thần thấy một kiếm này, cũng là rung động thật sâu. Đây chính là đại mộ thần kiếm sao? Bá đạo như vậy một kiếm, nếu quả thật thi triển ra, tuyệt đối có thể mai táng hết thảy, cho dù là nhân quả luật quy luật, đều có thể mai táng. Lão gia, người điên rồi. Phù đồ huyền thấy phong hỏa linh tổ thi triển ra đại mộ thần kiếm,
cũng là sợ hãi chấn động. Cái này đại mộ thần kiếm, uy lực to lớn, coi như là không lúc nào không bên trong cường giả, đều khó thi triển ra. Lấy phong hỏa linh tổ tu vi, hắn thi triển đại mộ thần kiếm, tuyệt đối muốn chịu đủ cắn trả, chịu đựng cực kỳ to lớn giá phải trả. Nhưng mà, phong hỏa linh tổ vì thay con gái báo thù, cũng là không để ý hết thảy. Phù Đồ Huyền cả người phát run, không dám chống đỡ, một kiếm này quá kinh khủng, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, cho dù có võ cực đạo thư cũng không được. Liền gặp phong hỏa linh tổ đại mộ thần kiếm kiếm khí, chém ngang mà qua, chỗ hư không chỗ tan vỡ, thời không bị mai táng, thiên địa linh khí cũng bị mai táng, dọc đường hư không, hóa thành tuyệt đối tử địa, bị xé kéo ra vô số lỗ xoáy đen. Người điên! Phù Đồ Huyền không dám chống đỡ, vội vàng thúc giục võ cực đạo thư, biến dạng hư không, hơi có chút chật vật chạy thục mạng. Dưới tay hắn đả đế thiên tông cường giả, nhưng không kịp chạy khỏi. Ở đại mộ thần kiếm chém chết hạ, rất nhiều đà đế thiên tông cường giả, phát ra kêu thảm thiết, tại chỗ liền bị kiếm khí mai táng, hóa thành đầy trời phấn vụn cùng kiếp bụi. Phong hỏa linh tổ một kiếm giết hết toàn trường, đơn giản là vô địch. Nhưng, mặt hắn bàng trên, nhưng không có vui sướng chút nào, ngược lại tràn đầy bi thương. Tĩnh Nhi, phong hỏa linh tổ lật đật đi xem kỹ xem con gái tình huống, bàn tay đè một cái, đem vậy vũ cực núi cao khí tượng đè bảo. Vậy vũ cực núi cao, lại lần nữa hóa thành một phiến trang sách, tung bay đung đưa, rơi vào Tiêu Tĩnh trên mình. Tiêu Tĩnh cả người là máu, đã không có hình người, xương cốt kinh mạch, tim phổi tạng phủ, đều bị mới vừa vũ cực núi cao đè bể. Nàng có thể còn sống, đã coi như là kỳ tích, là bởi vì là nàng thừa kế Thủy Thần Thiên Tôn đạo thống, đạt được trong chỗ U Minh một chút che chở. Nếu không, làm võ cực đạo thư phủ xuống thời điểm, nàng liền đã chết. Vậy võ cực đạo thư kinh khủng, tự nhiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cha! Tiêu Tĩnh miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, ngắm nhìn phong hỏa linh tổ, lại liếc về gặp đánh mất ở trên người mình vũ cực trang sách, cười nói. Ta cướp được võ cực đạo thư, có phải hay không rất lợi hại? Phong hỏa linh tổ đôi mắt rưng rưng, hết sức bi thương, nói nhà chúng ta Tĩnh Nhi lợi hại nhất, lập tức liền cướp được võ cực đạo thư, còn đuổi chạy đà đế thiên tông kẻ địch. Chung quanh chính phái các cường giả, trùng dương chân nhân, huyền tâm các người, đều là im lặng rơi lệ. Tiêu Tĩnh cười nói cha, ta sắp không được, người cầm trang này võ cực đạo thư, đưa cho luân hồi chi chủ đi, hắn là ta nhất sùng bái người. À, bất quá nhắc tới, đời này luân hồi chi chủ, tựa hồ còn chưa tới quật khởi thời điểm. Người để lại cho luân hồi đời sau người đi, cái này võ cực đạo thư, coi như là ta đưa cho luân hồi lễ vật. Phong hỏa linh tổ bi thống nói, Tĩnh Nhi, chớ nói, cha nhất định sẽ cứu sống ngươi. Hắn muốn vận chuyển linh khí, cứu chữa Tiêu Tĩnh, nhưng làm sao hắn linh khí, đã tại mới vừa thi triển đại mộ thần kiếm thời điểm, hoàn toàn hao phí sạch sẽ, tự thân huyết mạch cũng là kế cận khô kiệt. Một bên trùng dương chân nhân thấy vậy, lật đật đi tới trước, là Tiêu Tĩnh dẫn nước linh khí. Đáng tiếc, Tiêu Tĩnh bị thương quá nghiêm trọng, đã không cách nào vãn hồi. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là hơi có chút thương cảm. Nếu như hắn ở hiện trường nói, lấy hắn thủ đoạn, tất nhiên có thể cứu vãn Tiêu Tĩnh. Đáng tiếc không có nếu như. Tiêu Tĩnh cuối cùng nói cha, ta sau khi chết, ngươi cầm ta chôn ở tâm vực, liền chôn ở thái thượng chi tâm bên cạnh, ta phải đi, ngươi khỏe sinh bảo trọng. Nói xong lời này, Tiêu Tĩnh cặp mắt chính là nhắm mắt, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Tĩnh Nhi. Phong hỏa linh tổ đau buồn đống khóc, nước mắt lớn nhỏ giọt xuống. Chung quanh chính phái các cường giả, cũng là đủ khóc. Diệp Thần thấy những hình ảnh này, cũng là ảm đạm than thở. Thiên cơ hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Hắn liền thấy phong hỏa linh tổ, mang Tiêu Tĩnh thi thể, đem nàng mai táng ở tâm vực bên trong, và thái thượng chi tâm táng chung một chỗ. Vậy quá trên chi tâm, là một viên hồng ngọc vậy tinh thể, mang tinh thuần ngọn lửa hơi thở. Mơ hồ cùng thiên địa quy luật đồng tình. Từ nay về sau, Tiêu Tĩnh liền cùng vậy quá trên chi tâm, chung nhau mai táng trong lòng đất bên trong. Phong hỏa linh tổ con gái yêu chết, đau đớn dưới, từ đi chính phái lãnh tụ vị, cũng truyền ngôi cho trùng dương chân nhân, kỷ nguyên mới mở ra. Diệp Thần thấy những thứ này cổ xưa hình ảnh, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Giữa lúc hắn suy nghĩ, chuẩn bị lại thuộc về thực tế thời điểm, hắn nghe được một đạo ôn hòa giọng nữ. Luân hồi chi chủ,
chậm đã. Diệp Thần cả kinh, theo bản năng kêu lên, là ai? Ở cổ xưa thiên cơ trong hình, lại có người ở cùng mình câu thông, thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Chỉ gặp trong hư không, xuất hiện một đoàn màu xanh nước chảy, rào 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 vang dội. Nước chảy bên trong, hiển hóa ra thân ảnh của một cô gái, mềm yếu như nước, người mặc vào màu xanh áo ngắn quần cụt, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, cùng dòng nước kia lẫn nhau nổi bật, nàng phảng phất từ trong nước ra đời, cũng là chấp chưởng vạn thủy thần linh. Ta kêu Lạc Thanh Ly, người khác đều gọi ta là Thủy Thần Thiên Tôn. Thiếu nữ mở miệng, thanh âm rất ôn nhu, trong mắt mang nụ cười. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền cảm thấy cô gái này trên mình, quả nhiên hàm chứa hào hùng thần minh hơi thở, cao cao tại thượng, cùng bề ngoài vậy cổ thanh thuần bộ dáng đáng yêu, khác hẳn không cùng. Diệp Thần không nghĩ tới, trong truyền thuyết Thủy Thần Thiên Tôn, lại có thể lớn lên như thế thanh thuần mềm yếu, da nộn nộn. Thật giống như thật có thể nặn ra nước, cho người cảm giác, chỉ một cái chữ. Trơn bóng. Ngươi là Thủy Thần. Diệp Thần rất là bất ngờ. Kêu ta Thanh Ly liền có thể. Lạc Thanh Ly nói. Thanh Ly cô nương, ngươi tìm ta có chuyện. Diệp Thần hỏi. Tiêu Tĩnh tỷ tỷ còn chưa có chết, ngươi nhất định phải tới cứu nàng. Lạc Thanh Ly nói. Tiêu Tĩnh còn chưa có chết. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời ngạc nhiên. Hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy Tiêu Tĩnh chết, bị võ cực đạo thư hóa thành núi cao đè bể, cả người xương cốt tim phổi tan vỡ, quả quyết không có mạng sống có thể. Ừ, đúng vậy, nàng còn chưa có chết, ta dùng thần lực của ta, giữ được tánh mạng của nàng, nàng hôm nay đã tỉnh lại, nhưng bị kẹt ở tâm vực bên trong, người nhất định phải tới cứu nàng. Tiêu Tĩnh tỷ tỷ là người tốt, ta không thể nhìn nàng xảy ra chuyện, đáng tiếc ta không thể tùy tiện hiện thân, chỉ có thể nhờ ngươi rồi. Lạc Thanh Ly nói, nàng vô luận là bề ngoài, vẫn là giọng nói, đều cùng thông thường thanh thuần thiếu nữ, độc nhất vô nhị, chân thực không nhìn ra có thần linh cái khung, thậm chí là vẫn là chín thần. Thanh Ly cô nương, người thân là thủy thần, chí cao vô thượng, Tiêu Tĩnh cũng bất quá là người truyền nhân, người gọi nàng là chị, không thích hợp chứ. Diệp Thần cau mày nói, Lạc Thanh Ly hì hì cười một tiếng, nói ta tu luyện một môn bí pháp. Tuổi tác từ đầu đến cuối giữ ở 16 tuổi, sẽ không lớn lên, cũng sẽ không mài mòn, cho nên ta kêu Tiêu Tĩnh làm tỷ tỷ, đó là một chút vấn đề không có. Lời nói này ngây thơ hồn nhiên, lộ vẻ được đáng yêu hết sức, Diệp Thần nghe cũng không nhịn cười được, nói, ngươi thật đúng là đáng yêu. Lạc Thanh Ly cười nói, đa tạ khen ngợi. Dừng một chút, nàng lại ngưng trọng nói, ngươi mau nghĩ biện pháp đi tâm vực, cứu ra Tiêu Tĩnh tỷ tỷ, để cho nàng và nàng phụ thân đoàn viên đi. Nàng cũng lạ đáng thương. Diệp Thần nư một tiếng, nghĩ đến Tiêu Tĩnh còn chưa có chết, có cứu vớt có thể, nội tâm cũng là hơi có chút kích động. Tốt lắm, ta đi trước, nếu không những lão quái vật kia muốn để mắt tới ta, chúng ta sau này có duyên gặp lại đi, luân hồi chi chủ. Lạc Lạc, kêu ngươi luân hồi chi chủ, sẽ hay không quá khách khí một chút. Ta sau này gọi ngươi tiểu ca ca có thể không? Tiểu ca ca, ta đi. Lạc Thanh Ly lộ ra rất đáng yêu nụ cười, sau đó cũng không cùng Diệp Thần đáp ứng, thân thể liền ẩn nhập ở trong nước, rất nhanh biến mất không thấy. Diệp Thần tinh thần một hồi hỗn loạn, từ vậy thiên cơ trong hình Triều Ly đi ra, lại trở về thế giới hiện thật, lần nữa trở lại phong hỏa vực thiên đường thế giới bên trong, trong tay đang cầm vậy võ cực đạo thư. Mới vừa phát sinh hết thảy, rành rành trong mắt. Diệp Thần chấn động trong lòng, hắn thấy được Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly. Thậm chí từ nàng trong miệng, biết được Tiêu Tĩnh còn chưa có chết. Tiêu Tĩnh cô nương còn sống. Diệp Thần kích động không thôi, lập tức xông ra ngoài, qua lại hư không, sẽ đến thiên đường đỉnh thế giới. Một gian đơn sơ nhà lá, xây dựng ở nơi này chỗ trên đỉnh núi. Phong hỏa linh tổ đang bưng một quyển sách, một mình ở phòng trước nhìn, một bên nấu trà phơi mặt trời, hoàn toàn là một bộ ẩn cư cụ già trạng thái. Hắn gặp Diệp Thần tới. Mi mắt hơi đưa lên một chút, nói, làm sao, tới cùng ta cáo biệt sao? Ngày xưa nhân quả, người cũng nhìn thấy, con gái ta đã chết, ta vậy không muốn hỏi tới thế sự, người muốn mời ta rời núi, đó là tuyệt đối không thể nào, người có thể đi. Diệp Thần nói, tiền bối, ta không phải tới cùng ngươi từ biệt, ta muốn nói cho ngươi, nữ nhi ngươi thật ra thì còn chưa có chết. Nghe vậy, phong hỏa linh tổ lông mày khều một cái, lộ ra một chút vẻ tức giận. Chỉ lấy là Diệp Thần ở tiêu khiển hắn, nói, ngươi nói bậy nói bạ chút gì,
con gái ta là ta tự tay chôn, nàng sống hay chết, chẳng lẽ ta còn không biết? Ngươi như muốn cố ý tiêu khiển ta, liền lập tức cho ta lăn ra ngoài. Diệp Thần vội vàng nói, không phải, là nước. Hắn muốn nói là Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, tự mình nói Tiêu Tĩnh còn chưa có chết. Nhưng, hắn vừa định nhắc tới Thủy Thần thời điểm, trong lòng nhưng khó hiểu có chút nguy hiểm dự cảm. Nếu như nói tới Thủy Thần mà nói, rất có thể bại lộ Thủy Thần nhân quả, từ đó đưa đến nàng gặp phải địch nhân dòm ngó. Diệp Thần tự nhiên chẳng muốn hãm hại Thủy Thần, lập tức im miệng. Phong Hỏa Linh Tổ trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Thần nói, tiền bối, ta muốn nói cho ngươi, ta nhận được xác thực tình báo, nữ nhi ngươi còn sống, nàng bị vây ở tâm vực, ngươi không tin, có thể đi tâm vực tìm nàng. Ở Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly dưới sự che chở, Tiêu Tĩnh đã hồi phục, không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là bị kẹt ở tâm vực, không cách nào đi ra. Tâm vực. Phong Hỏa Linh Tổ chau mày, hắn xem Diệp Thần như vậy bộ dáng trịnh trọng, vậy không giống như là cố ý tiêu khiển hắn. Chẳng lẽ nói, con gái hắn thật còn ở nhân thế? Nghĩ tới đây, Phong Hỏa Linh Tổ tim đập nhất thời tăng tốc độ. Hắn suy nghĩ 10 phần bén nhạy, lập tức nghĩ đến Tiêu Tĩnh từng là Thủy Thần Thiên Tôn truyền nhân, nói không chừng sau lưng có thần minh che chở, cuối cùng giữ được tánh mạng. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi có thể đi tâm vực tìm nàng. Phong Hỏa Linh Tổ trầm ngâm nói, năm đó ta Tử Hoàng Tiên Cung, cùng Đà Đế Thiên Tông, vây quanh Thái Thượng Chi Tâm, bùng nổ qua vô số mâu thuẫn, cho dù ở ta thoái ẩn sau đó, mâu thuẫn cũng không có dừng lại. Ở vô tận mâu thuẫn cùng giết hại bên trong, tâm vực bị liên lụy, đã bị phá hủy phá hoại, lâm vào là phế tích, lối vào vậy hoàn toàn đóng cửa, vậy quá trên chi tâm, vậy hoàn toàn bị mai táng ở phế tích bên trong. Như vậy kết cục, đối với ta Tử Hoàng Tiên Cung mà nói, tuy nói tổn thất to lớn, nhưng vậy giải quyết một cái tai họa ngầm, tâm vực thành phế tích, Thái Thượng Chi Tâm ai cũng đoạt không đi. Nhưng, tâm vực lối vào ở trong chiến hỏa bị hủy, hôm nay muốn tiến vào tâm vực mà nói, cơ hồ không thể nào. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tâm vực đã bị phá hủy sao? Phong Hỏa Linh Tổ nói, đúng vậy. Dừng một chút, hắn lại lộ ra một cái buồn bã nụ cười, nói con gái ta bị mai táng ở tâm vực bên trong, hài cốt đã cùng Thái Thượng Chi Tâm hòa làm một thể, người nói nàng còn sống, ta là không tin. Ta vì cúng tế con gái, điều nghiên ra một cái phương pháp, có thể tiến vào tâm vực, liền Đạo Đức Thiên Tôn cũng không biết, hắn lấy là tâm vực thật bị phá hủy, ai cũng không đi vào. Diệp Thần tinh thần chấn động, hỏi cách gì? Phong Hỏa Linh Tổ trầm ngâm một hồi, nói, muốn thân xác tiến vào tâm vực, vậy là đặc biệt chật vật, nhưng có thể lợi dụng tinh thần đi vào. Ta nơi điều nghiên ra phương pháp, chính là để cho người tiến vào trạng thái chết giả, lại để cho tinh thần tiến vào tâm vực. Ta hàng năm cũng sẽ chết giả một lần, để cho tinh thần tiến vào tâm vực, cúng tế con gái ta. Nhưng, như vậy chết giả thủ đoạn, rất có thể tổn thương thân xác. Hàng năm cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Trước một tháng, ta đã chết giả qua một lần, cùng tiến nhập tâm vực, cúng tế qua con gái ta hài cốt đã thành đất vàng, người nói nàng còn sống, đó không phải là tiêu khiển ta sao? Hắn giọng nói chuyện, mang không biết làm sao, nhưng không hề lại trách cứ Diệp Thần, ngược lại có chút mong đợi. Bởi vì hắn vậy muốn thấy được kỳ tích phát sinh, thấy con gái hồi phục. Diệp Thần nói, có thể Tiêu Tĩnh cô nương. Ngoài ra trọng tố thân xác hồi phục vậy không nhất định. Phong Hỏa Linh Tổ cảm trong lòng nói, như vậy tốt nhất, người muốn ta rời núi, vậy thì đi cứu ra con gái ta nói sau. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói tiền bối, ta phải như thế nào tiến vào tâm vực, cũng là chết giả sao. Phong Hỏa Linh Tổ trầm ngâm nói, chết giả phương pháp, đối thân xác có thể sẽ bị thương, người quyết định muốn thử nghiệm sao. Diệp Thần nói, nếu quả thật có thể cứu ra Tiêu Tĩnh cô nương, điểm này giá phải trả, ta nguyện ý chịu đựng. Phong Hỏa Linh Tổ nghe được Diệp Thần lời nói này, xuất từ thành tâm, cũng không khỏi rất cảm động. Hắn biết Diệp Thần đi cứu người, chủ yếu là vì mời mình rời núi. Nhưng, Diệp Thần cứu người thành ý, vậy là thật tâm, hắn cũng muốn cứu Tiêu Tĩnh. Viên này quy tức đan, người trước ăn vào, có thể phụ trợ người tiến vào trạng thái chết giả. Chờ lát nữa ta đánh ngươi một chưởng, ngươi liền sẽ rơi vào chết giả. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là thật muốn giết ngươi. Huống chi, ngươi là đại khí vận người, ta cũng giết không chết ngươi. Phong Hỏa Linh Tổ sử dụng một viên đan dược,
giao cho Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng nếu đã quyết định phải đi tâm vực, hắn cũng không do dự nữa, khẽ cắn răng, đem vậy quy tức đan uống. Tiền bối, tới đi. Diệp Thần kiên quyết nói. Phong hỏa linh tổ thần sắc cũng là ngưng trọng, linh khí vận chuyển, trùng trùng vung ra một chưởng, hướng Diệp Thần ngực đánh tới. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, không có ngăn cản. Phịch! Phong hỏa linh tổ một chưởng này, hung hăng đánh vào hắn trên ngực, phát ra một hồi một ngạt vang lớn, rồi sau đó rắc rắc sát một hồi nổ vang. Diệp Thần xương sườn, cũng bị cắt đứt. Ở phong hỏa linh tổ hùng hồn chưởng lực dưới sự xung kích, Diệp Thần ngũ tạng lục phủ sôi trào, oa một tiếng, khạc ra một ngụm máu tươi, đầu ông tác hưởng, người từ thiên đường đám mây gian rơi xuống, cuối cùng trùng trùng té ngã trên đất. Trên mặt đất, Huyền Hàn Ngọc, Huyền Tâm, Cố Trường Sinh các người, thấy Diệp Thần bị đánh rơi xuống, đều là kinh hãi. Vậy mấy cái thái thượng trưởng lão, cũng là giật mình không thôi. Sư tổ hắn giết chết luân hồi chi chủ. Cái này, không nghĩ tới sư tổ lại có thể động sát thủ. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, ngày hôm nay lại có thể vẫn diệt ở ta phong hỏa vực. Toàn trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ cảm giác được, Diệp Thần đã không còn tiếng thở. Diệp Thần cặp mắt trợn to, ở phong hỏa linh tổ một trường đánh xuống, xương sườn nổ tung, nội tạng cơ hồ bể tan tành, cặp mắt trợn tròn, ngất xỉu, ngay tức thì rơi vào trạng thái chết giả. Diệp Thần. Huyền Hàn Ngọc xông lại ôm lấy Diệp Thần, kinh hãi không thôi, nàng lấy là Diệp Thần là thật đã chết rồi, trong nháy mắt đầu óc ông minh, một phiến chỗ trống. Diệp Thần ngất xỉu dưới, tinh thần nhẹ bóng, thật giống như bị một cổ lực lượng tiếp đón, mơ hồ bên trong, thấy được một miếng cự môn. Diệp Thần, ta đưa ngươi nhập tâm vực. Phong hỏa linh tổ thanh âm, truyền đến Diệp Thần trong tai. Hô đích một tiếng. Diệp Thần tinh thần, mơ mơ màng màng lúc đó, liền bị đưa vào vậy phiến cự môn. Cự môn sau thế giới, là một phiến hoang vu phế tích. Thiên địa, vũ trụ, tinh không, nhật nguyệt, sơn hà, đã sớm sụp đổ. Diệp Thần tinh thần, khôi phục thanh tỉnh, ngơ ngác nhìn mảnh phế tích này thế giới. Nơi này chính là tâm vực sao? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, khi tiến vào tâm vực sau đó, hắn cùng phong hỏa linh tổ liên lạc, liền bị cắt đứt. Diệp Thần nhìn xem mình thân thể, hoàn toàn không thấy được bất kỳ hình chất tồn tại. Hắn thân thể, còn ở phong hỏa vực. Hắn bây giờ, chỉ là một món tinh thần. Thiên cơ thấy rõ sau đó, Diệp Thần có thể khẳng định, nơi này chính là tâm vực. Ở vô tận khói lửa cùng chiến loạn bên trong, tâm vực đã sớm sụp đổ, lâm vào là phế tích. Viên kia thái thượng chi tâm, cũng bị chôn chôn ở phế tích phía dưới, cùng địa mạch nối liền thành một thể, không cách nào lại moi ra. Tiêu Tĩnh cô nương, ngươi ở đâu? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, tinh thần ý chí truyền ra, lớn tiếng kêu. Nhưng mà, mảnh phế tích này thế giới, cũng không có truyền tới bất kỳ đáp lại. Diệp Thần tinh thần, quét nhìn toàn bộ phế tích, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường dấu vết. Nơi này đã sớm sụp đổ, tất cả tồn tại sinh linh, toàn bộ hóa thành kiếp bụi cùng đất vàng, liền mảnh xương vụn cũng không có để lại, tuyệt đối vắng lặng cùng tĩnh mịch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tiêu Tĩnh không phải còn sống không? Vì sao không có trả lời? Thủy Thần Thiên Tôn không có lý do lừa gạt ta. Diệp Thần chau mày, hắn thiên cơ thấy rõ dưới, có thể xác định, Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly không có nói láo, Tiêu Tĩnh đúng là còn sống. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lại không cảm nhận được Tiêu Tĩnh bất kỳ sức sống. Hắn chỉ cảm nhận được, ở phế tích dưới, có Tiêu Tĩnh hài cốt tử khí. Đúng như phong hỏa linh tổ mà nói, Tiêu Tĩnh sớm đã chết, hài cốt hóa thành đất vàng, cùng thái thượng chi tâm hòa làm một thể. Tiêu Tĩnh cô nương, người còn sống không? Ta là đời này luân hồi chi chủ, ta phụng Thủy Thần Thiên Tôn mệnh lệnh, tới cứu ngươi. Diệp Thần không hết hy vọng, mở miệng lần nữa kêu gọi. Vù vù. Lần này, hắn mở miệng sau đó không lâu, trong hư không truyền ra chấn động, sau đó vang lên một đạo cô gái thanh âm. Ngươi là, luân hồi chi chủ. Ta là ngươi tín đồ. Giọng nữ kia lộ vẻ được vô cùng kích động, thật giống như thấy được cuộc đời này nhất sùng bái người. Ngươi là Tiêu Tĩnh cô nương. Diệp Thần nội tâm đại hỉ. Là ta, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi khỏe nha. Tiêu Tĩnh thanh âm vẫn là khó nén kích động. Ta kêu Diệp Thần, Tiêu Tĩnh cô nương, ngươi ở nơi nào,
người phụ thân rất lo lắng ngươi, ta mang ngươi về nhà đi. Diệp Thần nói, hắn cẩn thận muốn phân biệt phương hướng của thanh âm, nhưng căn bản phân biệt không ra, cũng không cách nào ngược dòng, hết thảy cũng lộ vẻ rất quỷ dị. Ta phụ thân, à, ta cũng muốn trở về, nhưng ta bị kẹt ở chỗ này, không ra được, là Thanh Ly muội muội kêu ngươi tới cứu ta. Tiêu Tĩnh ảm đạm than thở, lại hỏi. Diệp Thần nghe được Thanh Ly muội muội cái này bốn chữ, trong chốc lát không phản ứng kịp. Sửng sốt một tí, mới tỉnh giấc Tiêu Tĩnh trong miệng Thanh Ly muội muội, thật ra thì chính là Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly. Chỉ có thể nói, ở chín thần bên trong, Thủy Thần Thiên Tôn có thể nói là đặc biệt nhất tồn tại, một chút cái khung cũng không có. Tiêu Tĩnh rõ ràng là nàng truyền nhân, hai người nhưng lấy tỷ muội tương xứng, hơn nữa tỷ tỷ là Tiêu Tĩnh. Ngươi rốt cuộc ở địa phương nào? Ngươi còn sống chứ? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, như cũ không bắt được Tiêu Tĩnh chỗ. Ừ, ta còn sống, Thanh Ly muội muội năm đó vận dụng thần lực, giữ được ta tánh mạng, ngoài ra thay ta trọng tố thân xác. Nhưng, ta ở địa phương, vừa là tâm vực, cũng không phải là tâm vực, có chút quỷ dị đặc thù, chính ta hoàn toàn không có cách nào đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh thanh âm mang một chút thần bí. Vừa là tâm vực, cũng không phải là tâm vực, đây là ý gì? Diệp Thần ngây ngẩn. Đã từng là tâm vực, dưới đất chôn một khối thần bí cường đại bia đá, hình như là trong truyền thuyết thiên bia. Khối kia thiên bia, đã có linh tính, hóa thành hình người. Hắn một mực ở ẩn núp tu luyện, Tử Hoàng Tiên Cung cùng Đà Đế Thiên Tông vạn cổ loạn chiến, quấy rầy hắn tu luyện. Hắn tự ảo tưởng bên trong, sáng tạo ra một cái mới tâm vực, né tránh đi vào. Cái này cái mới tâm vực, và lúc đầu tâm vực, giống nhau như đúc, nhưng tồn tại ở ảo tưởng bên trong, tựa như thật như ảo, thiên bia làm đặt tên, kêu thiên tâm vực, hắn tự hào là thiên tâm lão tổ. Năm đó Thanh Ly muội muội là ta trọng tố thân xác, bởi vì tâm vực hóa thành phế tích, không cách nào ở bên trong sinh tồn, nàng cầm ta ký thác vào thiên tâm vực, nói tương lai sẽ có người cứu ta đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh nói, thiên bia, thiên tâm vực, thiên tâm lão tổ. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, kia nghĩ tới cái này tâm vực, lại có thể sẽ cùng thiên bia có liên quan. Tim hắn đập bịch bịch đứng lên, thiên bia nhưng mà cường đại nhất luân hồi huyền bi, nếu có thể đạt được, hắn liền vô địch. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiên bia lại thu thành hình người, sáng lập thiên tâm vực, tự hào là thiên tâm lão tổ. Mà Tiêu Tĩnh, ngay tại thiên tâm lão tổ sáng tạo ra thế giới bên trong. Bất quá hư bia có thể ra đời linh nhi cái loại này tồn tại, thiên bia tự nhiên cũng có thể. Cái này thiên tâm lão tổ, thực lực tuyệt đối là khủng bố, bởi vì đã có thể khai thác trong ảo tưởng thế giới, đây là không không thủ đoạn. Trong thế giới hiện thật người, giống như là Diệp Thần, mặc dù cũng có thể mở ra thế giới, nhưng đều là thật sự tồn tại địa phương, cũng không phải là ảo tưởng. Nhưng cái này cái thiên tâm lão tổ, nhưng có thể khai thác ảo tưởng thế giới, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách Diệp Thần không cách nào bắt được Tiêu Tĩnh hơi thở, lúc đầu nàng ở ảo tưởng thế giới, căn bản cũng không ở thực tế. Thiên bia ở bên người ngươi sao? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Thiên bia đối hắn cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể tìm được thiên bia đầu mối, thậm chí trấn áp thiên bia mà nói, hắn thì có vô cùng chỗ tốt. Ta không biết. Thiên tâm lão tổ rất thần bí, mà đây cái ảo tưởng thế giới, vậy đặc biệt quỷ dị thần bí, tất cả quy luật đều là rất hỗn loạn, nếu như không phải là có Thanh Ly muội muội che chở, ta căn bản không cách nào ở chỗ này sống được. Tiêu Tĩnh thanh âm mang một chút sợ hãi nói. Ngày trước bia trước mắt ngay tại thiên tâm vực. Diệp Thần lại hỏi. Ta thật không biết, hết thảy cũng quá mức hỗn loạn, thứ ta biết, toàn bộ là Thanh Ly muội muội nói cho ta, nàng kêu ta không nên chạy loạn. Ta cũng không dám lộn xộn. Thiên tâm lão tổ còn ở đó hay không cái thế giới này, ta cũng không xác định. Tiêu Tĩnh thanh âm càng ngày càng khủng hoảng, hình như là sợ nói chuyện quá nhiều, sẽ bại lộ mình tồn tại, rước lấy đáng sợ hậu quả. Diệp Thần chau mày, hắn rất muốn lập tức tiến vào thiên tâm vực, đem Tiêu Tĩnh cứu ra, đồng thời tìm thiên bia đầu mối. Nhưng, thiên tâm vực lối vào ở nơi nào, hắn căn bản không biết. Đó là trong ảo tưởng thế giới, có hay không lối vào cũng không nhất định. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến vào thiên tâm vực? Diệp Thần khẽ cắn răng, nội tâm thử nghiệm kêu gọi Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, hy vọng có thể được đáp lại. Vù vù, hư không hơi chấn động.
hạ một sát, Diệp Thần bên tai, lại thật truyền đến Lạc Thanh Ly thanh âm. Tiểu ca ca, không nên tùy tiện kêu gọi ta nha, những lão quái vật kia cũng đang ngó chừng ta, ta không thể tùy tiện hiện thân. Còn như làm sao tiến vào thiên tâm vực, thật ra thì ta nói ta cũng không biết, người biết hay không đánh ta. Hụ hụ, tóm lại ngươi tự nghĩ biện pháp rồi, ta tin tưởng ngươi. Lạc Thanh Ly giọng có chút không biết làm sao, rồi sau đó thanh âm hoàn toàn đi xa. Diệp Thần khóe miệng co quắp một tí, cái này Thủy Thần Thiên Tôn, nhìn như thật đúng là không đáng tin cậy đây. Muốn tiến vào thiên tâm vực cứu người, thậm chí tìm thiên bia mà nói, xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình. Tiêu Tĩnh cô nương, ta hiện tại còn không biết như thế nào tiến vào tâm vực, ta phải đi về và ngươi phụ thân thương lượng một tí, ngươi an tâm một chút chớ nóng. Diệp Thần nói, ừ, ngươi mau tới, ta ở chỗ này, rất sợ. Tiêu Tĩnh không biết làm sao cùng khủng hoảng. Diệp Thần tuy không thấy được nàng bóng người, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, thời khắc này Tiêu Tĩnh, hoặc giả là Độc Cô Co giúp ở nào đó cái xó xỉnh đi. Diệp Thần tinh thần, từ nơi này phiến tâm vực trong phế tích, thoát khỏi đi ra ngoài, lại lần nữa trở lại phong hỏa vực, trở lại mình thân xác bên trong. Ho! Tinh thần vừa về tới thân xác, Diệp Thần lập tức cảm thấy cả người đau nhức, phong hỏa linh tổ một trưởng này, đánh được đặc biệt bền chắc, hắn xương sườn tạng phủ cũng vỡ vụn. Đồng thời, Diệp Thần lại cảm thấy một hồi ấm nhang mềm mại. Huyền Hàn Ngọc đang ôm trước hắn, mặt đầy đau buồn, cặp mắt đỏ lên rơi lệ. Chung quanh mấy cái phong hỏa linh cung thái thượng trưởng lão, đã triệu tập đại lượng cường giả tới đây, vây quanh Huyền Hàn Ngọc, Huyền Tâm, Cố Trường Sinh các người, e sợ cho bọn họ làm loạn, muốn là Diệp Thần trả thù. Huyền tiên tử, ta không có sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận chuyển bát quái thiên đan thuật, chữa trị thương thế. Diệp Thần, ngươi không có chết. Huyền Hàn Ngọc gặp Diệp Thần sống lại, nhất thời kinh ngạc ngạc nhiên mừng rỡ. Chung quanh phong hỏa linh cung các cường giả, cũng là kinh ngạc hoảng sợ. Ta không như vậy dễ chết, chẳng qua là cho phong hỏa linh tổ tiền bối so tài, không cẩn thận bị hắn một trường, ta và hắn mới gặp mà như đã quen từ lâu, ngươi đợi một chút, ta trở về nữa cùng hắn uống một ly. Diệp Thần cười một tí, tùy tiện tìm một cái cớ, từ dưới đất đứng lên. Rất nhiều phong hỏa linh cung các cường giả, nghe được Diệp Thần lời nói này, lại là ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần và phong hỏa linh tổ, cũng không có sống chết gặp nhau, ngược lại là mới gặp mà như đã quen từ lâu, thành bằng hữu. Diệp Thần không có để ý kinh ngạc đám người, mình ngự gió bay lên, lại lần nữa trở lại đám mây thiên đường bên trong. Luân hồi chi chủ, như thế nào? Có thể cứu ra con gái ta? Phong hỏa linh tổ thấy Diệp Thần trở về, liền vội vàng hỏi. Tiền bối, nữ nhi ngươi không có ở đây tâm vực, mà là ở thiên tâm vực. Diệp Thần sắc mặt hơi trầm xuống, vung tay lên, khói mù tràn ngập, cấu trúc ra từng bức họa, đem mình mới vừa gặp gỡ, cùng Tiêu Tĩnh nói chuyện, đều nặng diễn xuất tới. Thiên tâm vực, thiên tâm lão tổ. Con gái ta, bị kẹt ở bên kia. Phong hỏa linh tổ thấy những hình ảnh này, nghe được con gái thanh âm quen thuộc, đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó rơi lệ, già nua thân thể không ngừng run rẩy. Tiêu Tĩnh trong thanh âm mặt, thấm ra khủng hoảng lớn cùng không giúp. Hiển nhiên, ở đó phiến thiên tâm vực, Tiêu Tĩnh này, có thể nói là lo lắng đề phòng. Đó là trong ảo tưởng thế giới, trong thực tế người, cuộc sống ở ảo tưởng bên trong, không cách nào chân đạp mặt đất, vậy thì thật là không cách nào hình dung phù phiếm cùng hốt hoảng. Tĩnh nhi, ngươi chịu khổ. Phong hỏa linh tổ thanh âm bi thương, không ở rơi lệ. Tiền bối, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Mau sớm tiến vào thiên tâm vực cứu người. Diệp Thần nói, trừ cứu người ra, hắn còn muốn tìm thiên bia đầu mối. Nghe được Diệp Thần mà nói, phong hỏa linh tổ cũng là thoáng trấn tĩnh tâm thần. Hắn bàn tư chốc lát, liền nói, vậy thiên tâm vực rất ư thần bí, trong ảo tưởng thế giới, cũng không biết như thế nào có thể tiến vào. Thôi, ta rời núi chính là, ta vì ngươi mai táng nhân quả luật nguyền rủa gông xiềng. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta cứu ra con gái ta. Phong hỏa linh tổ ánh mắt lửa đốt, hắn vốn là nói, trước phải cứu ra Tiêu Tĩnh, mới chịu rời núi. Nhưng hiện tại, cảm nhận được Diệp Thần thành ý tràn đầy hình dáng, hắn vậy đồng ý trước rời núi, thay Diệp Thần giải quyết phiền toái. Thành tựu báo đáp, Diệp Thần nhất định phải giúp hắn cứu ra con gái.
Yên tâm, tiền bối, ta sẽ hết sức. Diệp Thần đại hỉ, chắp tay nói. Phong Hỏa Linh Tổ gật đầu một cái, hắn trong sâu thẳm, vậy cảm nhận được, muốn đi Thiên Tâm vực, giải cứu Tiêu Tĩnh, Diệp Thần là mấu chốt nhất nhân vật. Dẫu sao, Thiên Tâm vực là thiên bia mở ra đi ra ngoài thế giới. Mà Diệp Thần luân hồi huyết mạch, cùng thiên bia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ừ, người cùng ta cùng đi Tử Hoàng Tiên Cung, ha ha, đạo đức thiên tôn cũng muốn mời ta rời núi, ta cũng có rất nhiều năm, không có trở về. Phong Hỏa Linh Tổ hí mắt cười một tiếng. Diệp Thần nghe được phải đi Tử Hoàng Tiên Cung, không khỏi được trong lòng rét một cái. Hắn một mình đối mặt đạo đức thiên tôn mà nói, cuối cùng có chút bất an. Lập tức, Diệp Thần gọi tới Huyền Hàn Ngọc, thuyết minh nhân quả, lại muốn lại triệu hoán Nhâm Phi Phàm. Nhưng, Nhâm Phi Phàm bất tiện lại tùy tiện hiện thân, liền phái ra Võ Giao, bảo vệ ở Diệp Thần bên người. Võ Giao thừa kế cựu Nhật chi chủ Tu Vi. Hơi thở dung hợp càng ngày càng tròn dung như ý, đã có Tử Bi đứng đầu tiên đế thở mạnh voi, từ bề ngoài hơi thở trên xem, lại có thể không kém gì Huyền Hàn Ngọc, đơn giản là cường hãn. Phong Hỏa vực bên này, vậy hướng Tử Hoàng Tiên Cung phát ra thông báo, nói Phong Hỏa Linh Tổ sắp rời núi. Tử Hoàng Tiên Cung trên dưới, tất nhiên vô cùng coi trọng, lập tức tay chuẩn bị nghênh đón lễ vật. Phong Hỏa Linh Tổ trước kia, tuy là đạo đức thiên tôn dưới quyền, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế, hắn không nghe từ đảm nhiệm mệnh lệnh của người nào. Hắn có võ đạo của mình cùng quyết tâm, không là người bất kỳ nắm giữ. Dõi mắt thế giới hiện thật, đã từng có thể hoàn mỹ nắm trong tay Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, chỉ có Phong Hỏa Linh Tổ một cái. Hắn có kiêu ngạo tư cách. Hắn đại mộ thần kiếm, ở Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật bên trong, hạng trước 10, kiếm khí cực kỳ khủng bố đáng sợ, liền tiên đế đều có thể mai táng. Chấp trường kinh khủng như vậy kiếm pháp, tự nhiên không có bất kỳ người dám khinh thị hắn. Cho dù là đạo đức thiên tôn, cũng đối hắn lễ để cho ba phần. Phong Hỏa Linh Tổ bế quan vạn cổ, hôm nay xuất quan, đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Tử Hoàng Tiên Cung bên này, ước chừng chuẩn bị 3 ngày, mới chính thức mời Phong Hỏa Linh Tổ hạ xuống. Ngày này, Diệp Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc, đi theo Phong Hỏa Linh Tổ, hạ xuống đến Tử Hoàng Tiên Cung. Chỉ gặp Tử Hoàng Tiên Cung bầu trời, kim quang nhô lên, đỏ nghê lăn lăn, bầu trời nứt ra một cái khe hở, Diệp Thần đám người bóng người xuất hiện, lấy Phong Hỏa Linh Tổ cầm đầu. Phong Hỏa Linh Tổ tay cầm phất trần, giữa eo bội kiếm, cả người hơi thở khoáng đạt minh mông, mang một cổ mai táng thiên địa khủng bố ý, ở trên trời vừa xuất hiện, liền làm được nguyên phiến thiên địa, cũng run rẩy. Phía dưới, đạo đức thiên tôn dẫn đà bảo thiên quân, trùng dương chân nhân. Còn có Tử Hoàng Tiên Cung vô số trưởng lão, hộ pháp, rất nhiều tinh nhuệ các đệ tử, trịnh trọng nghênh đón. Diệp Thần thấy ở đạo đức thiên tôn phía sau, còn có thứ hai yêu cơ, Ao Phi Huyết, Phạm Tinh Nhiên đám người bóng người. Phong Hỏa Linh Tổ rời núi, đạo đức thiên tôn cũng là tuân thủ cam kết, đem thứ hai yêu cơ thả ra. Diệp Thần thấy thứ hai yêu cơ khôi phục tự do, nội tâm mừng rỡ. Hai người một cái ở trên trời, một cái trên đất, nhìn nhau. Lẫn nhau cười một tiếng. Đạo đức thiên tôn, vạn cổ năm tháng bể dâu, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Phong Hỏa Linh Tổ mang Diệp Thần, Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc 3 người, đáp xuống. Đạo đức thiên tôn tiến lên nghênh đón, khẽ mỉm cười, nói, khói lửa sư đệ, người tu vi lại có tinh tiến, chắc hẳn đại mộ thần kiếm tu vi, đã đến lô hỏa thuần thanh bước. Ta điểm này không quan trọng tu vi, sao dám cùng thiên tôn sư huynh so sánh. Phong Hỏa Linh Tổ cười một tiếng, cũng là khá là khiêm tốn nói. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, cùng nhau vào sơn môn đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Diệp Thần ngồi ở Phong Hỏa Linh Tổ đầu dưới, Võ Giao và Huyền Hàn Ngọc lại ngồi ở hắn bên người. Nghe nói thiên tôn sư huynh, muốn mời ta rời núi, vì ngươi giải quyết mồi lửa nghiệt chướng. Phong Hỏa Linh Tổ trầm ngâm hỏi. Đạo đức thiên tôn than thở một tiếng, nói khói lửa sư đệ. Ta tuy không tư lợi, nhưng ý chí xác thực ăn mòn đến mồi lửa tinh khiết, ta muốn ngươi ra tay, vận dụng đại mộ thần kiếm, thay ta thanh trừ hết mồi lửa dơ bẩn. Phong Hỏa Linh Tổ khẽ cau mày, nói, sư huynh, như vậy thứ nhất, vậy ngươi tinh thần ý chí, liền sẽ gặp phải tổn thương cực lớn, thật không thành vấn đề sao. Đạo đức thiên tôn nói, không sao, ta một lòng bảo vệ mồi lửa, sống chết tánh mạng đã sớm mặc kệ ngoài suy tính, làm sao luôn có người hiểu lầm ta.
cảm thấy ta có tư lợi, sư huynh ta cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Lời nói này vô tình hay cố ý, trong lời nói có hàm ý, là ở trách cứ Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì. Phong Hỏa Linh Tổ lại trầm ngâm một tí, nói, sư huynh, người tu vi, thông thiên triệt địa, đã sớm có phi thăng không không tư cách, người tinh thần ý chí, sợ rằng liền ta cũng không có thể mai táng. Không bằng, người vẫn là phi thăng thôi, lửa này loại giao cho Trùng Dương trông coi, hoặc là giao cho Ma Thần Cung cung chủ thân Đỗ Uyển Nhi, thậm chí giao cho ta trông coi đều có thể. Người đã vất vả liền vô số năm tháng, cũng là thời điểm buông xuống trọng trách này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn tự hỏi đại mộ thần kiếm mạnh mẽ, đủ để mai táng hết thảy, nhưng lại không chắc chắn mai táng đạo đức thiên tôn ý chí. Đạo đức thiên tôn tu vi, chân thực cường hãn, liền Phong Hỏa Linh Tổ cũng không thể so sánh. Đạo đức thiên tôn sắc mặt trầm xuống, tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Hỏa Linh Tổ lại có thể vậy khuyên mình phi thăng. Hôm nay thế giới hiện thật, nguy nan trùng trùng, ta há chịu tùy tiện phi thăng. Một khi ta rời đi, chỉ sợ thế giới hiện thật muốn sụp đổ. Đạo đức thiên tôn trầm giọng nói. Ha ha, vậy ngược lại chưa chắc. Coi như không có sư huynh ngươi. Phong Hỏa Linh Tổ cười một tí, muốn nói gì, nhưng xem đạo đức thiên tôn sắc mặt, càng ngày càng khó xem, liền im miệng không nói thêm gì nữa. Dừng một chút, hắn cũng là hơi có chút không biết làm sao than thở một tiếng, nói, sư huynh, nếu ngươi cố ý bảo vệ mồi lửa, vậy ta thử nghiệm giúp ngươi dọn dẹp dơ bẩn là được. Ngươi để cho luân hồi chi chủ tiến vào mồi lửa nội bộ, như vậy thứ nhất, ta có thể một kiếm hai dùng, thuận tiện là hắn giải quyết nhân quả luật nguyền rủa vấn đề. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói tiền bối, ngươi muốn ta tiến vào mồi lửa nội bộ. Phong Hỏa Linh Tổ nói, đúng vậy, ta đại mộ thần kiếm, dẫu sao là thần thuật, thi triển ra, hao phí cực lớn, giá phải trả cũng là to lớn, nếu là muốn thi triển hai kiếm, đó là muốn mạng ta chỉ có thể vung ra một kiếm. Ngươi tiến vào mồi lửa nội bộ, ta một kiếm hai dùng, lưỡng toàn kỳ mỹ. Diệp Thần nghĩ thầm, hắn có đạo linh lửa, có thể hấp thu vạn lửa. Nếu là hắn tiến vào mồi lửa nội bộ, rất có thể hấp thu mồi lửa năng lượng cốt lõi, ảnh hưởng thực tế. Lập tức, Diệp Thần liền nói, tiền bối, trong cơ thể ta có một loại đặc thù ngọn lửa, có thể hấp thu vạn lửa, ta nếu là đi mồi lửa bên trong, rất có thể sẽ hút lấy mồi lửa năng lượng. Phong Hỏa Linh Tổ khoát khoát tay, nói, không sao, mồi lửa nguyên năng lượng, mênh mông vô biên, ngươi chính là bách gia cảnh, vô luận như thế nào hấp thu, cũng không thể tổn thương mồi lửa căn cơ, thiên tôn sư huynh, ngươi nói là chứ. Ánh mắt cuối cùng nhìn về đạo đức thiên tôn. Diệp Thần nhìn Phong Hỏa Linh Tổ biểu tình cười mỉa, nội tâm khẽ nhúc nhích, cũng biết Phong Hỏa Linh Tổ là cố ý cho mình an bài cơ duyên, để cho mình đi hấp thu mồi lửa linh khí, lớn mạnh tu vi. Đạo đức thiên tôn hừ một tiếng, hơi có chút không vui, nhưng nghĩ tới mồi lửa dơ bẩn, phải mau sớm giải quyết, trì hoãn không được, lập tức cũng chỉ tốt cau mày gật đầu, nói, sư đệ, vậy thì theo ngươi nói, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Phong Hỏa Linh Tổ cười nói, được, sư huynh, ngươi quả nhiên là chất phác thẳng thắn. Thỏa thuận xong, đạo đức thiên tôn đưa tay xé ra hư không, mở ra một cái lối đi, nói, sư đệ, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta đi thôi, lập tức tiến vào mồi lửa thế giới. Lập tức, đạo đức thiên tôn dẫn đầu, mang đa bảo thiên quân, Trùng Dương chân nhân, dẫn đầu bước vào lối đi. Phong Hỏa Linh Tổ khí định thần nhàn, cũng là cất bước đi vào. Chúng ta vậy đi. Diệp Thần mang theo Huyền Hàn Ngọc và Võ Giao, cùng nhau đi vào. Này, đứa nhỏ, đợi ta một chút. Thứ hai yêu cơ cười một tiếng, chạy tới kéo Diệp Thần tay. Rất miễn cưỡng đem Diệp Thần bên cạnh Võ Giao chen lấn đi ra ngoài, mình đi theo Diệp Thần bên người. Ao Phi Huyết và Phạm Tinh Nghiên, lại đi theo nàng phía sau. Diệp Thần ca ca. Võ Giao bị chen đi, vẻ mặt rất là ủy khuất. Ngươi cùng một cái tiểu muội muội tranh cái gì? Diệp Thần rất là không biết làm sao, cho thứ hai yêu cơ một cái liếc mắt, lại đem Võ Giao kéo trở lại. Đoàn người dọc theo không gian lối đi, rất nhanh đi tới mồi lửa thế giới. Mồi lửa ở hỏa thần giới dưới, do đạo đức thiên tôn thế tử, thứ hai yêu cơ mẫu thân Nguyệt Hồn tiên tử bảo vệ. Đây là một tòa khoáng đạt thánh điện, giữa thánh điện là một cái to lớn xương trắng bó đuốc. Vậy xương trắng bó đuốc bên trong, đang thiêu đốt hừng hực lửa cháy bừng bừng, đó chính là trong truyền thuyết mồi lửa.
Nguyệt hồn tiên tử sớm nhận được tin tức, biết ngày hôm nay muốn tới người, canh giữ ở bó đuốc bên cạnh. Nương thân. Thứ hai yêu cơ thấy được Nguyệt hồn tiên tử, một hồi mừng rỡ, xông lên cùng Nguyệt hồn tiên tử đang ôm nhau. Nguyệt hồn tiên tử không có chút nào năm tháng mài mòn, nhìn như chính là một cái da thanh thuần cô gái tuổi thanh xuân, cùng yêu dã quyến rũ, vóc người đầy đặn thứ hai yêu cơ so sánh, nàng thậm chí còn muốn lộ vẻ được trẻ tuổi một ít. Hai người đứng chung một chỗ, liền như tỉ muội, hơn nữa còn là nàng là muội muội. Yêu cơ, ở bên ngoài mệt không? Nguyệt hồn tiên tử khẽ mỉm cười, khẽ vuốt ve thứ hai yêu cơ gò má. Nương thân, ta không mệt, ta rất tốt. Thứ hai yêu cơ kéo Nguyệt hồn tiên tử tay, cười nói. Nguyệt hồn tiên tử gặp lại Diệp thần, thần sắc hơi có chút phức tạp. Sau đó, nàng kéo thứ hai yêu cơ, lui sang một bên. Từ đầu đến cuối, nàng ánh mắt, đều không từng nhìn thẳng xem một chút đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn vậy không ngại, dù sao vạn cổ tới nay, hắn vậy không chạm qua Nguyệt hồn tiên tử một đầu ngón tay. Hắn cũng không có thế tục tâm tư, làm hết thảy, cũng là vì mồi lửa kéo dài. Bao gồm thai nghén thứ hai yêu cơ, thật ra thì cũng là vì đào tạo truyền nhân. Sư đệ, dọn dẹp mồi lửa dơ bẩn, liền dựa vào ngươi. Đạo đức thiên tôn mắt nhìn mồi lửa, vậy hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, bên trong mặt mang một chút dơ bẩn tội nghiệt hơi thở. Hắn biết, vậy chủ yếu là mình tinh thần ý chí, đã ăn mòn đến mồi lửa tinh khiết. Hắn cũng không tị hiềm một điểm này, hắn vậy đang nghĩ biện pháp giải quyết. Giải quyết phương pháp, liền là dựa vào phong hỏa linh tổ đại mộ thần kiếm. Phong hỏa linh tổ gật đầu một cái, hướng Diệp thần ánh mắt tỏ ý. Diệp thần nuốt nước miếng một cái. Nội tâm cũng có chút kích động cùng mong đợi. Đạo đức thiên tôn vung tay lên, một cổ linh khí bao trùm ở mồi lửa trên, mơ hồ tới giữa, mồi lửa có chút cấm chế bị giải trừ hết. Hiện tại, Diệp thần có thể tiến vào mồi lửa cốt lõi nhất trong thế giới đi. Diệp thần ngắm nhìn mồi lửa, vậy nhìn vậy xương trắng đúc tạo thành bó đuốc đồ đựng. Đó là dùng hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường hài cốt, đúc ra đồ đựng. Trước kia Diệp thần xem cái này đồ chứa thời điểm. Ánh mắt không chịu nổi đau nhói, tùy thời đều có dính không rõ nguy hiểm. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể ung dung nhìn thẳng. Hắn tu vi thực lực, so với ngày xưa tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến thời điểm, cường hãn quá nhiều. Nếu như không phải là bởi vì hoàn mỹ đại thánh nguyền rủa, hắn thậm chí có thể đã bước vào thiên huyền cảnh. Tiền bối, trên người ta nhân quả luật gông xiềng, vậy nhờ ngươi. Diệp thần thần sắc trịnh trọng. Hướng phong hỏa linh tổ chắp tay một cái. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, không có do dự nữa, tung người bay đến bó đuốc bên trong. Oanh! Diệp thần vừa tiến vào bó đuốc, lập tức bị vô số kinh khủng lửa cháy mạnh bao vây. Hắn cảm giác được, từng luồng cực kỳ nóng rực ngọn lửa, đang không ngừng đốt cháy mình thể xác và tinh thần. Đó là mồi lửa cốt lõi nhất năng lượng, cực kỳ khủng bố. Vô số ngọn lửa vặn vẹo dưới. Thậm chí ở trong hư không, mở ra một cái lửa cháy bừng bừng thế giới. Cái này lửa cháy bừng bừng thế giới, tựa như là ngọn lửa luyện ngục, khắp nơi gầm thét lửa cháy bừng bừng, lao nhanh trước nham thạch nóng chảy, làm người ta nghẹt thở. Đây chính là mồi lửa cốt lõi nhất năng lượng sao? Tốt nhiệt độ kinh khủng. Diệp thần ngần than thầm, nếu như là trước kia hắn, sợ rằng phải bị cái này cao ấm trực tiếp đốt thành kiếp bụi. Thật may! Hiện tại hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là mồi lửa nồng cốt nhiệt độ, vậy không tổn thương được hắn. Diệp thần hít sâu một hơi, vận chuyển Nguyệt hồn tiên tử đã từng truyền thụ cho hắn Minh Ngọc Tâm Kinh, tim như lưu ly Minh Ngọc, không nhiễm tiêm trần. Minh Ngọc Tâm Kinh dưới sự vận chuyển, Diệp thần trên da, liền kết ra một tầng óng ánh như ngọc năng lượng khí tức, chặn lại mồi lửa nồng cốt nhiệt độ cao. Đạo linh lửa, nhan tuyền nhi, cho ta chiếm đoạt. Cảm nhận được chung quanh điên cuồng dâng trào ngọn lửa năng lượng, Diệp thần cũng là không chút do dự nào, trực tiếp thả ra đạo linh lửa, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt. Công tử, nơi này ngọn lửa hơi thở, thật là hùng hậu đến đáng sợ, hơn nữa đặc biệt tinh thuần, đủ để cho ta trưởng thành lột xác. Hỏa linh nhan tuyền nhi bóng người, hiển hóa đi ra, cảm nhận được chung quanh mồi lửa năng lượng, cũng là hưng phấn không thôi, tham lam hấp thu. Những thứ này mồi lửa năng lượng. Có thể nói là giữa trời đất tinh thuần nhất tồn tại, năng lượng cực kỳ dư thừa. Đạo đức thiên tôn ý chí, mặc dù ô nhiễm liền mồi lửa, nhưng cũng không có ô nhiễm đến nội bộ hạch tâm.
cho nên nói, Diệp Thần trước mắt hấp thu, đều là không có bị ô nhiễm tinh thuần năng lượng. Hỏa linh nhan Tuyền Nhi không ngừng hấp thu dưới, từng luồng tinh thuần ngọn lửa, hội tụ ở nàng trên thân thể. Thân thể của nàng, vậy đang không ngừng trưởng thành biến hóa. Thời gian đảo mắt, nàng lại có thể từ một cái non nớt hình dáng, lột xác thành một cái ngọn lửa cô gái tuyệt đẹp, hơi thở so trước kia thành thục mượt mà nhiều, vóc người cũng thay đổi được phá lệ đầy đặn. Công tử, ta thành công đột phá. Nhan Tuyền Nhi mừng rỡ không thôi, dưới sự kích động, nhào tới Diệp Thần trên mình, vô cùng hưng phấn ôm trước hắn. Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể đạo linh lửa, cũng là lớn mạnh rất nhiều, đổi được mạnh mẽ hơn vô địch. Nhưng là, hắn tu vi, vẫn là bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Trong sâu thẳm, thật giống như có cái gì gông xiềng, ở giam cấm hắn đột phá. Đạo linh lửa lớn mạnh, tất cả tăng cường năng lượng, cũng hóa thành một cổ bổn nguyên tích lũy, lắng đọng ở Diệp Thần đan điền bên trong. Nếu như Diệp Thần có thể đột phá, cái này cổ tích lũy cùng lắng đọng, là có thể bùng nổ. Nhưng nếu như hắn không có thể đột phá, tích lũy được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Diệp Thần và Nhan Tuyền Nhi biến hóa, người bên ngoài cũng không nhìn thấy. Bởi vì, thời khắc này Diệp Thần, đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây. Ở trong mắt ngoại nhân, Diệp Thần chỉ còn lại một cái ngọn lửa đường danh, bọn họ căn bản không thấy được những vật khác. Diệp Thần ca ca sẽ không bị đốt thành cho chứ. Võ Giao lo lắng, vô cùng khẩn trương. Hỏa chủng kia năng lượng hơi thở, quá kinh khủng, không ngừng gầm thét gào thét, phát ra như quái vật vậy tiếng gào thét, làm người ta rung động. Yên tâm, người Diệp Thần ca ca, cũng không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Huyền Hàn Ngọc cười sờ một cái Võ Giao tóc, nói. Võ Giao trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn là khẩn trương. Mà lúc này, Phong Hỏa Linh Tổ vậy chuẩn bị ra tay. Hắn rút ra trường kiếm, một cổ kinh khủng táng diệt hơi thở, dần dần từ hắn trên mình, kiếm hắn trên, tràn ra tới. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở, tất cả mọi người đều không dám đến gần hắn, hình như là sợ bị mai táng vậy. Liền liền Đạo Đức Thiên Tôn, cũng là lui về phía sau mấy bước, thần sắc ngưng trọng nhìn. Vo ve, Phong Hỏa Linh Tổ thân kiếm, phát ra ông minh chấn động, kiếm khí biến dạng hư không, thật giống như có từng cái một thế giới xuất hiện. Đó là đáng sợ thế giới, là tuyệt đối chết thế giới, chỉ có thiên thiên vạn vạn cái phần mộ tồn tại, tựa như có thể mai táng chư thần. Theo kiếm khí không ngừng nổi lên, Phong Hỏa Linh Tổ sắc mặt, cũng là xuất hiện kịch liệt biến hóa, khi thì trắng bệch, khi thì đỏ tươi. Hắn cả người khí huyết, cũng đang cháy, trán và gân xanh trên cánh tay, như mãng long vậy nổi lên trước, đặc biệt khủng bố. Ta lấy ta kiếm, táng diệt thiên địa. Đại mộ thần kiếm. Lục huyết đồ trời, đi. Bỗng nhiên, Phong Hỏa Linh Tổ khua kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí, hung hăng hướng mồi lửa chém tới. Một kiếm này, thật là không thể dùng lời nói hình dạng, khủng bố mãnh liệt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Một kiếm chém ra, toàn trường tất cả mọi người tim, đều có loại bị nghiền bạo cảm giác, đập bịch bịch. Kinh khủng táng diệt hơi thở, theo một kiếm này chém ra, điên cuồng ở trong sân nổ tung. Dường như muốn đem toàn trường tất cả người, cùng mai táng tiêu diệt. Đây chính là trong truyền thuyết Đại Mộ Thần Kiếm, thứ thiệt tam thập tam thiên thần thuật. Kinh khủng như vậy kiếm khí, đủ để mai táng tiên đế. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt hơi trầm xuống, vẫy tay phóng thích linh khí, hóa ra một cái bảo vệ kết giới, đem đám người bảo vệ ở bên trong, miễn được bị lớn mộ kiếm khí tổn thương. Suy, huy hoàng vô cùng lớn mộ kiếm khí, mang trảm thiên liệt địa vậy uy thế. Từ mồi lửa bên trên chém ngang mà qua. Mồi lửa kịch liệt nhiệt độ, để cho kiếm khí đổi đến đỏ bừng, cuối cùng một đường phá giết hư không, đem thánh điện mảng lớn kiến trúc phá hủy, mới dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Thánh điện ở sụp đổ, nhưng mồi lửa không có bị chút nào kích động. Mồi lửa nội bộ, Diệp Thần cũng là đột ngột cảm thấy lớn mộ kiếm khí chém chết mà qua. Đạo này lớn mộ kiếm khí, khủng bố vô cùng, nếu quả thật muốn giết Diệp Thần. Diệp Thần rất khó ngăn cản. Nhưng, Diệp Thần cảm giác được, Phong Hỏa Linh Tổ cũng không phải là muốn tổn thương hắn. Phong Hỏa Linh Tổ kiếm khí, thu thả tự nhiên, một kiếm này chém ở Diệp Thần trên mình, cũng không có làm tổn thương Diệp Thần chút nào, mà là muốn mai táng trên người hắn nguyền rủa gông xiềng. Rắc rắc, ngay tức thì, Diệp Thần cảm giác được, in vào trên người mình nguyền rủa gông xiềng,
liền trực tiếp bị chóc xuống, bị mai táng đến phần mộ bên trong. Hoàn Mỹ Đại Thánh làm nhân quả luật gông xiềng, rốt cuộc bị mai táng. Cái này đại mộ thần kiếm, không hổ là tam thập tam thiên thần thuật, liền nhân quả luật đều có thể mai táng, đơn giản là khủng bố. Phốc xích, Diệp Thần đột nhiên hộc máu. Nhân quả luật gông xiềng giải trừ, hắn nhưng là được cắn trả, tạng phủ một hồi biến dạng vậy đau đớn. Công tử, người thế nào? Nhan Tuyền Nhi thấy Diệp Thần bị thương, nhất thời lo âu. Ta không có sao, còn chưa chết. Diệp Thần cắn răng, xem ra Hoàn Mỹ Đại Thánh làm nhân quả luật gông xiềng, đã cùng mình thân thể, Hoàn Mỹ dung hợp vào nhau. Gông xiềng đột nhiên bị mai táng, Diệp Thần cũng là nhận chịu không ít tổn thương. Muốn tấn thăng thiên huyền cảnh mà nói, cần trước chữa khỏi cái này vết thương. Bị thương dưới, Diệp Thần khó mà lại chịu đựng mồi lửa nội bộ hạch tâm nhiệt độ cao, lảo đảo đi ra. Diệp Thần ca ca. Võ Giao thấy Diệp Thần đi ra, hơn nữa còn là sắc mặt tái nhợt hình dáng, nhất thời rất khủng hoảng, lật đật trên đỡ Diệp Thần. Ta không có sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng ổn định tinh thần, ngẩng đầu hướng Phong Hỏa Linh Tổ nói. Tiền bối, đa tạ. Ngươi một kiếm, đã thay ta mai táng gông xiềng, ta có thể đánh vào thiên huyền cảnh. Phong Hỏa Linh Tổ thấy Diệp Thần sắc mặt tái nhợt hình dáng, nhưng là khẽ chấn động, nói, luân hồi chi chủ, người tựa hồ bị thương, không có gì đáng ngại chứ. Diệp Thần khẽ cắn răng, muốn nói gì, nhưng thương thế trong cơ thể vô cùng đau đớn, vậy không nói ra lời. Xem ra cái này cổ cắn trả, so hắn tưởng tượng, còn muốn nghiêm nghị rất nhiều. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn mồi lửa một mắt, nhưng là thần sắc âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần gông xiềng là giải trừ, nhưng mồi lửa bên trong dơ bẩn, như cũ tồn tại. Hắn tinh thần ý chí, cũng không có bị mai táng, như cũng ngoan cố lưu tồn tại mồi lửa bên trong, thậm chí không ngừng đi hạch tâm ăn mòn đi. Một khi mồi lửa hạch tâm bị ăn mòn, hỏa chủng kia thì phải dập tắt. Làm sao có thể, thật chẳng lẽ muốn ta buông tha mồi lửa? Đạo Đức Thiên Tôn ra mặt vặn vẹo, cả người hơi run rẩy run. Phong Hỏa Linh Tổ móc ra mấy viên thuốc, thoáng khôi phục thi triển đại mộ thần kiếm tiêu hao, cảm giác được Đạo Đức Thiên Tôn diễn cảm, cũng là không biết làm sao cười một tiếng, nói, sư huynh, ta nói, ngươi ý chí, đã siêu thoát tiên đế, cái này thế gian, không người có thể mai táng ngươi tinh thần. Không bằng, ngươi chọn một người thừa kế, thay đổi người tới chấp chưởng mồi lửa, ngươi an tâm phi thăng đi. Nghe Phong Hỏa Linh Tổ lại một lần nữa khuyên, Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt lướt qua ý định giết người, cả giận nói, không. Không người nào có thể thay thế ta là độc nhất vô nhị tồn tại. Diệp Thần nghe được Đạo Đức Thiên Tôn lời này, cùng Phong Hỏa Linh Tổ, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao các người nhìn nhau. Nếu như nói trước kia, Đạo Đức Thiên Tôn không có tư tâm nói, Diệp Thần là tin tưởng. Nhưng hiện tại, xem hắn như vậy vặn vẹo tư thái, Diệp Thần cũng biết, hắn đích xác là có tư tâm, muốn phải vĩnh viễn chiếm đoạt mồi lửa. Thứ hai yêu cơ và Nguyệt Hồn Tiên Tử, cũng là tương cố yên lặng. Đạo Đức Thiên Tôn, người còn không chịu phi thăng, thật chẳng lẽ muốn xem mồi lửa tắt. Vừa lúc đó, hư không chấn động, truyền tới ùng ùng tiếng sấm, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, rung động toàn trường. Chỉ gặp từng vòng hoàn mỹ kim quang tiên khí, tràn ngập ở trong hư không, một phiến phiến đạo thư phủ văn hiện lên, mang chí cao chí thiện hoàn mỹ hơi thở. Một quyển hoàn mỹ đạo thư, phá hư tới. Một cái phong tư anh vĩ, thân mặc đạo bào hoàn mỹ nam tử, đứng ở đạo thư bên trên, ánh mắt sắc bén, gương mặt lạnh lùng, chính là Hoàn Mỹ Đại Thánh. Thấy Hoàn Mỹ Đại Thánh hạ xuống, toàn trường mọi người đều là khiếp sợ. Hoàn Mỹ Đại Thánh, ngươi tới làm gì? Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua ý định giết người. Đạo Đức Thiên Tôn, ta tới đón ngươi đi không không lúc nào không, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi ý chí, đã ăn mòn mồi lửa, ngươi không thể lại ở lại hiện thế. Hoàn Mỹ Đại Thánh trầm giọng nói. Dừng một chút. Hắn lại nhìn hướng Phong Hỏa Linh Tổ cùng Diệp Thần, nói, Phong Hỏa Linh Tổ, ngươi thật là to gan, liền ta bày ra nhân quả luật gông xiềng, ngươi cũng dám mai táng. Phong Hỏa Linh Tổ vui vẻ cười to, nói, ta chính là dám mai táng, ngươi vừa có thể như thế nào? Các ngươi chân lý hội, có thể đại biểu trung cực đại lộ. Ta hừ! Hoàn Mỹ Đại Thánh nhất thời tức giận, quát lên, dám làm nhục ta chân lý hội. Tự tìm cái chết! Một đạo kiếm quang sáng chói, từ
từ hoàn mỹ đại thánh trong tay bạo giết ra, đại lộ hiển hóa, ba hoa trích chòe, hiện ra hết hoàn mỹ đạo uẩn, chém về phía phong hỏa linh tổ. Phong hỏa linh tổ hơi thở đã sớm hao hết, không cách nào chống đỡ. Đạo đức thiên tôn hướng đa bảo thiên quân nháy mắt, người sau lập tức phi thân ra, rút ra một kiếm, màu đen ma khí nhô lên, ngăn cản hoàn mỹ đại thánh kiếm. Chanh! Phốc xích! Song kiếm giao phong, bung ra thanh thúy tiếng vang. Một cổ cuồng bạo đại lực, xông vào đa bảo thiên quân trong cơ thể, hắn tại chỗ liền hộc máu, máu tươi bên trong thậm chí hàm chứa chút nội tạng mảnh vỡ. Chỉ là một chiêu, đa bảo thiên quân liền bị thương nặng. Diệp thần hơi lấy làm kinh hãi, liền cảm thấy hoàn mỹ đại thánh hơi thở, so với mới vừa phủ xuống thời điểm, cường đại rất nhiều rất nhiều. Hoàn mỹ đại thánh là chân lý hội sứ giả, không không lúc nào không bên trong cao thủ, đỉnh cấp thực lực dĩ nhiên là cường hãn. Hắn hạ xuống đến thế giới hiện thật sau đó, bị phép tắc chế ước, cho nên tu vi bị hạn chế, không địch lại tiên đế. Chỉ theo trước thời gian đưa đẩy, hắn dần dần quen thuộc thực tế quy luật, thực lực vậy dần dần đổi được cường đại lên, đủ để cùng tiên đế cũng giá tể khu, nhất kích liền bị thương nặng đa bảo thiên quân. Nếu như để cho lúc này hoàn mỹ đại thánh, sẽ cùng nhâm phi phàm đối chiến, hắn sẽ không lại xem ban đầu chật vật như vậy, chỉ ít có thể đánh ngang tay. Cũng khó trách hoàn mỹ đại thánh cuồng ngạo như vậy, một thân một mình, liền dám hạ xuống nơi đây. Đạo đức thiên tôn, thủ hạ ngươi, đều là phế vật, ngươi muốn trấn áp ta, vẫn là tự mình ra tay đi. Hoàn mỹ đại thánh nhanh cười một tiếng, lần nữa khua kiếm ám sát hướng phong hỏa linh tổ. Hắn biết, phong hỏa linh tổ thân phận vô cùng trọng yếu, ám sát hắn, đạo đức thiên tôn sẽ không không cứu. Chỉ cần đạo đức thiên tôn ra tay, bỏ mặc kết cục như thế nào, hắn mạnh mẽ tu vi hơi thở, cũng sẽ kinh động đại lộ trung cực, từ đó bị tiếp đón phi thăng, vậy không cần hoàn mỹ đại thánh ra tay. Hoàn mỹ đại thánh phải làm, chính là ép đạo đức thiên tôn động thủ. Đạo đức thiên tôn gương mặt nhất thời vặn vẹo, hắn hiện đang bố trí còn chưa hoàn thành, quyết không thể tùy tiện động thủ. Trùng Dương, bảo vệ khói lửa sư đệ. Đạo đức thiên tôn vung tay lên, hướng bên cạnh Trùng Dương chân nhân nói. Trưởng giáo đại nhân. Trùng Dương chân nhân chắp tay một cái, chợt thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở hoàn mỹ đại thánh trước mặt. Lúc này phong hỏa linh tổ, bị hoàn mỹ đại thánh từng bước ép sát, hình dáng đã là 10 phần chật vật. Thấy Trùng Dương chân nhân ra tay, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lui đến Diệp thần bên người. Tiền bối, xin lỗi. Diệp thần khá là xin lỗi nói. Hắn thật ra thì vậy muốn xuất thủ cứu giúp, làm sao nhân quả luật gông xiềng mới vừa giải quyết, hắn cũng là được to lớn cắn trả tổn thương. Không sao, hẳn là ta nói đúng không dậy. Ta đại mộ thần kiếm, tu vi còn chưa đủ, tuy mai táng ngươi nhân quả luật gông xiềng, nhưng cũng cho ngươi mang đến to lớn cắn trả, thậm chí có thể thương tổn ngươi võ đạo căn cơ, nếu như hại được ngươi bị thương nặng không trị, vậy ta thật là tội đáng chết vạn lần. Phong hỏa linh tổ có chút áy náy nói. Không có sao, tiền bối, chút thương thế này, ta có thể giải quyết. Diệp thần nói. Một bên vận chuyển bát quái thiên đan thuật, luân hồi thuật pháp, chữa trị trong cơ thể cắn trả thương thế, Diệp thần vừa nhìn Trùng Dương chân nhân cùng hoàn mỹ đại thánh chiến đấu. Trùng Dương chân nhân tương lai thân, là tán thần nhất mạch nắm giữ, tu vi có thể so với đa bảo thiên quân lợi hại hơn, cùng hoàn mỹ đại thánh chống đỡ, chút nào không rơi hạ phong. Viêm hoàng đế ấn, rơi. Bỗng nhiên, Trùng Dương chân nhân một tiếng quát lạnh, một tôn to lớn ấn tỷ, nổ tung trước nóng rực viêm mang, huyễn hóa ra thiên hoàng thiên đế thô bạo uy áp, hung hăng từ trong hư không hiện lên, chấn rơi xuống, lại là muốn đem hoàn mỹ đại thánh sống sờ sờ đập chết. Hồng quân pháp bảo, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Hoàn mỹ đại thánh thấy ấn tỷ nện xuống, sắc mặt cũng là bộ dạng sợ hãi kinh hãi, vội vàng thúc giục hoàn mỹ đạo thư. Lắc mình trốn một chút, liền ẩn núp đến đạo thư thế giới bên trong. Oanh! Viêm hoàng đế ấn nện xuống, uy năng hung mãnh, tựa như có thể nghiền bạo hàng tỷ vũ trụ thế giới, chung quanh hư không tầng tầng tan vỡ. Nếu như hoàn mỹ đại thánh trúng chiêu, hắn nhất định phải chết, liền mảnh giấy vụn đều sẽ không còn dư lại. Nhưng cái này cái hoàn mỹ đại thánh, phản ứng vậy là đặc biệt mau, một tí lắc mình, liền trốn đạo thư ở giữa hoàn mỹ trong thế giới đi. Vậy đạo thư bên trong thế giới, chính là một cái hoàn mỹ thế giới, vạn pháp không phá, chư tà không vào, siêu thoát hàng tỷ thời không trên vĩ đại tồn tại.
Viêm Hoàng Đế ấn nện xuống, ở đó hoàn mỹ thế giới bên trong, nhấc lên kinh khủng gió bão, nhưng không có thể chân tránh phá hoại cái này hoàn mỹ thế giới địa mạch, càng không đau đến hoàn mỹ đại thánh. Đáng tiếc, Trùng Dương chân nhân thấy vậy, cũng là một hồi thương tiếc, gương mặt hơi một hồi trắng bệch. Viêm Hoàng Đế ấn hóa thành một cổ lưu quang, trở lại trong cơ thể hắn. Cái này Viêm Hoàng Đế ấn, chính là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, cùng Thiên Ma Tinh Hải, Thiên Tội Cổ Kiếm, Thiên Đế Kim Luân cũng giá tể khu. Muốn phát huy Viêm Hoàng Đế ấn uy lực, cần tiêu hao linh khí, cũng là vô cùng to lớn. Trùng Dương chân nhân sử dụng một lần, liền cơ hồ đem linh khí thể lực nhín thời giờ. Nếu như có thể kéo dài sử dụng, lấy Viêm Hoàng Đế ấn uy lực, phá hủy hoàn mỹ thế giới, đánh giết hoàn mỹ đại thánh, cũng là có khả năng lớn sự việc. Đáng tiếc không làm được. Trùng Dương muốn làm gì, hắn muốn động sát thủ. Nếu là giết chân lý hội sứ giả, mối họa vô cùng. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, hắn để cho Trùng Dương chân nhân ra tay, chỉ là muốn che chở Phong Hỏa Linh Tổ, lại đánh lui hoàn mỹ đại thánh, tuyệt không phải muốn giết người. Dẫu sao hoàn mỹ đại thánh thân phận, quá đặc thù, nếu quả thật nháo xảy ra án mạng, tình cảnh không thể thu thập. Đạo Đức Thiên Tôn trong đầu nghĩ, Trùng Dương chân nhân không có mệnh lệnh của hắn, liền dám lộn xộn sát thủ, chẳng lẽ là muốn cố ý hãm hại hắn? Trùng Dương chân nhân, thật vẫn là thành tâm ra sức tử Hoàng Thiên Cung sao? Bên kia Diệp Thần, thấy Trùng Dương chân nhân sử xuất Viêm Hoàng Đế ấn, cũng là trong lòng rét một cái. Viêm Hoàng Đế ấn là Hồng Quân lão tổ pháp bảo, nhưng hiện tại lại có thể xuất hiện ở Trùng Dương chân nhân trong tay. Cái này chỉ có một cái giải thích, đó chính là Hồng Quân lão tổ đem pháp bảo cho mượn liền Trùng Dương chân nhân. Hồng Quân lão tổ muốn mượn Trùng Dương chân nhân tay, đem cái này Viêm Hoàng Đế ấn chuyển giao cho thiên nữ. Diệp Thần trong lòng có một cái kinh khủng suy đoán, ra đầu một hồi tê dại. Hắn xem qua tương lai kỷ nguyên, biết Hồng Quân lão tổ muốn mượn thiên nữ tay, diệt trừ mình. Cái này Viêm Hoàng Đế ấn, chính là mấu chốt. Nếu là thiên nữ bắt được Viêm Hoàng Đế ấn, chấp trưởng thần trí cao khí, thì có chu diệt luân hồi, nghiền ép tiên đế có thể. Nhưng, Viêm Hoàng Đế ấn cái loại này nghịch thiên pháp bảo, muốn hạ xuống phàm trần, vậy tuyệt không phải chuyện dễ, không mấy người có thể tùy tiện tiếp lấy, thiên nữ cũng không được. Nhưng Trùng Dương chân nhân, là tuyệt đối có tư cách, vững vàng tiếp lấy pháp bảo này. Diệp Thần đại khái đoán được, Hồng Quân lão tổ là trước phải đem pháp bảo, giao cho Trùng Dương chân nhân, trải qua xử lý sau đó, lại chuyển giao cho thiên nữ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tất nhiên rợn cả tóc gáy. Vận mạng bánh răng xe bắt đầu chuyển động, Hồng Quân lão tổ vậy bắt đầu bố trí, hắn muốn là Đạo Đức Thiên Tôn tận trung, báo đáp ngày xưa nhân quả, chu diệt Diệp Thần. Mặc dù, hắn nội tâm bên trong, đối Diệp Thần 10 phần thưởng thức, cũng không muốn động sát thủ. Nhưng trong chỗ u minh vận mệnh, chính là muốn đem tất cả người, cũng đẩy về phía giết hại vực sâu. Ta phải bắt được thiên bia, mới có thể đối kháng thiên nữ. Diệp Thần cắn răng, nội tâm cũng là vô cùng ngưng trọng. Hắn biết tương lai tình thế, càng ngày càng hung hiểm. Thiên nữ chẳng qua là Hồng Quân lão tổ con cờ, hắn muốn đối kháng, tuyệt không phải thiên nữ như thế đơn giản. Sau lưng, còn có Tử Hoàng Tiên Cung, Đạo Đức Thiên Tôn, Hồng Quân lão tổ, đó là đủ để làm người ta hít thở khó khăn tồn tại. Dĩ nhiên, chỉ là một cái thiên nữ, liền để cho Diệp Thần nhức đầu. Thiên nữ dã tâm cũng là cực lớn, tuyệt không muốn cam tâm làm một con cờ. Mà tương lai Diệp Thần cùng thiên nữ quyết chiến, Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Ma Nữ, Tử Thần Giáo Đoàn, cũng không thể trắng trắng nhìn. Bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, từ trong lấy được lợi. Diệp Thần tương lai đường, có thể nói là vô cùng hung hiểm. Mà thiên bia, là hắn đối kháng vận mạng tuyệt đối mấu chốt. Nếu như đạt được thiên bia mà nói, luân hồi huyết mạch uy năng thật to tăng lên, hắn thì có đối kháng hết thảy lá bài tẩy. Hoàn mỹ thế giới bên trong, hoàn mỹ đại thánh nhìn Trùng Dương chân nhân, sắc mặt cũng là hơi bạc màu, nói. Trùng Dương chân nhân, rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại có thể thúc giục Viêm Hoàng Đế ấn. Ngươi dám động sát thủ, xem ra các ngươi Tử Hoàng Tiên Cung, là hoàn toàn muốn cùng ta chân lý hội xé rách ra mặt. Chờ đi, ta sẽ hướng cao tầng bẩm báo, chuyện hôm nay, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàn mỹ đại thánh ánh mắt, từ Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương chân nhân, Đa Bảo Thiên Quân, Phong Hỏa Linh Tổ, Diệp Thần,
Huyền Hàn Ngọc, võ giao cùng trên người, từng cái lướt qua, chờ thúc dục đạo thư, phi độn đi. Đạo Đức Thiên Tôn bàn tay nặn được rắc rắc sát vang dội, trong tròng mắt hàn mang chớp động, muốn xuất thủ đuổi giết Hoàn Mỹ Đại Thánh, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Dừng một chút, Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Nguyệt Hồn Tiên Tử, kêu lên, Tiểu Nguyệt, ta ý chí, xâm nhập mồi lửa, đây cũng không phải là ta tim mong muốn, ngươi nhưng có giải quyết phương pháp. Nguyệt Hồn Tiên Tử ngẩn ngơ, nói ta không biết. Đạo Đức Thiên Tôn ý chí, mạnh mẽ như vậy, liền Đại Mộ Thần Kiếm đều không thể mai táng, nàng thì có biện pháp gì? Đạo Đức Thiên Tôn trầm ngâm một hồi, nói Tiểu Nguyệt, ngươi là Hỏa Thần Thiên Tôn muội muội, vậy coi là nửa chủ thần, ngươi linh hồn, có thần cách, ngươi nếu như hiến tế, có lẽ có thể dọn dẹp mồi lửa dơ bẩn, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Hồn Tiên Tử thân thể nhất thời phát run, trong mắt toát ra to lớn vẻ hoảng sợ, không lời chống đỡ. Thứ hai yêu cơ khủng hoảng kêu lên, phụ thân, ngươi không thể hiến tế nương thân. Đạo Đức Thiên Tôn mặt không đổi sắc, nói, mồi lửa dơ bẩn nếu không phải dọn dẹp, ta tội nghiệt sâu nặng, Tiểu Nguyệt, ngươi liền hiến tế thôi, yêu cơ ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi an tâm đi đi. Dứt lời, hắn đột nhiên vung ra một trường, một cổ cương nhu tịnh tể trường lực, đánh vào Nguyệt Hồn Tiên Tử trên mình. Nguyệt Hồn Tiên Tử thân thể mềm mại đổ bay ra, rơi xuống ở xương trắng bó đuốc bên trong, lập tức bị hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng vây lại. Đùng đùng, mãnh liệt thiêu đốt lửa lớn, ngay tức thì liền đem Nguyệt Hồn Tiên Tử đốt thành một cái than cốc. Tỉ tỉ, Nguyệt Hồn Tiên Tử trước khi chết, phát ra một tiếng yếu ớt kêu lên, chợt tiếng thở đoạn tuyệt, từ than cốc biến thành kiếp bụi. Vù vù, nàng thần hồn cũng bị thiêu hủy hầu như không còn. Hỏa chủng kia dơ bẩn, nhất thời bị lọc sạch chạy đi. Đạo Đức Thiên Tôn xâm nhập ở trong đó ý chí, cũng bị làm tan rã. Mồi lửa tạm thời khôi phục tinh khiết. Ý chí bị làm tan rã, Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt một hồi trắng bệch, nhất thời bị to lớn cắn trả. Nhưng trên mặt hắn, nhưng mang vui vẻ yên tâm thần sắc vui sướng, gật đầu liên tục, được, rất tốt, hiến tế quả nhiên có hiệu quả. Thứ hai yêu cơ thấy mẫu thân bỏ mình, hóa thành kiếp bụi, trong thoáng chốc đau buồn bứt rứt, quỳ xuống đất khóc lớn kêu lên, nương thân. Sau đó, nàng liền đứng dậy hướng bó đuốc phóng tới, cũng muốn nhảy vào lửa lớn bên trong. Tiểu thư, đừng xung động. Phạm Tinh Nghiên và Ao Phi Máu, vội vàng đem nàng kéo. Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao, Phong Hỏa Linh Tổ các người, mắt thấy một màn này luân lý làm người thảm kịch, đều là khiếp sợ được tột đỉnh, đứng ngẩn ngơ trên đất. Trùng Dương Chân Nhân một tiếng thở dài, cúi đầu không nói. Đa Bảo Thiên Quân chính là cười to, chắp tay hướng Đạo Đức Thiên Tôn khen, trưởng giáo đại nhân, người đạo tâm tinh khiết, một lòng vì bảo vệ thế giới hiện thật, thậm chí tình nguyện hy sinh chí thân, thật là làm người ta khâm phục ngưỡng mộ, đệ tử bội phục xấu hổ. Đạo Đức Thiên Tôn sờ một cái râu, mỉm cười cười một tiếng, rất có vẻ tự đắc. Phong Hỏa Linh Tổ trầm giọng nói, sư huynh, người đã nhập ma, liền mình thê tử cũng không buông tha. Đạo Đức Thiên Tôn lạnh nhạt nói, sư đệ, ta cảnh giới, không phải ngươi có thể hiểu, ta làm hết thảy, bất quá là vì kéo dài mồi lửa thôi. Vì duy trì mồi lửa, ta liền mình tánh mạng, đều có thể bỏ qua. Phong Hỏa Linh Tổ trán gân xanh nhảy lên, bỗng nhiên nổi giận nói, vậy ngươi đi chết à? Cầm tánh mạng của người khác hiến tế, coi là bản lãnh gì? Ngươi kêu yêu cơ sau này làm thế nào? Thứ hai yêu cơ không có nương thân, quỳ xuống đất khóc lớn, hình dáng mười phần đáng thương. Nếu như không phải là Phạm Tinh Nghiên và Ao Phi Máu kéo nàng, nàng đã sớm nhảy vào lửa lớn bên trong. Diệp Thần thấy một màn này, nội tâm cũng là mười phần không đành lòng. Đạo Đức Thiên Tôn im lặng, sau đó liền thở dài nói, sư đệ, ngươi mệt mỏi, Trùng Dương, ngươi mang hắn đi nghỉ ngơi. Trùng Dương Chân Nhân kêu, ừ. Liền bắt được Phong Hỏa Linh Tổ cánh tay, cưỡng ép mang hắn rời đi. Diệp Thần, chúng ta vậy đi thôi. Huyền Hàn Ngọc thấy vậy, cũng không muốn lại lưu lại nữa, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần ánh mắt rơi vào thứ hai yêu cơ trên mình, hết sức không bỏ. Đạo Đức Thiên Tôn lạnh lùng nói, luân hồi chi chủ, con gái ta tình huống, cũng không cần ngươi lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, dẫu sao nàng là ta tương lai truyền nhân. Cùng nàng có thể một mình phụ trách một phía, ta sẽ để cho nàng thừa kế mồi lửa, đến lúc đó ta biết chủ động phi thăng, cũng không lao ngươi phí tâm. Diệp Thần hờ hững nói, như vậy tốt nhất.
Lập tức, Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao hai cô gái, cũng là rời đi. Hắn tâm tình, khá là phức tạp. Tuyệt đối không nghĩ tới, vì lọc sạch mồi lửa, đạo đức thiên tôn liền mình thê tử, đều có thể hiến tế hy sinh. Nhưng, Diệp Thần cũng biết, coi như Nguyệt Hồn tiên tử hiến tế, vậy cũng không thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Chỉ cần đạo đức thiên tôn còn chấp chưởng mồi lửa, hắn ý chí, khẳng định sẽ tiếp tục ăn mòn, tạo thành ô nhiễm. Nguyệt Hồn tiên tử hiến tế, chẳng qua là ngắn ngủi lọc sạch thôi. Tương lai vận mệnh như thế nào, Diệp Thần vậy suy tính không tới. Hắn chỉ biết là, hiện tại mình chuyện trọng yếu nhất, chính là đánh vào thiên huyền cảnh, bắt được thiên bia. Chỉ có tu vi tăng lên, mới có đủ thực lực, đi đối kháng tương lai vận mệnh. Trở lại tinh nguyệt giới bên trong, Diệp Thần ở dưỡng tâm điện bên trong, nghỉ ngơi một đêm. Võ Giao và Huyền Hàn Ngọc, bầu bạn ở hắn bên người. Võ Giao coi như là tiên đế, mà Huyền Hàn Ngọc thân xác đạt được cường hóa sau đó, cũng có thể coi như là tiên đế. Có hai vị nữ đế phụ trợ, Diệp Thần nghỉ ngơi một đêm, vậy nhân quả luật cắn trả thương thế, liền hoàn toàn khỏi rồi. Chỉ là, Diệp Thần nhưng là phát hiện, mình đan điền, có một cái vết rách. Điều này đại biểu, hắn võ đạo căn cơ, xuất hiện tổn thương. Điều này đan điền vết rách, thậm chí có hai vị nữ đế linh khí bồi bổ, Diệp Thần đều không thể thu bổ. Đáng chết, xem ra trong truyền thuyết nhân quả luật pháp thì, quả nhiên là khủng bố. Ta võ đạo căn cơ, thậm chí cũng xuất hiện hư hại. Diệp Thần cắn răng, cảm thụ trong đan điền vết rách, chỉ cảm thấy mơ hồ phát đau. Điều này vết rách, cũng không phải là cái gì thân xác tổn thương, mà là võ đạo căn cơ, bổn nguyên nhất tổn thương. Cho dù lấy Diệp Thần y thuật, muốn hoàn toàn chữa khỏi nói, chỉ sợ cũng muốn 3-5 năm chờ thời gian. Dưới mắt khắp nơi hung hiểm, một sớm một chiều đều không thể trễ nãi. Nếu là trì hoãn cái 3-5 năm chờ, chỉ sợ thời tiết muốn thay đổi. Diệp Thần ca ca, ngươi không sao chứ? Võ Giao nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay, tối hôm qua nàng một mực hao phí linh khí, giúp Diệp Thần chữa thương, lúc này nàng gương mặt hơi có vẻ tiều tụy trắng bệch, trong ánh mắt lại tràn đầy lo âu. Ta không có sao, thương thế đều tốt. Diệp Thần khẽ mỉm cười, động tác ôn nhu sờ một cái Võ Giao đầu. Hắn không hề muốn Võ Giao lo lắng, cho nên cũng không có tiết lộ đan điền tổn thương. Đây là võ đạo căn cơ tổn thương, cần rất dài thời gian tới khôi phục. Vậy thì tốt quá, ngươi không có sao liền tốt, ta có thể lo lắng ngươi chết bầm. Võ Giao gặp Diệp Thần hơi thở không câu nệ, tinh khí thần đều là khôi phục lại đỉnh cấp, cũng là vô cùng mừng rỡ. Từ ngoài mặt xem, ai cũng không nhìn ra, Diệp Thần võ đạo căn cơ, thật ra thì đã bị tổn thương. Ngươi thật không sao? Một bên Huyền Hàn Ngọc, biểu thị hoài nghi. Ta thật không sao, các ngươi đi trước đi, ta muốn một mình tu luyện thêm chút nữa. Diệp Thần cười nói. Không, ngươi có chuyện. Ngươi võ đạo căn cơ, có phải hay không xuất hiện tổn thương? Huyền Hàn Ngọc ánh mắt như đuốc, tuy không nhìn thấu Diệp Thần lai lịch, nhưng từ trực giác, nàng cảm thấy Diệp Thần có chuyện. Ách! Diệp Thần chần chờ một tí, không nghĩ tới Huyền Hàn Ngọc trực giác như vậy bén nhạy. Hắn cái này một tí chần chờ, đã ấn chứng Huyền Hàn Ngọc nói. Võ Giao nhất thời khẩn trương, vậy cảm ứng được khác thường, nói, Diệp Thần ca ca, người đan điền có phải hay không tan vỡ? Diệp Thần nói, không có, chỉ là một điểm nhỏ vết rách. Huyền Hàn Ngọc hừ một tiếng, nói, một điểm nhỏ vết rách. Người võ đạo căn cơ, coi như chỉ ra hiện một chút vết rách, không phải trạng thái hoàn mỹ, cũng không thể đột phá thiên huyền cảnh. Thiên huyền cảnh là thiên quân cấp trên cảnh giới, muốn đột phá, thân xác linh khí phải là hoàn mỹ không sứt mẻ, có một chút điểm thiếu sót, cũng không thể trở thành thượng vị giả. Diệp Thần võ đạo căn cơ bị tổn thương, tự nhiên cũng không khả năng đánh vào thiên huyền cảnh. Võ Giao nhìn Huyền Hàn Ngọc, hoảng hốt vội nói, Huyền tiên tử tỷ tỷ, người có thể có cái gì giải quyết phương pháp? Huyền Hàn Ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng một niêm, nói, giải quyết phương pháp mà, cũng có, Võ Giao. Ngươi cùng Diệp Thần song tu. Các ngươi hợp thể hòa vào nhau, từ bi cùng luân hồi huyết mạch dung hợp, là được tu bổ hắn đan điền tổn thương. Võ Giao gò má nhất thời đỏ lên, phương tim đập bịch bịch đôi. Song tu sao? Huyền Hàn Ngọc chăn thủ nhẹ một chút, nói, đúng vậy, nếu như dựa hết vào ngươi còn không được, hơn nữa ta, hẳn là đủ rồi. Diệp Thần nghe được Huyền Hàn Ngọc lời này,
nhất thời rất lúng túng. Huyền Hàn Ngọc không chỉ là kêu Võ Giao cùng hắn song tu, thậm chí liền chính nàng, cũng dự định tự mình lên trận. Cái này, tuyệt đối không được. Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt. Vì sao không được? Ngươi xem thường ta và Võ Giao. Huyền Hàn Ngọc mi mắt lạnh lẽo. Không phải, Võ Giao muội muội còn 10 phần non nớt, tuyệt không thể làm loại chuyện này, nếu không ta đạo tâm có thua thiệt. Diệp Thần nhìn về phía Võ Giao vậy nhìn hắn, hai người bốn mắt giáp nhau, đều cảm lúng túng, quẫn bách cúi đầu. Võ Giao vẫn là một đóa 10 phần mềm mại hoa, coi như muốn hái nói, đó cũng là sau này, hiện tại tuyệt đối không được. Diệp Thần cũng không có ý nghĩ này, một khi tháo xuống đóa hoa này, hắn sợ ảnh hưởng Võ Giao sau này trưởng thành. Dẫu sao bây giờ Võ Giao, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp cựu Nhật chi chủ tu vi. Vậy Võ Giao không được, để ta đi. Lấy ta tu vi linh khí, cùng ngươi song tu, hẳn có thể dễ chịu ngươi. Huyền Hàn Ngọc nhàn nhạt nói, thanh âm không mang theo chút nào nghĩ bậy, nhưng cái này cổ bình tĩnh tư thái, nhưng đủ để vuốt bất kỳ người đàn ông lửa giận trong lòng. Vậy càng không được. Diệp Thần dở khóc dở cười, Huyền Hàn Ngọc thân phận càng đặc thù hơn, hắn từ đầu chí cuối, cũng không có cùng nàng song tu ý tưởng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Huyền Hàn Ngọc cau mày nói. Nếu là Diệp Thần trong đan điền vết rách, không cách nào chữa trị nói, vậy hắn tuyệt không có thể đột phá đến thiên huyền cảnh. Diệp Thần một hồi chủ trừ, ngay vào lúc này, có người làm tới bẩm báo. Diệp đại nhân, có cái kêu Cố Trường Xanh người, nói là Phong Hỏa Linh cung trận linh điện điện chủ, phụng Phong Hỏa Linh tổ mệnh lệnh, đặc biệt tới yết kiến. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, kêu hắn đi vào. Sau đó hướng Võ Giao và Huyền Hàn Ngọc nói, có khách nhân tới, các ngươi đi ra ngoài trước. Huyền Hàn Ngọc nhìn Diệp Thần như vậy quẫn bách hình dáng, che miệng cười một tiếng, nói, ngươi cũng không phải cái gì con nít, cần gì phải như vậy khẩn trương. Ta và Võ Giao muội muội lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Ánh mắt nhìn về phía Võ Giao, ngươi nói là chứ. Võ Giao. Võ Giao lúng túng đỏ mặt, không biết như thế nào đáp lại. Thật ra thì đối phương diện kia sự việc, nàng cũng là rất khẩn trương. Đi thôi, chúng ta trước đi ra bên ngoài chờ. Huyền Hàn Ngọc lại là cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo Võ Giao tay, đi ra đại điện. Hai người sau khi rời khỏi đây, một cái ông già, ở người làm dưới sự hướng dẫn, khom người tiến vào trong đại điện. Chính là trận kia linh điện điện chủ, Cố Trường Sinh. Bái kiến luân hồi chi chủ. Cố Trường Sinh quỳ sụp xuống đất, hướng Diệp Thần dập đầu bái. Cố điện chủ không cần đa lễ, đứng lên đi. Diệp Thần nói. Ừ. Cố Trường Sinh cung kính cảm ơn, mới chậm rãi đứng dậy. Khói lửa tiền bối thân thể như thế nào? Diệp Thần nhớ nhung trước Phong Hỏa Linh Tổ, liền hỏi. Sư tổ hắn thi triển đại mộ thần kiếm, hao phí không nhỏ, nhưng thật may có Tử Hoàng Tiên cung chiếu cố, thân thể không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, là được khôi phục. Cố Trường Sinh nói. Ừ, thay ta hướng khói lửa tiền bối hỏi thăm sức khỏe. Diệp Thần gật gật đầu nói. Luân hồi chi chủ, sư tổ nói, mời ngươi chớ quên lời hứa, nhất định phải đi thiên tâm vực, đem Tiêu Tĩnh tiểu thư cứu ra. Cố Trường Sinh nói. Ta biết, ta sẽ tuân thủ lời hứa, mời khói lửa tiền bối yên tâm, chỉ là cái này thiên tâm vực. Đặc biệt thần bí, ta hôm nay còn không biết tiến vào phương pháp. Diệp Thần nói, hắn cũng muốn đi thiên tâm vực, nhưng không làm gì được biết như thế nào tiến vào. Thậm chí, hắn liền thiên tâm vực tọa độ, đều không cách nào xác định. Bởi vì, vậy thiên tâm vực, là trong ảo tưởng thế giới, có lẽ chỉ có một cái khái niệm, căn bản không có thực tế tọa độ. Thế giới hiện thật người, lại làm sao có thể bước vào trong ảo tưởng thế giới? Cố Trường Sinh nói, luân hồi chi chủ, người thần thông quảng đại, nhất định có thể tìm được tiến vào phương pháp, sư tổ hắn nói, người nhân quả luật tuy giải trừ, nhưng bị nghiêm trọng cắn trả, có thể thương tổn võ đạo căn cơ. Như người tiến vào thiên tâm vực, cứu ra Tiêu Tĩnh tiểu thư, liền có thể được chữa trị. Tiêu Tĩnh tiểu thư chính là thủy thần thiên tôn truyền nhân, nàng tinh thông vạn thủy thần quyết, vừa vặn có thể trị liệu người võ đạo căn cơ vết thương. Diệp Thần nghe được Cố Trường Sinh nói. Nhất thời trong lòng động một cái. Hắn võ đạo căn cơ vết thương, nếu là để cho chính hắn trị liệu, sợ rằng phải 5-3 năm thời gian, đặc biệt phiền toái. Nhưng Cố Trường Sinh lại nói, nếu như có thể cứu ra Tiêu Tĩnh mà nói, mượn Tiêu Tĩnh vạn thủy thần quyết,
có thể để cho hắn ngay tức thì khôi phục. Ta biết, đa tạ cố điện chủ nhắc nhở. Diệp thần thiên cơ thấy rõ dưới, vậy cảm thấy cố trường sinh nói không ngoa. Nếu quả thật có thể cứu ra tiêu tính, không chỉ là hoàn thành lời hứa, còn có thể giải quyết tự thân đan điền bể vấn đề. Cố trường sinh lại nói, sư tổ lão nhân gia ông ta còn nói, có hoa kham hao tổn thẳng tu hao tổn, không đợi không hoa không hao tổn chi, mời luân hồi chi chủ minh xem kỹ. Diệp thần ngẩn ngơ, cười khổ nói, được, thay ta đa tạ khói lửa tiền bối chỉ điểm. Người đâu, đưa cố điện chủ đi ra ngoài. Chừng người làm đi vào, đem cố trường sinh tống đi. Đợi được cố trường sinh sau khi đi, Diệp thần đi ra đại điện, liền thấy Huyền Hàn Ngọc và Võ Giao, ở ngoài điện chờ hắn. Võ Giao gò má đỏ bừng, Diệp thần thậm chí có thể nghe được lòng nàng nhảy tiếng. Huyền Hàn Ngọc thì là một bộ khí định thần nhàn hình dáng, tựa như coi như cùng Diệp thần song tu, đối nàng mà nói, cũng không phải đại sự gì. Huyền tiên tử, Võ Giao muội muội, ho, chúng ta không cần song tu, Phong Hỏa Linh Tổ nói. Diệp thần có chút lúng túng gạt bỏ những lời này, sau đó đem Phong Hỏa Linh Tổ mà nói ra. Phải giải quyết hắn đan điền hư hại, cũng không nhất định muốn song tu. Tiến vào thiên tâm vực, cứu ra tiêu tính, mượn tiêu tính vạn thủy thần quyết, vậy có thể giải quyết. Hơn nữa, cứu ra tiêu tính mà nói, cũng có thể nhưng một đoạn nhân quả, để cho Diệp thần lại không ràng buộc, an tâm đánh vào thiên huyền cảnh. Còn có biện pháp này. Vậy thì tốt. Võ Giao nghe nói như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nội tâm buông lỏng đồng thời, lại khó hiểu có chút thất lạc. Ngươi biết thiên tâm vực ở nơi nào không? Huyền Hàn Ngọc lạnh giọng hỏi. Ta còn không biết, Huyền tiên tử, ngươi có biết? Diệp thần hỏi. Ta nơi nào biết, đây là trong ảo tưởng thế giới, ta là liền một chút dấu vết cũng suy tính không tới. Huyền Hàn Ngọc bấm bóp ngón tay, định suy diễn, nhưng không thấy được chút nào mặt mũi. Vậy thiên tâm vực, là thiên bia hóa thân, thiên tâm lão tổ sáng tạo ra thế giới, chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong, chính là một cái hư ảo khái niệm, muốn phải tìm, quá gian nan. Liền liền Huyền Hàn Ngọc, cũng là không thấy được chút nào dấu vết. Diệp thần nhướng mày một cái, ánh mắt chuyển động, suy nghĩ một phen, liền nói, xem ra chỉ có thể tìm Nhâm tiền bối hỏi một chút. Lập tức, Diệp thần đi Nhâm phi phàm thế giới. Võ Giao và Huyền Hàn Ngọc, đi theo hắn phía sau. Nhâm phi phàm tự nhiên cũng ở đây tinh nguyệt giới, bất quá hắn là ẩn cư ở mình mở ra huyết nguyệt thế giới bên trong, căn bản không gặp người ngoài. Nếu như không có việc quan trọng mà nói, hắn cũng sẽ không hiện thân. Diệp thần đi tới huyết nguyệt thế giới bên trong, liền thấy Nhâm phi phàm treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, quanh người ngàn phiến kỷ nguyên đạo thư lơ lửng, sấm sét điện lưu xen lẫn, sau lưng huyết nguyệt bay lên không, hình ảnh mười phần nguy nga. Nhâm tiền bối. Diệp thần chắp tay, hướng Nhâm phi phàm thi lễ. Võ Giao vậy khom người thi lễ, chỉ có Huyền Hàn Ngọc là dửng dưng đứng. Nhâm phi phàm mừ một tiếng, mở mắt ra, khẽ gật đầu, mắt nhìn Diệp thần, đã bắt được tất cả nhân quả. Ngươi nhân quả luật gông xiềng đã bị mai táng, thật đáng mừng. Hôm nay, ngươi là muốn thám thính thiên tâm vực rơi xuống. Nhâm phi phàm nói. Nhâm tiền bối, ngươi biết cái này thiên tâm vực ở nơi nào không? Diệp thần hỏi. Nhâm phi phàm nhẹ nhàng bóp nặn ngón tay, chân mày nhất thời nhíu chặt, nói cái này thiên tâm vực, là trong ảo tưởng thế giới, đặc biệt thần bí, ta cũng không biết. Muốn tìm cái loại này trong ảo tưởng thế giới, có lẽ chỉ có thể mời thần minh ra tay. Thần minh. Diệp thần nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ tới Dạ Mẫu, nói, vậy ta kêu Dạ Mẫu thử một chút. Nhâm phi phàm gật đầu, có thể. Ngư oanh cô nương, hạ xuống đi. Diệp thần ở trong lòng câu thông Dạ Mẫu, kêu gọi nàng hạ xuống. Mảnh máu này tháng thế giới, nhất thời nổ lên lăn lăn ma khí, từng cái chim sơn ca ở trong hư không bay lượn. Ở vô số chim sơn ca vây quanh, Dạ Mẫu phong ngữ oanh bóng người, chậm rãi nổi lên, cả người bó sát người quần áo đen, dáng vẻ linh lung phù lồi, mang trên mặt một cổ biểu tình cười mỉa, làm người ta nghĩ thế nào liên thiên. Diệp thần, người kêu ta. Dạ Mẫu phong ngữ oanh mỉm cười nói, nụ cười như thiếu nữ vậy thanh thuần. Ngư oanh cô nương, ta muốn hướng người thỉnh giáo, thiên tâm vực rơi xuống. Diệp thần chắp tay nói. Thiên tâm vực sao? Phong ngữ oanh tròng mắt hơi chăm chú, cái này thiên tâm vực ba chữ,
hiển nhiên cũng cho nàng mang đến không ít kích động. Trầm ngâm một hồi, Phong Ngữ Oanh khẽ gật đầu một cái, nói cái này thiên tâm vực đặc biệt thần bí, ta nếu như cưỡng ép suy diễn, cố nhiên có thể tra được vậy thế giới rơi xuống, nhưng giá quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được, còn không bằng kêu Võ Giao và Thương Huyền Nữ Đế, cùng ngươi song tu. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng nàng mang chút nghiền ngẫm nụ cười. Cái này không được. Diệp Thần có vẻ lúng túng, lắc đầu liên tục. Nếu là các nàng không được, ta cùng ngươi song tu, cũng giống như vậy, thần cách của ta linh khí, đủ để bồi bổ ngươi đan điền, khôi phục ngươi võ đạo căn cơ, cũng không cần ngươi đi thiên tâm vực như thế phiền toái. Phong Ngữ Oanh khẽ cười nói, nàng thiên cơ thấy rõ dưới, tự nhiên cũng là cảm giác được, Diệp Thần võ đạo căn cơ, xuất hiện sứt mẻ, cần chữa trị khôi phục. Đi thiên tâm vực tìm Tiêu Tĩnh, mượn nữa giúp Vạn Thủy Thần Quyết khôi phục, đó cũng quá phiền toái. Huống chi, suy diễn thiên tâm vực rơi xuống, đối Phong Ngữ Oanh mà nói, cũng phải cần bỏ ra cực kỳ to lớn giá phải trả. Thà như vậy, nàng ngược lại không như hy sinh hạ mình, cùng Diệp Thần song tu tính. Hơn nữa, và Diệp Thần song tu nói, cũng không coi là hy sinh, ngược lại có được lợi. Diệp Thần không nghĩ tới Phong Ngữ Oanh, vậy kéo đến song tu vấn đề đi, không khỏi được có vẻ nhức đầu, nói, Ngữ Oanh cô nương, đừng nói những thứ này ngu nói, ta phải đi thiên tâm vực, không phải đơn thuần vì chính ta, còn muốn cứu ra Phong Hỏa Linh Tổ con gái, đây là ta từng hứa lời hứa, không thể trái gánh. Diệp Thần trên mình nhân quả số mạng, liên lụy phong phú, hắn không muốn cùng cô gái khác hài tử song tu, thật ra thì liền thì không muốn dính mới nhân quả. Phong Ngữ Oanh gặp Diệp Thần không chịu song tu, vậy ở trong ý liệu, khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng quá để ý. Ngươi muốn tìm thiên tâm vực tung tích nói, ta đây là biết có một người, cùng thiên tâm vực có liên quan. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền vội vàng hỏi, ai? Phong Ngữ Oanh ánh mắt như đuốc, nói, người kia, kêu Ẩn, mọi người lại gọi hắn là Ẩn Thánh. Diệp Thần nói, Ẩn Thánh. Phong Ngữ Oanh nói, đúng vậy, truyền thuyết Ẩn Thánh bước ngang qua rất nhiều thời đại, người cũng như tên, am hiểu nhất chính là Ẩn, người này đặc biệt thần bí, nghe nói là chưa từng không lúc nào không rơi xuống cường giả, hắn đã từng là tử thần giáo đoàn ghế thứ 6 hộ pháp, sau đó bị thương rơi xuống thế giới hiện thật. Diệp Thần hơi cảm thấy kinh nghi, ghế thứ 6 hộ pháp. Chẳng lẽ hắn là bị Hoàng Hôn Cự Nhân đánh rớt? Nếu như truyền thuyết là thật, kia Ẩn Thánh, thực lực nhất định là thập phần cường đại. Dẫu sao ghế thứ 6 hộ pháp, vậy ở tử thần giáo đoàn bên trong, đã là nồng cốt tồn tại, là trên 6 tiệc cường giả. Hôm nay tử thần giáo đoàn ghế thứ 6 hộ pháp, biệt hiệu là Hoàng Hôn Cự Nhân. Hoàng Hôn Cự Nhân mạnh mẽ, Diệp Thần đã sâu sắc lãnh giáo qua. Nếu như cái này Ẩn Thánh, thật sự là ghế thứ 6 hộ pháp, đó chính là và Hoàng Hôn Cự Nhân vậy mạnh mẽ, đỉnh cấp thực lực không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Phong Ngữ Oanh lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chân thân rời đi không không lúc nào không, đã quá lâu, rất nhiều bí mật đều không cách nào xác định chân thực. Nhưng có thể khẳng định, cái này Ẩn Thánh, cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt không thể khinh thường, trăm năm trước từng một lần sống động, chỉ là sau đó yên tĩnh lại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói cái này thiên tâm vực chỉ một đầu mối, ở nơi này Ẩn Thánh trên mình. Phong Ngữ Oanh gật đầu nói, đúng vậy, có lẽ có cái khác đầu mối, nhưng ta tạm thời không tìm được, chỉ biết là cái này Ẩn Thánh, hắn có thể gặp qua thiên tâm lão tổ. Thiên tâm lão tổ, chính là thiên bia hóa thân. Diệp Thần tim không ngừng nhảy, nếu như cái này Ẩn Thánh, thật gặp qua thiên tâm lão tổ mà nói, vậy dĩ nhiên là biết thiên tâm vực rơi xuống. Diệp Thần ca ca, ta thật giống như cũng nghe qua Ẩn Thánh. Một bên Võ Giao, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cũng nghe qua Ẩn Thánh. Diệp Thần rất bất ngờ, Phong Ngữ Oanh, Nhâm Phi Phàm và Huyền Hàn Ngọc, cũng là có chút bất ngờ nhìn Võ Giao. Võ Giao cảm nhận được đám người sáng quắc ánh mắt, cúi đầu, có chút ngập ngừng nói, ta dung hợp ta phụ thân trí nhớ, ở trong ký ức của hắn, thật giống như thấy Ẩn Thánh tồn tại. Cái đó Ẩn Thánh, năm đó bị thương. Chính là bị ta phụ thân cứu. Nàng ngay lúc nói chuyện, đầu ngón tay khẽ quơ, cổ xưa thiên cơ xương mù dày đặc hiện lên. Ở vậy thiên cơ xương mù dày đặc bên trong, loáng thoáng hiển hóa ra một bức tranh. Trong hình, một cái người bị thương nặng nam tử, ngã xuống đất ngất đi, đã là hơi thở mong manh. Hắn cả người vết thương, chảy mủ chảy máu, thậm chí xuất hiện vặn vẹo con ròi.
mấy con kền kền, ở đỉnh đầu hắn trên quanh quẩn. Người này chính là ẩn thánh. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, trong hình trọng thương nam tử, trên mình tự hồ vòng quanh một cổ hoàng hôn suy sụp hơi thở. Vậy cổ hoàng hôn hơi thở, đang cùng hoàng hôn cự nhân tương thông. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền có thể khẳng định, người này là bị hoàng hôn cự nhân đả thương. Chỉ chốc lát sau, trong hình lại xuất hiện hai người, là cựu Nhật chi chủ Võ Tuyệt Thần, còn có Ma Tổ Vô Thiên. Thời điểm đó cựu Nhật chi chủ và Ma Tổ Vô Thiên, còn vô cùng trẻ tuổi. Vô Thiên tên chữ, hay là gọi Vũ Vô Thiên, cũng không có bị quan lấy Ma Tổ hai chữ. Sư huynh, người này bị thương. Vô Thiên kêu lên, trong tròng mắt mang nhân nghĩa hiền lành ánh sáng. Vậy cổ ánh mắt, Diệp Thần chỉ ở quay về Trần trên mình thấy qua. Cựu Nhật chi chủ nhìn vậy trọng thương nam tử, thần sắc có vẻ kiêng kỵ, nói, người này hơi thở không so tầm thường, có thể là không không lúc nào không rớt xuống cường giả. Dừng một chút, lại hướng vậy trọng thương nam tử hỏi, người tên gọi là gì? Vậy trọng thương nam tử nhẹ nhàng khạc ra một chữ ẩn. Hắn dĩ nhiên chính là ẩn thánh. Hắn hôm nay, bị thương vô cùng nghiêm trọng, thân thể ở chân thực cùng hư ảo tới giữa, không ngừng biến đổi, thật giống như tùy thời có thể biến mất, đặc biệt quỷ dị. Cựu Nhật chi chủ ánh mắt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng, nói ta có thể lợi dụng thiên quân phong thần bia, cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi đáp ứng ta, truyền thụ ta sư đệ không không thời không tuyệt học, ta xem bên trong cơ thể ngươi, tựa hồ có nghịch thiên ma công tồn tại, vừa vặn truyền cùng ta sư đệ. Vô Thiên kinh hãi, nói, sư huynh, ngươi muốn ta tu luyện ma công sao? Cựu Nhật chi chủ khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, sư đệ, ta tu luyện võ tổ sử tử, ngươi tu luyện ma công, từ nay về sau, chúng ta tiên ma một thể, âm dương rực rỡ, cộng khuông thiên võ tiên môn nghiệp bá, tất có thể để cho ta thiên võ tiên môn, thiên thu vạn đại, vĩnh hằng bất diệt. Dừng một chút, lại hướng ẩn thánh hỏi, ngươi có thể nguyện truyền thụ ta sư đệ ma đạo thần công? Ẩn thánh khó khăn nói ra, nói, có thể. Cựu Nhật chi chủ đại hỉ, liền sử dụng thiên quân phong thần bia, cứu ẩn thánh. Ẩn thánh cũng là tuân thủ lời hứa, ở khỏi bệnh sau đó, truyền thụ không thiên ma công, sau đó rời đi. Hắn truyền thụ ma công, đã làm ra cải tiến, không thấy được không không dấu vết, thích hợp hơn trong thế giới hiện thật nhân tu luyện. Vô Thiên thiên phú lớn lao, học biết cả người ma công sau đó, dũng mãnh tinh tiến. Lại lấy được rất nhiều ngày ban cho ma đạo cơ duyên, rất nhanh trở thành siêu nhất lưu cường giả, người gọi ma tổ. Cựu Nhật chi chủ cùng ma tổ Vô Thiên, thống trị thiên võ tiên môn, nếu như không phải là vũ hoàng cổ đế quật khởi, bọn họ có thể xưng bá thiên thu vạn đại. Diệp Thần thấy được những thứ này cổ xưa hình ảnh, nhất thời rung động. Lúc đầu cái này ẩn thánh, thật sự là bị hoàng hôn cự nhân đánh rớt. Xem ra truyền thuyết không phải là giả, cái này ẩn thánh. Đích xác là đã từng tử thần giáo đoàn ghế thứ 6 hộ pháp, biệt hiệu là ẩn. Ẩn thánh chết sau đó, hắn hộ pháp quyền vị, mới bị hoàng hôn cự nhân thay thế. Đã từng là ma tổ Vô Thiên, cũng nhận được qua ẩn thánh chỉ điểm. Khó trách hôm nay ma tổ Vô Thiên, có thể câu thông thiên ma tinh hải, thậm chí có cơ hội trở thành mới tử thần. Lúc đầu hắn cùng tử thần giáo đoàn tới giữa, ở cực kỳ lâu trước kia, liền thành lập nhân quả. Hắn tu luyện ma công, cũng cùng tử thần giáo đoàn, có muôn hình vạn trạng liên hệ. Lúc đầu các ngươi thiên võ tiên môn, lại còn đã từng đã cứu ẩn thánh, võ giao, vậy ngươi có thể hay không liên lạc đến ẩn thánh? Phong Ngữ Oanh thấy những hình ảnh này, mắt đẹp hơi chăm chú, hướng võ giao hỏi. Nếu như võ giao có thể liên lạc đến ẩn thánh, thậm chí mượn ngày xưa nhân quả, hướng đối phương làm áp lực hỏi thăm nói, có lẽ có thể trực tiếp thám thính được thiên tâm vực rơi xuống. Võ Giao bất đắc dĩ nói, thật giống như không được. Quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, thật xin lỗi, Diệp Thần ca ca, năm đó ta phụ thân cùng ẩn thánh, nhân quả đã kết, hai bên cũng không có lại liên lạc. Diệp Thần nói, không có sao, không cần tự trách. Phong Ngữ Oanh ha ha cười một tiếng, nói các ngươi đây chính là ân cứu mạng, lớn như vậy ân tình, vậy ẩn thánh tùy tiện truyền thụ mấy đạo ma công, là có thể trả sạch. Võ Giao thật cảm thấy hổ thẹn. Nói, dạ mẫu tỷ tỷ, vậy ngươi thấy thế nào? Phong Ngữ Oanh trầm tư một hồi, nói, ở lúc trước, ẩn thánh đặc biệt sống động, tựa hồ ở tích cực bố trí trước cái gì, cách mỗi một đoạn thời gian, hắn sẽ phát ra một nhóm thư mời, mời thái thượng thế giới võ giả, đi hắn ẩn đảo phía trên, cảm ngộ võ học. Nhưng,
những cái kia bị mời thiên tài, không có một cái có thể trở về tới. Những cái kia võ giả sau lưng sư trưởng bằng hữu lấy là ẩn thánh động sát thủ, liền muốn báo thù, đáng tiếc bọn họ từ đầu đến cuối không có thể tìm được ẩn đảo vị trí. Sau đó, ẩn thánh thậm chí liền những người này, cũng cùng nhau mời qua đi. Những người này đi ẩn đảo sau đó, cũng không có trở lại. Diệp Thần nội tâm chấn động một cái, nói chẳng lẽ vậy ẩn thánh như thế lợi hại, cầm nhiều cường giả như vậy, toàn bộ giết. Phong Ngữ Oanh nói, cái này không thể nào, ban đầu bị mời đi ẩn đảo người, có rất nhiều vô lượng cảnh lão yêu quái, muốn giết chết nhiều cao thủ như vậy, coi như là đỉnh cấp tiên đế ra tay, cũng không thể. Thậm chí, bị mời người bên trong, còn có không thiếu thiên võ tiên môn cao cấp trưởng lão, bọn họ kết trận đối kháng, liền đỉnh cấp tiên đế đều có thể chống lại, thật đánh, ẩn thánh cũng không khả năng là bọn họ địch thủ. Diệp Thần nói, vậy kết quả là chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả bị mời người, cũng không có trở lại? Phong Ngữ Oanh nói, ta cũng không biết, cứng rắn muốn điều tra, ta phỏng đoán miễn cưỡng cũng có thể tra được, nhưng giá quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, vậy ẩn thánh bố trí, vẫn là một bí ẩn, những cường giả kia bị mời đi ẩn đảo sau đó, bọn họ lưu lại hồn bài, toàn bộ vỡ vụn, thoạt nhìn là chết, nhưng thiên cơ bên trong vẫn lưu lại có bọn họ sức sống. Bọn họ hơn phân nửa còn chưa có chết, chỉ là ẩn đảo ngăn cách với đời, nhảy ra thực tế ra, hơi thở đoạn tuyệt, cho nên tất cả cường giả hồn bài, đều là vỡ vụn. Diệp Thần nói, cho nên nói, bọn họ chỉ có thể coi như là thần bí mất tích. Vậy cựu Nhật chi chủ đâu? Hắn không đi điều tra. Thiên võ tiên môn có cao cấp trưởng lão vậy dính vào, hắn không thể nào lúc này bỏ mặc chứ. Phong Ngữ Oanh nói, cựu Nhật chi chủ cũng muốn tra, đáng tiếc không tra được, ẩn đảo thái thần bí, hắn và ma tổ vô thiên, vậy từ đầu đến cuối không nhận được mời, cho tới bây giờ không bước vào qua ẩn đảo nửa bước. Từ xưa đến nay, tất cả bước vào ẩn đảo người, cũng không có mới đi ra qua. Ẩn đảo bí ẩn, đến nay không người phá giải. Thiên võ tiên môn không thiếu cao cấp trưởng lão, còn có hàng loạt cường giả, đều đi ẩn đảo không trở về, cái này đưa đến thiên võ tiên môn tổn thương nguyên khí nặng nề, sau đó thua ở vạn khư trong tay, cũng có nguyên nhân này. Diệp Thần tim căng thẳng, không nghĩ tới ẩn đảo bí ẩn, lại còn gián tiếp đưa đến thiên võ tiên môn bị bại. Phong Ngữ Oanh nói, thiên võ tiên môn tiêu diệt, vạn khư kỷ nguyên mở, ẩn đảo cũng không từng yên tĩnh. Căn bản hàng năm cũng sẽ phái sứ giả hạ xuống, mời người đi ẩn đảo, nhưng bởi vì bọn họ danh tiếng quá khủng bố, ở kỷ nguyên mới bên trong, đã không có bao nhiêu người đáp lại. Ẩn đảo lại rất nhiều lấy trọng lợi, cũng cam kết tuyệt không nhúc nhích sát thủ, không hề thiếu võ giả không chịu nổi cám dỗ, lại đi ẩn đảo, sau đó bọn họ và trước kia người như nhau, cũng không có trở lại nữa. Dừng một chút, Phong Ngữ Oanh nhìn về Nhâm phi phàm tiên đế, ta nhớ, ngươi và thiên nữ. Trước kia cũng bị mời qua chứ? Nhâm phi phàm gật đầu nói, ừ, ta bị mời qua nhiều lần, nhưng ta không đi. Phong Ngữ Oanh cười nói, ngươi không đi, là bởi vì sợ. Nhâm phi phàm nói, đúng vậy, ta sợ lại cũng không về được. Phong Ngữ Oanh cười nói, lúc đầu cái này thế gian, còn có ngươi thứ sợ. Nhâm phi phàm nói, cái gì cũng không sợ, đó là mãng phu, nếu cho tới bây giờ không có ai. Có thể từ ẩn đảo lần trước tới, vậy thì chứng minh, chỗ đó rất tà môn, ta cần gì phải đi chuyến vậy nước đục. Nếu như ta nhớ không lầm, đại khái là ở trăm năm trước, ẩn đảo liền im hơi lặng tiếng. Phong Ngữ Oanh nói, đúng vậy, bọn họ đột nhiên im tiếng biệt tích, cái này trăm năm lúc đó, ta cũng không từng gặp lại qua chút nào ẩn đảo dấu vết. Diệp Thần nói, vậy ẩn thánh đâu? Phong Ngữ Oanh nói, ẩn thánh tự nhiên cũng là yên lặng, người muốn từ ẩn thánh trong miệng. Dọ thám biết thiên tâm vực rơi xuống, chỉ sợ ở hao phí một phen giá phải trả. Ta biết ẩn đảo phong vân nhị sứ, có thể thử nghiệm giúp ngươi hỏi một chút, nhưng ngươi cấp cho ta đầy đủ thù lao. Hơn nữa, chưa chắc có kết quả. Vậy phong vân nhị sứ, nhưng cho tới bây giờ không có ở ta trước mặt, tiết lộ hơn nửa điểm ẩn đảo và ẩn thánh bí mật, vô luận ta như thế nào uy hiếp dụ dỗ, bọn họ vậy tuyệt không ngăn được. Ta lần này là sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Phỏng đoán cũng sẽ không có kết quả gì, nhưng thù lao ngươi muốn trước thời hạn cho ta, ta không thể trắng giúp không ngươi. Diệp Thần nói, muốn ta cho cái gì thù lao? Phong Ngữ Oanh mỉm cười cười một tiếng, trong tròng mắt phảng phất có tinh nguyệt lưu chuyển, nói ta muốn ngươi một hơi luân hồi tinh khí.
Diệp Thần ngạc nhiên, cái gì? Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Phong Ngữ Oanh đáp xuống, mang ôn nhu thanh thuần nụ cười, đi tới hắn bên người. Diệp Thần chỉ ngửi được một hồi gái trinh thơm dịu, rồi sau đó cảm thấy một hồi mềm nhẹ ấm ngán xúc cảm. Phong Ngữ Oanh ngực, đã thiếp đến hắn trên ngực, nhỏ hết sức béo mập cánh tay, cũng là ôm hắn cổ. Diệp Thần kinh ngạc thất thần, liền cảm thấy môi một hồi ấm áp, Phong Ngữ Oanh đã nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn hắn. Cái hôn này, thật là lưu luyến ôn nhu, câu hồn thực cốt, Diệp Thần thiếu chút nữa liền xương cũng mềm. Phong Ngữ Oanh là chân chánh thần minh, nàng hôn, ngang hàng là thần linh ban cho, nếu là người bình thường nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị hòa tan hết. Cho dù là Diệp Thần, cũng có loại gân cốt tan rã, cả người cảm giác mềm nhũn, thật giống như rơi vào một tấm thiên nga nhung bện giường lớn bên trong, linh hồn rơi vào ôn nhu hương, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Một bên Võ Giao, Huyền Hàn Ngọc thấy vậy, đều là ngạc nhiên. Nhâm Phi Phàm thì quay đầu lại. Phong Ngữ Oanh cái hôn này, mút vào Diệp Thần, liền cướp đi hắn một món luân hồi tinh khí. Diệp Thần tuy bị cướp đi một món tinh khí, nhưng không những không có bất kỳ yếu ớt cảm giác, ngược lại cảm thấy cả người thoải mái, giống như âm dương hòa vào nhau sau sảng khoái, liền trong đan điền vết rách, đều là thoáng đền bù một ít. Diệp Thần có thể khẳng định, nếu như trực tiếp cùng Phong Ngữ Oanh song tu, linh thịt hòa vào nhau nói, hắn điểm này võ đạo căn cơ tổn thương, thậm chí có thể khép lại. Tốt lắm, có thể. Phong Ngữ Oanh khẽ mỉm cười, buông lỏng Diệp Thần, trong tròng mắt như cũ mang nụ cười ôn nhu. Diệp Thần mới vừa có chút động tình, muốn không để ý nhân quả dính, cùng Phong Ngữ Oanh song tu, nhưng lúc này vậy tỉnh hồn lại, cười khổ lui về phía sau một bước, ho khan hai tiếng, nói, Ngữ Oanh cô nương, thù lao này vậy là đủ rồi sao? Phong Ngữ Oanh nói, vậy là đủ rồi, ta cái này thì giúp ngươi đi hỏi một chút, ta đi trước. Chậm. Đột nhiên, Nhâm Phi Phàm xoay người lại, gọi lại Phong Ngữ Oanh. Phi Phàm tiên đế, còn có việc sao? Phong Ngữ Oanh nói. Ma tổ vô thiên tim, ở bên trong tay ngươi. Nhâm Phi Phàm hỏi. Phong Ngữ Oanh nghe được vấn đề này, mắt đẹp ánh sáng hơi chớp mắt, cười nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhâm Phi Phàm ánh mắt như đuốc, nói, nếu như ta muốn bắt được ma tổ vô thiên tim, cần phải bỏ ra nhiều ít giá phải trả. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm lời này, nhất thời cả kinh. Hắn cũng biết, ma tổ vô thiên ban đầu vì hồi phục quay về Trần, cầm tim mình làm giao dịch, đổi được một chai tử thần máu. Hôm nay, hắn cùng quay về Trần dung hợp, bình kia tử thần máu năng lượng, cũng là hoàn toàn hấp thu, hắn có cơ hội trở thành mới tử thần. Ma tổ vô thiên tim, giá trị tuyệt đối là chân quý, Phong Ngữ Oanh không thể nào tùy tiện lấy ra giao dịch. Phong Ngữ Oanh cười nói, ma tổ vô thiên đem trái tim bán cho ta thanh lại thương hội, thật ra thì không phải hoàn toàn bán đi, chỉ có thể coi như là cầm cố, hắn tương lai muốn chuộc trở về, cho nên, ta không có thể lấy ra tới giao dịch. Nhâm Phi Phàm nói, à, nguyên lai là cầm cố sao? Phong Ngữ Oanh nói, đúng vậy, ta tuy là các ngươi luân hồi trận doanh đồng minh, nhưng cũng là một cái người làm ăn quy củ, ta không thể phá xấu xa. Nhâm Phi Phàm nói, vậy coi như, nếu như tương lai ma tổ vô thiên, muốn chuộc về tim, người cho biết chúng ta một tiếng là được. Phong Ngữ Oanh nói, thật ra thì không cần ta cho biết, làm hắn chuộc về tim ngày trước, nhất định có kinh thiên khí tượng, không che giấu được. Tốt lắm, ta cũng nên đi, Diệp Thần. Hướng Diệp Thần chớp mắt một cái, một bộ hoạt bát thiếu nữ thanh thuần hình dáng, đa tạ ngươi một hớp này luân hồi tinh khí, ta cũng muốn hôn lại ngươi một hơi, ha ha. Chỉ sợ Võ Giao tiểu thư và Thương Huyền nữ đế biết ăn liền ta, quý trọng người trước mắt đi. Dứt lời, Phong Ngữ Oanh xoay người rời đi, thân thể mềm mại dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Diệp Thần sờ một cái mới vừa bị nàng hôn qua môi, cười khổ một tí, diễn cảm có chút phức tạp. Diệp Thần ca ca, người không có sao chứ? Võ Giao lật đật tới đây đỡ Diệp Thần. Thật giống như rất sợ hắn sẽ bị dạ mẫu ép khô như nhau. Không có sao, không cần lo lắng. Tiếp theo, chúng ta liền cùng đi. Diệp Thần hướng Võ Giao cười một tiếng, chợt ánh mắt chính là ngưng luyện. Hắn chỉ hy vọng Phong Ngữ Oanh hướng ẩn đảo sứ giả hỏi, mới có thể có một cái câu trả lời hoàn mỹ. Ẩn đảo bí ẩn, hắn không hy vọng xa vời có thể giải khai. Hắn chỉ muốn biết, vậy thiên tâm vực rơi xuống. Một cái trong ảo tưởng thế giới,
rốt cuộc muốn làm sao đi vào. Qua 3 ngày, Dạ Mẫu còn không tin tức truyền tới, nhưng ở giữa thiên địa, đột nhiên truyền đến đại biến động. Có 2 cái sứ giả, kêu Phong Vân Nhị Sứ, hạ xuống ở Thái Thượng Thế Giới bên trong. Cái này Phong Vân Nhị Sứ danh hiệu, nhưng để cho Thái Thượng Thế Giới rất nhiều võ giả, như sấm bên tai. Bởi vì Phong Vân Nhị Sứ, liền là tới từ ẩn đảo sứ giả. Ẩn Thánh lần nữa xuất thế. Ẩn Thánh lại muốn chở người đi ẩn đảo. Trời ạ, cái này tội lớn người, hắn còn muốn giết hại bao nhiêu người. Phong Vân Nhị Sứ xuất hiện, nhất thời làm được Thái Thượng Thế Giới, lòng người bàng hoàng. 100 năm trước, Ẩn Thánh im tiếng biệt tích, Thái Thượng Thế Giới vượt qua một đoạn ôn hòa 5 tháng.